Đô thị cực phẩm y thần, Diệp Thần. Tập 52. Diệp Thần nghe được Hàn Vân nói tiếng nói, hơi ngẩn ra. Hắn vốn cho là những người này chỉ là mang đi làm đầy tớ, nhưng là bây giờ nghe Hàn Vân ý nghĩa, hiển nhiên đám người này là dùng để hành hạ và hưởng thụ. Nếu quả thật như vậy, vậy thì thật là quá đáng. Coi như đám người này thành tựu cường giả, cũng không có tư cách như vậy. Diệp Thần con ngươi đông lại một cái, mở miệng đối với Hàn Vân đạo ngươi chính mắt chứng kiến qua. Hàn Vân đứng lên, gật đầu một cái vậy bảy vị huyết linh tộc cường giả nhưng mà vào huyết linh bí cảnh ở giữa sáu vị hoàn toàn không cùng, nếu như dùng chiến lực mà nói, bảy người này ở giữa bất kỳ một người nào cảnh giới hẳn đều không phải là đế tôn cảnh. Ngươi nói là bọn họ cảnh giới không dứt đế tôn cảnh. Diệp Thần trên mặt nhất thời có chút vẻ lo lắng. Mặc dù những thứ này đều là ý liệu chuyện, nhưng là nếu quả thật là như vậy, sự việc liền khó giải quyết rất nhiều. Chỉ dựa vào một mình hắn, như thế nào chống lại? Liên quan tới một năm rưỡi sau sự việc, ngươi còn biết nhiều ít, ta cần phải biết toàn bộ. Diệp Thần giọng nói vô cùng hắn nghiêm túc và lạnh như băng. Hàn Vân thở dài một tiếng, tiếp tục nói. Đã nhiều năm như vậy, vẫn luôn không thay đổi qua. Ta thậm chí còn côn lôn hư tất cả mọi người đều muốn chống lại, nhưng là quay đầu lại, kết quả quá mức mong manh, những huyết linh tộc này cường giả và chúng ta chênh lệch giống như côn lôn hư tu luyện cường giả và hoa hạ những người bình thường kia như nhau. Bọn họ vẫy tay bây giờ chính là mang cao nhất đạo vận, thuật pháp cũng là không thể tưởng tượng nổi, ta giả điên giả ngu nhiều năm như vậy, chính là không hy vọng bị những người đó phát hiện. Côn lôn hư đế tôn cảnh cường giả càng ngày càng thiếu. Cái này cũng áp chế côn lôn hư phát triển. Dĩ nhiên, cũng có những gia tộc khác âm thầm bồi dưỡng một ít đế tôn cảnh, gìn giữ xuống, chuẩn bị làm chống cự bọn họ ý tưởng. Nhưng là bọn họ bảy người, thực lực mạnh nhất vô hạn tiếp cận với cái cảnh giới kia, thực lực yếu nhất được cũng không phải côn luân chúng ta giả người có thể chống cự. Hàn Vân nhìn trước mặt bảy đạo hư ảnh, hơi có chút bất đắc dĩ nói lấy ta cảnh giới bây giờ, cũng hoặc là bên ngoài những gia tộc kia lão tổ. Vậy rất khó ngăn cản à. Tùy ý một người cũng có trong nháy mắt giết ta chiến lực. Nghe được những lời này, Diệp Thần khẽ gật đầu, trong lòng suy tư nói lấy Hàn Vân thực lực, hắn chí ít cần bước vào đế tôn cảnh mới có thể chống lại. Như vậy tới coi là, hắn ít nhất phải bước vào đế tôn cảnh đỉnh cấp, mới có thể bảo đảm toàn thắng huyết linh tộc bảy người. Một năm rưỡi bên trong, đột phá như thế nhiều cảnh giới. Thật là không thể tưởng tượng nổi. Mặc dù mình đột phá tốc độ khám gọi nghịch thiên, nhưng là thật muốn làm, đối mặt thống khổ cũng quá nhiều. Khó khăn trùng trùng. Hắn không thể một mực dựa vào luân hồi mộ địa ở giữa đại năng ra tay. Dẫu sao, bọn họ cũng chỉ là một đạo thần niệm, ra tay một lần tạm được, đối mặt bảy người kia không gặp được có thể được. Mấu chốt, ta còn được dựa vào mình. Diệp Thần ánh mắt rộng lớn, rơi vào Hàn Vân trên mình, hỏi tiếp hoàng gia đâu. Đối với ngươi mà nói, hoàng gia ngươi hẳn là rất hiểu đi. Tự nhiên, Hàn Vân hồi tưởng chốc lát, tự thuật đạo năm đó, hoàng gia và khác mấy đạo thế lực cùng huyết linh tộc trong ứng ngoài hợp, đưa đến huyết linh tộc hạ xuống côn lôn hư, mà hoàng gia ban đầu cũng không có cường giả đứng đầu, nhiều năm qua như vậy cũng không từng gặp phải huyết linh tộc chèn ép. Nhưng coi như là như vậy, hoàng gia lão tổ cũng mới đột phá đến đế tôn cảnh tầng 8 thiên. Ngươi nếu như muốn động hoàng gia, ta có thể liên lạc tất cả gia lão tổ, đồng thời ra tay, trước giúp ngươi giải quyết hoàng gia lão tổ. Thậm chí, hoàng gia những cái kia đế tôn cảnh cường giả, ta cũng có thể giúp ngươi giải quyết, nhưng là hoàng gia ẩn núp đế tôn cảnh chân thực quá nhiều. Những năm này, bọn họ chưa bao giờ cống hiến đế tôn cảnh cường giả. Ngươi có thể tưởng tượng, bọn họ ẩn núp cường giả có nhiều ít. Càng là mấu chốt là thương khung bảng cũng cùng hoàng gia có rất lớn liên quan, nhiều năm qua như vậy, cơ hồ không có một cái người hoàng gia lên bảng. Coi như lên bảng, cũng bất quá là mê muội côn lôn hư tất cả đại gia tộc tồn tại. Hàn Vân đem suy nghĩ trong lòng, toàn bộ thoái thác tốt nhất, chúng ta vẫn là nghĩ biện pháp, đem hoàng gia phần lớn lực lượng thu phục. Bởi vì đối kháng huyết linh tộc, cao cấp chiến lực, đế tôn cảnh trên cảnh giới phải có người ngăn cản. Nhưng là trung cấp đế tôn cảnh chiến lực vậy phải có đầy đủ số lượng. Nếu không, cho dù ngươi thắng huyết linh tộc người mạnh nhất, côn lôn hư trung cấp chiến lực vậy sẽ toàn bộ tan vỡ,
đến lúc đó ngươi chiến thắng trở về, có thể Côn Lôn hư đã lâm vào là địa ngục. Hàn Vân mắt nhìn Diệp Thần, nhìn kỹ hắn động tác thần thái, nhưng không xem xảy ra cái gì khác thường. Hắn liền lại nói ta cũng không muốn tha hoàng gia, mà là trước lợi dụng, đến khi đại chiến kết thúc sau ở đem những thứ này phản đồ từng cái chu diệt. Diệp Thần cũng không nói lời nào, ở hắn trong mắt, hoàng gia và những cái kia ẩn núp trong bóng tối gia tộc, đều không nên lưu. Nhưng là Hàn Vân đề nghị cũng không sai. Hắn bây giờ không có tư cách chém chết hoàng gia chỗ sâu đế tôn cảnh cường giả. Mấu chốt liền hoàng gia có nhiều ít đế tôn cảnh cũng không biết. Nếu như có thể khống chế, vậy dĩ nhiên tốt nhất. Có thể những thứ này đều là đế tôn cảnh cường giả à, như thế nào khống chế? Ngay tại Diệp Thần nhức đầu lúc đó, một giọng nói ở trong đầu hắn vang khắp khống chế đế tôn cảnh, luân hồi mộ địa trong ngược lại là có một người có thể làm được. Diệp Thần ngẩn ra, vội vàng khống chế ý thức tiến vào luân hồi mộ địa. Luân hồi mộ địa trong. Huyết Thất Dạ đứng chung một chỗ trước mộ bia, hai tay chắp sau lưng, tròng mắt đưa mắt nhìn. Diệp Thần vội vàng nói Huyết tiền bối, ai có thể làm được, ta có thể dẫn động sao? Đây là Diệp Thần quan tâm nhất vấn đề. Luân hồi mộ địa còn có rất nhiều mộ bia là ảm đạm, hắn biết lực lượng phong ấn quá nhiều cường giả. Nhưng là cái này cũng muốn hắn có thể dẫn động mới có thể à. Huyết Thất Dạ hồi lâu không có phản ứng, ước chừng 10 giây sau đó mới mở miệng nói người này tên là Bách Kiếm Quân Chủ, hắn cũng tới từ Côn Lôn Hư. Lại là tồn tại ở Côn Lôn Hư thời đại thượng cổ. Người này kiếm pháp được, nếu như luận kiếm, ta không phải hắn đối thủ. Mấu chốt người này chân chính nổi tiếng hậu thế thủ đoạn chính là cưỡng ép phong ấn địch nhân công pháp. Công pháp này là hắn bổn mạng công pháp, hắn không có hậu nhân, cái này cũng đưa đến ở Bách Kiếm Quân Chủ sau khi biến mất, cái này phương pháp phong ấn vậy hoàn toàn biến mất. Người ở bên ngoài cùng với Hàn Vân nói hoàng gia phương pháp, nếu quả thật muốn thực hiện, chỉ có thấy Bách Kiếm Quân Chủ. Diệp Thần nhìn vậy ảm đạm thêm thê lương mộ bia, nói Huyết tiền bối, ta dĩ nhiên là muốn gặp người này, nhưng là ta cũng nếu có thể đủ dẫn động à. Người thừa nhận ta. Ta xài hết quá thời gian dài, mà đây Bách Kiếm Quân Chủ mộ bia, tựa hồ trong thời gian ngắn ta căn bản không cách nào dẫn động. Vẫn là nói, người có biện pháp gì? Huyết Thất Dạ không nói gì, mà là nhìn về phía Mạc Ninh. Mạc Ninh ánh mắt bầy mưu đặt kế, liền tới đến Diệp Thần trước mặt mộ chủ, muốn dẫn động luân hồi mộ địa đại năng, thật ra thì còn có một cái phương pháp. Phương pháp gì? Diệp Thần kích động nói. Mạc Ninh khóe miệng lộ ra một đạo nụ cười mộ chủ hẳn biết, muốn dẫn động luân hồi mộ địa đại năng trừ năng lượng trở ra, còn cần đạt được luân hồi mộ địa đại năng thừa nhận, mà Bách Kiếm Quân Chủ đến từ Côn Lôn Hư, hắn đối với kiếm hắn cực kỳ quan tâm. Muốn thức tỉnh Bách Kiếm Quân Chủ, người có thể cần phải đi tìm được hắn ra trước trận chiến cư trú chi địa, vào tay bội kiếm của hắn. Còn như bội kiếm nơi ở nơi nào, ta không biết. Hàn Vân thành tựu trải qua vậy trên trận cổ đại chiến tồn tại, tất nhiên biết. Diệp Thần chế trụ nội tâm chấn động, trở về thực tế, ánh mắt lại là nhìn về phía vẫn còn ở là hoàng gia nói chuyện Hàn Vân, nói ta biết ý ngươi. Hoàng gia hữu dụng người lưu lại, người dùng đúng việc, còn lại thiếu niên người các loại, cho dù tương lai cũng khó mà đột phá đến đế tôn cảnh hậu kỳ, liền không cần còn sống. Không cần người còn sống sót, dĩ nhiên là hoàng gia chư đa thiên tài. Lấy công pháp phong ấn hoàng gia đế tôn cảnh cao thủ, chu diệt hoàng gia đế tôn cảnh dưới người. Đây không phải là tàn nhẫn. Hắn tiếp xúc không ít hoàng gia người, những người này nội tâm đã sớm bị truyền thụ huyết linh tộc nô lệ tư tưởng. Nếu như lưu lại, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Phải đem hết thảy bóp chết ở trong nôi. Bách Kiếm Quân Chủ, người có biết, Diệp Thần thoại phong nhất chuyển, đột nhiên hỏi. Cái gì, người biết Bách Kiếm Quân Chủ? Hàn Vân trong lòng chấn động một cái, suy tư nói Bách Kiếm Quân Chủ nhưng mà thượng cổ cấp bậc tồn tại, Diệp Thí Thiên tuổi còn trẻ, lại có thể cũng biết hắn. Xem ra Huyết Thất Dạ tiền bối cầm hết thảy đồ đều nói cho Diệp Thí Thiên. Tên đồ đệ này, Huyết Thất Dạ tiền bối lại như vậy coi trọng. Hắn cố cư ở chỗ nào? Diệp Thần lại nói. Ở hoàng gia địa giới bên trong. Hàn Vân đáp lại. Diệp Thần suy tư chốc lát. Liền nói huyết linh bí cảnh lập tức phải kết thúc sau đó ta sẽ tru diệt toàn bộ hoàng gia đệ tử, rồi sau đó đi hắn cố cư,
sau đó ta sẽ thuận tiện trấn áp phong ấn hoàng gia đế tôn cảnh, dùng để thành tựu trung cấp lực lượng. Hoàng gia, từ thời đại thượng cổ đến bây giờ nội tình, tuyệt đối vượt qua bất kỳ một nhà tông phái và thế gia, tin tưởng cướp lấy hoàng gia nội tình, hắn liền có thể bước vào đế tôn cảnh. Ra huyết linh bí cảnh sau đó, ngược lại là có thể trước đem cảnh nước tiên sinh và hình thiên đan tôn diệt, lấy bọn họ tài nguyên, tăng lên tới đạo nguyên cảnh tầng 2, sau đó hoàng gia địa giới bên trong, tìm bách kiếm quân chủ bội kiếm. Hoàng gia sớm thì không phải là Côn Lôn hư hiểu hoàng gia, nội tình hùng hậu, địa giới lớn nhất, cũng được quy công cho những gia tộc khác và tông phái, mỗi trăm năm sẽ bị phai mở trăm vị đế tôn cảnh cường giả, mà bọn họ không cần. Chỉ riêng những thứ này, không cần huyết linh tộc nâng đỡ, bọn họ cũng đã có thể phát triển đặc biệt lớn mạnh. Như vậy thứ nhất, tốt lắm. Ta sẽ liên lạc mấy vị bạn già, lần nữa rời núi, trước đánh chết hoàng gia lão tổ và hoàng gia nhân vật trọng yếu. Ngươi lại thu phục hoàng gia người trong, mượn này chỉnh hợp Côn Lôn hư trên dưới, bắt đầu chống cự huyết linh tộc. Hàn Vân và Diệp Thần quyết định kế hoạch. Hàn Vân cố làm điên dù sao cũng năm, công lực thâm hậu, mạng giao thiệp cũng không kém, ước hẹn mấy cái bạn già, tru diệt hoàng gia lão tổ còn là không thành vấn đề. Lại trò chuyện một ít liên quan tới một năm rưỡi sau huyết linh tộc phủ xuống sự việc, Diệp Thần liền rời đi trước, lại kêu tới Diệp Lăng Thiên, hạ lệnh các ngươi đi tỏa ra tin tức, ta Diệp Thí Thiên muốn mời hoàng gia tất cả thiên tài, ngày mai tới nơi này hội tụ, nếu như không đến, ta cầm cửu U Thí Thiên thương từng cái giết chi. Tuân lệnh, điện chủ. Điện chủ. Diệp Lăng Thiên và Chu Diễm kích động không thôi, lúc nào mình các người cũng có thể hướng gia tộc lớn đệ tử, phát hiệu lệnh à. Hơn nữa vẫn là loại này bá đạo vô cùng mệnh lệnh, không đến sẽ chết. Nhờ có là theo điện chủ, nếu là đi theo những người khác, chỉ sợ sớm đã chết. Diệp Thần nhìn những thứ này tán tu, trong lòng cũng khá là cảm khái. Hắn chưa từng nghĩ qua ở Côn Lôn hư sẽ có ám điện tồn tại. Cũng không biết Hoa Hạ ám điện đám người kia như thế nào. Hạ Nhược Tuyết, Chu Nhã, Tỉnh Chiết Giang thậm chí còn kinh thành những người bạn kia thì như thế nào. Từ bước vào Côn Lôn hư sau đó, hắn đối mặt sự việc quá nhiều, Côn Lôn hư và Hoa Hạ chẳng qua là một đạo trận pháp nối liền. Cũng nên hồi đi xem một chút. Cùng dưới mắt sự việc xử lý xong hết, liền đi một chuyến Hoa Hạ. Ngay tại Diệp Thần suy tư Hoa Hạ chuyến đi thời điểm, Diệp Lạc Nhi lặng lẽ đi tới Diệp Thần bên người, trong mắt như nước Diệp tiên sinh, Lạc Nhi trong lòng có một ý tưởng. Diệp Thần khôi phục như cũ, hiếu kỳ nói ý tưởng gì. Diệp Lạc Nhi do dự mấy giây, vẫn là lấy dũng khí nói Diệp tiên sinh, huyết linh bí cảnh cơ hồ hư hại, vậy huyết linh tộc 6 vị cường giả cũng bị Diệp tiên sinh tru diệt, sư phó Thánh Thảo Điện cũng không khả năng ở chỗ này đợi tiếp nữa, ta hiểu sư phụ vẫn muốn là Côn Lôn hư làm những gì. Cho nên, ta hy vọng Diệp tiên sinh đi mời sư phụ mang Thánh Thảo Điện đi ra ngoài. Diệp Thần nghe được Diệp Lạc Nhi nói tiếng nói, ngược lại là coi trọng Diệp Lạc Nhi mấy phần, hắn đúng là cũng có qua cái ý nghĩ này. Đối mặt huyết linh tộc, Thánh Thảo Điện lực lượng vô cùng là mấu chốt. Dù là đối kháng hoàng gia, hắn cũng cần cái này lực lượng. Chỉ không phải là không biết Diệp Lạc Nhi sư phụ có thể đáp ứng hay không. Không nghĩ nhiều nữa. Diệp Thần nói thẳng Lạc Nhi, đã như vậy, người ta cùng chung đi một chuyến Thánh Thảo Điện. Diệp Lạc Nhi không nghĩ tới Diệp Thần sẽ đáp ứng, ngạc nhiên mừng rỡ vạn phần, gương mặt càng đỏ bừng hơn. Diệp tiên sinh, chúng ta đi ngay bây giờ. Làm giờ sau đó, Thánh Thảo Điện. Thánh Thảo Điện trong, trăm ngàn nữ đệ tử hội tụ. Bầu không khí ngưng trọng đến mức tận cùng. Mấy vị đế tôn cảnh trưởng lão. Vậy mắt nhìn chạy tới Diệp Thần và Diệp Lạc Nhi. Một vị áo bào tím nữ trưởng lão lại là khá là tôn kính ôm quyền nói Diệp tiên sinh công giúp tạo hóa à, liền trấn thủ huyết linh bí cảnh huyết linh tộc 6 người, cũng để cho ngươi từng cái đánh chết. Thật là Côn Lôn hư ngàn năm thiên tài khó gặp. Ngươi chuyến này tới, nhưng là phải cùng nhà ta tông chủ, thương nghị đối kháng huyết linh tộc chuyện. Lần này, Thánh Thảo Điện trưởng lão cũng không dám nhỏ đi nữa xem Diệp Thần. Dẫu sao huyết linh bí cảnh phát sinh chuyện lớn như vậy đã sớm truyền khắp. Các nàng cố nhiên kinh hãi, nhưng là đang đối mặt Diệp Thần vẫn là có chút đúng mực. Mấu chốt tông chủ nhưng mà nhiều lần nhấn mạnh, thấy Diệp Thí Thiên, muôn ngàn lần không thể tùy tiện động thủ.
Đúng là như vậy, Diệp Thần nói, tiền bối ở đâu? Người quả nhiên bất phàm. Ngay tại lúc này, một giọng già nua vang lên. Diệp Thần con người đông lại một cái, ngay tức thì chính là phát hiện một đạo thân ảnh già nua xuất hiện ở trước mặt hắn. Diệp Lạc Nhi lại là kích động đi tới bóng người bên người, sư phụ. Nhược tiền bối vỗ một cái Diệp Lạc Nhi tay, sau đó ánh mắt rơi vào Diệp Thần trên mình, đầy mặt khẳng định vẻ, gật đầu nói nguyên lấy là, huyết linh tộc 6 người đối với ngươi mà nói là nguy cơ sinh tử, thậm chí ngươi phải chăng có thể sống đến 1 năm rưỡi sau đều là vấn đề. Nhưng bây giờ nhìn lại, là lão thân quá lo lắng. Đem ngươi huyết linh tộc 6 người trước sau chu diệt, phần thực lực này và quyết đoán, đúng là hiếm thấy. Huyết linh tộc 6 người giải thích chữ huyết linh bí cảnh bên trong, hơi thở ngất trời. Hôm nay, hơi thở đoạn tuyệt, sức sống không tích chữ, thuộc về huyết linh tộc mật cảnh ở giữa đế tôn cảnh cường giả, dĩ nhiên là ngay tức thì biết. Nhược tiền bối đánh giá Diệp Thần, nói ngươi theo lão thân về phía sau điện đi. Hai người đi tới hậu điện, nhược tiền bối cũng không nói nhảm, nói thẳng lần này, ngươi gặp được Hàn Vân, lại giết huyết linh tộc 6 người, chắc hẳn ngươi đã có kế hoạch. Từ thời đại thượng cổ đến bây giờ, cuối cùng là có người dám đứng lên phản kháng, ngươi cũng là cái đầu tiên chân chính ủng có thể thực lực phản kháng tồn tại. Toàn bộ Côn Lôn hư gánh nặng cũng đè ở ngươi một người trên, cảm giác này cũng không dễ chịu. Ta biết trên mình ngươi có bí mật này ta không quan tâm, ta chỉ quan tâm Côn Lôn hư lần này có thể sống sót hay không. Mặc dù ta không có nghịch thiên thuật bói toán, nhưng là ta từ lần đầu tiên thấy ngươi, liền tin tưởng ngươi có thể làm được. Vô cùng tin chắc, nàng càng xem Diệp Thí Thiên, càng hài lòng. Tin tưởng 1 năm rưỡi sau huyết linh tộc phủ xuống 7 người thực lực mạnh yếu, Hàn Vân cũng cùng ngươi nói, mà ngươi tới Thánh Thảo Điện, chắc là có nhu cầu, là thần đan, linh dược, vẫn là cái gì. Ta hy vọng tiền bối dẫn toàn bộ Thánh Thảo Điện xuất thế. Côn Lôn hư hôm nay loạn thành một nồi cháo, nhưng ta muốn đem tất cả thực lực chỉnh hợp, trên đường liền cần Thánh Thảo Điện thần đan linh dược giúp đỡ. Diệp Thần nói thẳng không kiêng kỵ huyết linh tộc chèn ép, tin tưởng tiền bối cũng không muốn nhận chịu, cho nên ta chuẩn bị cưỡng ép thu phục hoàng gia, lợi dụng hoàng gia tài nguyên tăng lên mình, đợi đến 1 năm rưỡi sau đó, chu diệt 7 người kia, chính thức đối kháng huyết linh tộc. Diệp Thí Thiên, ta đối với hoàng gia vậy coi là biết một chút, hoàng gia cũng không người nghĩ như thế đơn giản, người có gì chắc chắn tất thắng. Thánh Thảo Điện xuất thế cũng không phải là cái gì đùa giỡn sự việc. Ta trước đây và ngươi nói qua, ta sẽ đối ta đệ tử phụ trách, ta không hy vọng mang các nàng mạo hiểm, nếu không ta sớm liền có thể rời đi. Nhược tiền bối nói, chắc chắn tự nhiên là có. Diệp Thần giờ phút này đều ở đây muốn, rốt cuộc cầm ra cái nào, chắc chắn, cho nhược tiền bối thấy thế nào. Luân hồi mộ địa, đây nhất định không thể nói. Huyết thất giả, chẳng lẽ để cho hắn tự mình đi ra một chuyến? Và nhược tiền bối nói 1, 2, 3. Sau đó là được rồi. Giữa lúc Diệp Thần có chút khổ não lúc, luân hồi mộ địa bên trong, huyết thất dạ lại nói ngươi cùng nàng nói một câu, nàng liền rõ ràng, những lời này là nàng sư tôn cùng ta theo như lời chi nói, chính là cực kỳ bí mật, chỉ có triều đại Thánh Thảo Điện tông chủ mới biết. Bởi vì những lời này, dính dấp các nàng Thánh Thảo Điện dựng thân căn bản. Cho nên, ngươi nói ra những lời này cho giỏi. Nói cái gì, Diệp Thần ngược lại có chút tò mò. Hắn không nghĩ tới huyết thất dạ lại và Thánh Thảo Điện còn có như nguồn gốc này. Côn Luân hơi, thánh cỏ đứng, thất tinh bắt đầu, thánh cỏ cứu đời. Huyết thất dạ nhanh chóng nói ra những lời này, đồng thời giải thích những lời này ý nghĩa, vốn là Thánh Thảo Điện lập điện căn bản, bởi vì Thánh Thảo Điện chế điện sư tổ, đã từng lấy thất tinh bắt đầu sáng lập ra một môn chữa thương công pháp. Vậy môn công pháp? Có thể dựa vào thất tinh bắt đầu lực, sinh ra liên tục không ngừng lực lượng. Cùng với không chừng mực khôi phục lực, thêm tới, vị kia chế điện sư tổ sáng lập Thánh Thảo Điện liền quyết định cứu mạng khắp thiên hạ, cho nên mới sẽ Côn Luân hơi, thánh cỏ đứng, thất tinh bắt đầu, thánh cỏ cứu đời, nói như vậy. Huyết thất dạ liên tục nói một chàng nói, cuối cùng là giải thích rõ ràng. Rõ ràng, có huyết thất dạ câu trả lời, Diệp Thần chính là trong mắt như đuốc. Bước ra một bước, vô tận huyết khí vần quanh. Cực kỳ uy phong và khí thế. Nhược tiền bối thấy một màn này, có chút không vui. Nàng cố nhiên xem Diệp Thí Thiên,
nhưng là nếu như trước mặt thanh niên lấy là giết mấy cái huyết linh tộc người là có thể uy hiếp nàng, vậy nàng thì thật nhìn lầm người này. Nàng không ngại đem trước mặt thanh niên chém chết. Dù là người này là Côn Lôn hư tương lai cũng giống vậy. Ngay tại Nhược Tiền bối năm ngón tay ngưng tụ sát khí thời điểm, một đạo từ tính thanh âm vang khắp cả nhà. Côn Luân hơi, thánh cỏ đứng, thất tinh bắt đầu, thánh cỏ cứu đời. Diệp Thần bình thản lời nói ra, ánh mắt rơi vào Nhược Tiền bối trên mình. Nghe được trước mặt mấy chữ, Nhược Tiền bối như bị sét đánh vậy, thân hình mãnh liệt run rẩy, ngưng mắt nhìn Diệp Thần, ánh mắt uy nghiêm, nói ngươi. Ngươi đang nói gì? Nàng ánh mắt thâm trầm, lại hỏi lần nữa ngươi có biết, ngươi đang nói gì mà? Ngươi! Ta tự nhiên biết. Côn Luân hơi, thánh cỏ đứng, thất tinh bắt đầu, thánh cỏ cứu đời. Đây cũng là các ngươi thánh cỏ đỉnh tôn chỉ, đồng thời cũng là một vị tiền bối cho biết ta, vị tiền bối kia còn nói, chống cự huyết linh tộc thời điểm đến. Diệp Thần kéo ra hổ làm lớn y. Tiếp tục nói không biết mấy câu nói này có đủ hay không để cho Thánh Thảo Điện ra đời. Thánh Thảo Điện cơ mật trọng yếu nói ra, vị tiền bối kia vậy điểm đi ra. Chỉ riêng, vị tiền bối kia, bốn chữ, hàm kim lượng chính là cực lớn, chính là chắc chắn. Nhược Tiền bối dò xét Diệp Thần, sắc mặt không thay đổi, không nhìn ra bất kỳ tâm trạng, liền nói ta lại hỏi một chút ngươi, cái này 16 chữ ý nghĩa là cái gì? Nếu như ngươi rõ ràng, vậy. Nếu như Diệp Thí Thiên coi là thật rõ ràng. Như vậy, hắn phía sau người nó nhất định cùng tổ sư hoặc sư tôn có liên quan, lớn như vậy có thể, đích xác là chắc chắn. Diệp Thần gật đầu một cái, đứng chắp tay, quanh thân quanh quẩn tí ti huyết khí, toàn bộ nếu như dựng thân không gian bên trong, Huyền Nhi Huyền Chi nói trước mặt tám chữ ý nghĩa là, Côn Lôn hư còn ở man hoang lúc đó, gia phái vẫn đang hơi nhỏ yếu đang lúc, Thánh Thảo Điện cũng đã sáng lập. Phía sau tám chữ, thất tinh bắt đầu, thánh cỏ cứu đời. Là chỉ chế điện tổ sư lợi dụng thất tinh bắt đầu tìm hiểu ra một môn chữa thương thần công, từ đây lập được Thánh Thảo Điện cứu đời tể dân tôn chỉ. Oanh! Cái này mấy câu, hoàn toàn kinh hãi Nhược Tiền bối. Nàng lại lần nữa nhìn kỹ lúc, ánh mắt đã hoàn toàn thay đổi, lời nói thấp thỏm hỏi ngươi vị tiền bối nào, tên gọi là gì? Vị tiền bối kia, họ Huyết. Huyết Thất Giả. Nhược Tiền bối một hớp liền gọi ra Huyết Thất Giả tên chữ, sợ hãi nói hắn ban đầu không phải xuất chinh vực ngoại, chết trận ở chiến trường thượng cổ liền à. Ngươi làm sao có thể biết? Nàng đi về phía trước hai bước, một bộ trầm tư mạc dạng, tự nhủ không thể nào, người căn cốt căn bản không có thể thấy người này, nhưng là. Thời đại thượng cổ, Huyết Thất Giả tiền bối cùng ta sư tôn, tình đầu ý hợp, nguyên bản đang muốn vui kết liền cành. Nhưng đối mặt huyết linh tộc hạ xuống. Không thể không được chiến vực ngoại, trận chiến ấy, hắn hai người chúng ta tung tích hoàn toàn không có. Huyết tiền bối đã từng đảm nhiệm ta Thánh Thảo Điện phó tông chủ, người nói lên mấy câu nói kia và danh tự này cũng khó trách. Huyết tiền bối, chẳng lẽ còn sống? Nhược tiền bối một mặt mừng rỡ, nhanh chóng hỏi ta sư tôn, còn sống hay không? Diệp Thần chán gian toát ra một cổ không biết làm sao ý, nói, nhược tiền bối sư tôn tung tích, ta không biết được. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hắn thay đổi thần sắc, nói nhưng là, huyết tiền bối trước mắt ở vực ngoại tu luyện, hồi Côn Lôn hư trước hắn đặc biệt đem những lời này nói cho ta, để cho ta ở cần Thánh Thảo Điện xuất thế lúc, lấy này làm bằng chứng. Lời này vừa nói ra, nhược tiền bối quanh thân quanh quẩn chỉ riêng linh khí, càng thêm thịnh vượng. Tai nàng trong một cây nạng tản mát ra một cổ đặc thù sáng bóng, mơ hồ xé trước mặt không gian. Một đạo trận pháp phết rách xuất hiện, mãnh liệt cuồng phong thổi loạn bên trong trên điện hạ, nàng hồi xem Diệp Thần, nói đi, ta mang ngươi đi cái địa phương. Được, nhược tiền bối. Ngươi không cần kêu ta tiền bối, ngươi nếu biết huyết thất dạ, tiện việc ta là cùng bối phận, có thể kêu ta một tiếng như sư tỷ. Diệp Thần nghe được như sư tỷ mấy chữ này, thiếu chút nữa rớt đến trên đất. Kêu một cái lão yêu quái vì sư tỷ, hắn thật đúng là không gọi ra miệng. Mấu chốt mình kêu nàng sư tỷ, sau đó Diệp Lạc Nhi kêu mình Diệp Tiên Sinh, đây không phải là toàn lộn xộn. Hắn con mắt nhìn một mắt Diệp Lạc Nhi, nhưng phát hiện người sau đang che miệng cười trộm. Nhược tiền bối tựa hồ phát giác không đúng, ánh mắt nhìn về phía Diệp Thần, tiếp tục nói nếu như sư tỷ của ngươi không gọi ra miệng, liền kêu ta nhược tông chủ đi,
tiền bối cái này hai chữ tuyệt đối không thể hơn nữa. Diệp Thần gật đầu một cái được. Nhược tông chủ nhìn một cái Diệp Thần, bước ra một đạo máu tươi, ngón tay nhanh chóng bắt pháp quyết, vẫy tay gian, thiên địa biến sắc. Cả nhà trận pháp tựa như bị biến dạng vậy. Diệp Thần chỉ cảm thấy một đạo ánh sáng đem mình bao trùm. Đây là cái gì bí thuật? Trận pháp, không đúng. Diệp Thần cảm thụ chung quanh lực lượng, rung động trong lòng liền liền, đối với Thánh Thảo Điện không có bất kỳ khinh thị. Thậm chí hắn dám khẳng định cái này Nhược tông chủ vậy không hắn nghĩ đơn giản như vậy. Nháy mắt tức thì đã qua, Nhược tông chủ và Diệp Thần liền tới đến ngoài ra một nơi trong thiên địa, nơi đây chim hót hoa thơm, ngược lại giống như một nơi đào hoa nguyên, đủ để lánh đời ẩn cư, thật là đẹp, điềm tĩnh, bờ ruộng dọc ngang giao thông, gà chó tương văn, linh thụ các loại hoa tươi tốt. Nhược tông chủ dẫn, đi tới một nơi trước nhà gỗ. Nàng nhẹ nhàng đẩy ra già không còn hình dáng cửa gỗ, ánh mắt quét qua trong nhà gỗ chứa hàng loạt linh dược, ước chừng hơn ngàn bụi cây, mỗi một bụi đều là hơn 10.000 năm niên đại cao cấp linh dược, nói, nơi đây, là ta Thánh Thảo Điện vô số năm tháng trở xuống, tích lũy linh dược. Nàng cầm một cây nạng, chỉ bên cạnh mấy chục gian nhà gỗ, thở dài một tiếng, nói, những thứ khác trong nhà gỗ đều là ngàn hàng năm phần trở lên linh dược, từ huyết linh tộc hạ xuống sau đó. Chúng ta Thánh Thảo Điện liền hàng loạt bồi dưỡng linh dược, hơn nữa bên ngoài không ngừng thu mua linh dược. Nơi được linh dược tất cả chữ cất ở đây bên trong. Chính là muốn đến khi một ngày, Côn Lôn hư phản công lúc lấy ra sử dụng, hôm nay, ngày này là đến. Nhược tông chủ xoay người lại, dò xét, thành khẩn nói ta nhìn ra được, người sau lưng nhất định đứng năm đó may mắn còn sống sót các tiền bối, nếu không ngươi không thể nào ở cốt linh 20 đã lâu. Đạt tới trước mắt trình độ như vậy. Hàn Vân cũng không khả năng tin tưởng ngươi. Ngươi càng không thể nào ở huyết linh bí cảnh trong, trước sau chu diệt huyết linh tộc 6 người. Nếu, chúng ta chuẩn bị lâu như vậy, chính là vì chờ đợi khai chiến một khắc kia, giờ khắc này nếu đến, ta liền tuyệt sẽ không do dự. Nhược tông chủ loang lổ cánh tay, nhẹ nhàng vung lên, nói ta Thánh Thảo Điện sẽ tùy ngươi xuất thế, tin tưởng kế hoạch cụ thể. Ngươi và Hàn Vân đã thương lượng qua, ta liền không hỏi nhiều, dù sao rất nhanh vậy sẽ biết. Ta Thánh Thảo Điện trên dưới đệ tử và trưởng lão, dốc hết tất cả linh dược, vậy sẽ giúp ngươi. Ngươi không cần có bất kỳ nghi ngờ, sau lưng của ngươi chính là ta và Hàn Vân, cùng với rất nhiều Côn Lôn hư lão bối nhân vật. Trận chiến này, chúng ta vậy nhất định sẽ thắng. Diệp Thần tuyệt đối không nghĩ tới trước mặt cụ già lại có thể đoán được sau lưng hắn và vậy thượng cổ biến mất một ít đại năng liên lạc. Nhưng là thay đổi ý nghĩ suy nghĩ một chút vậy coi là bình thường. Huyết thất giả tồn tại, cùng với mình hư vương cảnh chu diệt huyết linh tộc cường giả, nếu như sau lưng không có ai ra tay, căn bản không có thể. Hắn trong lòng thầm nghĩ 3.000 năm, trong thấp tầng võ giả căn bản không biết được huyết linh tộc sự việc. Nhưng là cao tầng cường giả. Nhưng là một mực bị huyết linh tộc đè được không thở nổi, hôm nay phản công thời cơ đã đến, dĩ nhiên là toàn lực ra tay. Nhược tông chủ một mực chú ý Diệp Thần diễn cảm, nàng nghĩ tới điều gì, đột nhiên hỏi ta muốn biết, ngươi và huyết thất giả rốt cuộc quan hệ thế nào, hắn có thể thu ngươi làm đồ đệ. Nếu như ngươi không tiện nói, cũng được đi. Diệp Thần nghe được câu này, theo bản năng gật đầu một cái đích xác. Nhược tông chủ nghe được câu này, như chút được gánh nặng. Có thể để cho thượng cổ đại năng khẳng định, trước mặt thanh niên tuyệt không đơn giản. Chí ít mình không cách nào dự gặp cái này người thanh niên tương lai. Diệp Thần mặc dù thừa nhận, nhưng là luân hồi mộ địa huyết thất dạ nhưng là lạnh lùng nói thẳng nhóc, ngươi sợ rằng suy nghĩ quá nhiều, ta nhưng cho tới bây giờ không cầm ngươi làm ta học trò, chỉ bằng ngươi bây giờ thực lực và tu vi, căn bản không đủ tư cách. Diệp Thần ngược lại là không nghĩ tới huyết thất dạ sẽ tháo đài, cười nói huyết tiền bối. Lâm Thanh Huyền bọn họ, cuối cùng cũng thu ta làm đồ đệ, ta tin tưởng huyết tiền bối ngươi cũng sắp. Cho nên, không cần chê bai, bây giờ địch nhân là huyết linh tộc, đến khi diệt tuyệt cái này sóng huyết linh tộc, ta sẽ đích thân chạy tới chỗ đó, đem các tiền bối thân phận thật sự thả ra. Nghe được lời này, huyết thất dạ trầm mặc một đoạn thời gian. Diệp Thần là bọn họ trăm người hy vọng. Âm Sở P, hắn mặc dù không có chính thức thu Diệp Thần làm đồ đệ. Nhưng là làm luân hồi mộ địa trói Diệp Thần cái đó nháy mắt, hắn liền định trước thành là Diệp Thần sư phụ. Chỉ có nắm trong tay trăm vị đại năng hết thảy,
mới có tư cách đối kháng những tên kia. Một bên Mạc Ninh cũng là nhìn về phía Huyết Thất Dạ, nói Huyết tiền bối, chắc hẳn ngươi thân phận thật sự ở chỗ nào đang đóng cũng không chịu nổi đi, bất quá, lại cùng mấy năm, liền có thể thoát khốn ra. Huyết Thất Dạ gật đầu một cái, nói tên này thiên phú rất tốt, nếu là thật có thể lãnh đạo Côn Lôn hư đối kháng huyết linh tộc, chớ nói chi để cho ta thu học trò, cho dù để cho ta bái ông ta làm thầy, vậy tuyệt đối có thể. Chỉ là đoạn đường này hiểm trở quá nhiều, sống chết không chừng, cũng không ai biết một mình hắn phải đối mặt là cái gì. Hơi lơ là, đầy bàn tất cả thua. Mà giờ khắc này Diệp Thần nhưng là không để ý tới sẽ luân hồi mộ địa, mà là nhìn về phía Nhược Tông Chủ, nói những linh dược này, để cho các trưởng lão phân nhóm đựng tốt đi. Nhược Tông Chủ gật đầu một cái được. Diệp Thần phân phó xong hết thảy, chính là nhìn về phía xa xa hoàng hôn bầu trời, từ từ nói còn có mười mấy ngày, chúng ta liền cùng nhau rời đi huyết linh bí cảnh, chính thức bước lên đối kháng huyết linh tộc, thậm chí còn diệt tuyệt huyết linh tộc đường. Nhược Tông Chủ một nặn một cây nạng, từng cổ một màu xanh ánh sáng rực rỡ tách thả ra tới, ẩn chứa đạo uẩn, xé nơi này hết thảy. Rào rào. Một cổ màu xanh ra trời sáng bóng, thoáng qua trước mắt hai người. Một khắc sau, bọn họ đã trở lại bên trong điện bên trong, cùng đi đến đại sảnh. Các vị trưởng lão, đệ tử, ta đã cùng Diệp Thí Thiên đàm luận biết. Huyết linh tộc chèn ép ta Côn Lôn hư quá lâu, hôm nay nên là chúng ta phản kháng lúc. Nhược Tông Chủ từ từ nói ra, ngay tức thì phòng khách giống như nổ nồi vậy, các trưởng lão bàn luận sôi nổi, cho dù là các đệ tử cũng là như vậy. Diệp Thần cũng là đi ra, ánh mắt quét qua mỗi một người. Hắn bình tĩnh mà lãnh khốc nói huyết linh tộc, tin tưởng các ngươi rất nhiều người cũng không phải là đặc biệt rõ ràng huyết linh tộc đi. Côn Lôn hư trên dưới, mỗi trăm năm muốn đưa 100 vị đế tôn cảnh cường giả, cho huyết linh làm đầy tớ, thậm chí tộc dày xéo giết, các ngươi bây giờ hoặc giả là đạo nguyên cảnh, hoặc giả là hư vương cảnh, cũng có thể là đế tôn cảnh. Các ngươi cũng muốn hỏi, tại sao Thánh Thảo Điện không có bị huyết linh tộc khi dễ đâu? Đó là bởi vì Thánh Thảo Điện vị trí địa lý đặc thù, huyết linh tộc không tìm được, mà chỉ có thể đi lấn áp những thứ khác Côn Lôn hư tông phái, cưỡng ép yêu cầu Côn Lôn hư những tông phái khác, mỗi trăm năm giao ra 100 vị đế tôn cảnh. Chính là bởi vì như vậy, Côn Lôn hư mỗi một tông phái, kéo dài suy yếu. Cùng bọn họ suy yếu đến căn bản đào tạo không ra đế tôn cảnh lúc, huyết linh tộc liền sẽ cầm các ngươi Thánh Thảo Điện khai đao. Diệp Thần cảm nhận được đám này Bách Thảo Điện người bị lời hắn đốt động, tiếp tục dậm chân ra. Thời khắc này hắn quanh thân tản ra cuồn cuộn ma khí, cường thế đến trình độ cao nhất. Uyển như tiên tôn. Có lẽ bởi vì luân hồi huyết mạch xuyên cớ, hắn cảnh giới có thể bùng nổ chiến lực cùng với khí thế trực bức đế tôn cảnh. Tại chỗ không người nào dám khinh thị Diệp Thần. Diệp Thần bước chân dừng lại, toàn bộ đại điện lại là cuốn lên một đạo gió nhỏ. Hắn nhìn về phía trước mắt mấy vị đế tôn cảnh trưởng lão, hơn 10 vị đạo nguyên cảnh, hư vương cảnh đệ tử, nói, đối với huyết linh tộc, các ngươi có hai cái lựa chọn. Một cái, là tham sống sợ chết, đến khi Côn Lôn hư những tông phái khác suy yếu được không được thời điểm. Các ngươi Thánh Thảo Điện cũng sẽ bị huyết linh tộc diệt tuyệt, dĩ nhiên diệt tuyệt trước các ngươi sẽ bị huyết linh tộc người như thế nào, các ngươi thành tựu thân con gái, hẳn rất rõ ràng. Một cái khác đâu? Diệp tiền bối, một cái khác đâu? Quá nhiều đệ tử trẻ tuổi, không khỏi được hỏi thăm. Các đệ tử đều là xinh đẹp như hoa thiếu nữ, nghe được phải bị huyết linh tộc giày xéo, đùa bỡn đến chết, mỗi cái phập phòng lo sợ ngưng mắt nhìn. Ngay cả là mấy vị đế tôn cảnh trưởng lão, cũng là lo âu vô cùng. Một cái khác, bây giờ xuất thế. Chính thức bắt đầu đối kháng huyết linh tộc, có lẽ sẽ chết, nhưng là rõ ràng tuyệt đối có thể giữ được. Như không phản kháng, rõ ràng là khẳng định không giữ được. Diệp Thần trực tiếp đem điểm chính nói ra. Kia cô gái không thương tiếc mình, không chú trọng mình rõ ràng à. Nhất là trước mắt đám này xinh đẹp như hoa Thánh Thảo Điện thiếu nữ, rõ ràng thậm chí so mệnh đều trọng yếu. Nghe được Diệp Thần vừa nói như vậy, các nàng ngay tức thì công phẫn. Diệp tiền bối, nhất định phải đánh những máu kia linh tộc à. Huyết linh tộc quá khốn kiếp. Nhất định phải diệt bọn họ. Diệp tiền bối, chúng ta nguyện ý đi theo, nhất định phải diệt huyết linh tộc. Diệt huyết linh tộc. Diệt huyết linh tộc. Nhóm nữ kích động,
mỗi cái hàm răng cắn môi, khí được trước ngực trên dưới ngọn núi rung. Cuối cùng, các nàng thống liền ôm quyền nói, tông chủ, chúng ta nguyện ý liều giết huyết linh tộc, những thứ này khốn kiếp, thật là quá đáng. Được, nếu ngươi cùng nguyện ý. Đến khi lần này huyết linh bí cảnh xuất thế, chúng ta Thánh Thảo Điện liền tập thể xuất thế. Nhược tông chủ nhìn về phía Diệp Thần, nói, Diệp sư đệ, chúng ta Thánh Thảo Điện quyết định tùy ngươi xuất thế, chính thức đối kháng huyết linh tộc. Nhưng là liên quan tới mỗi trăm năm đệ đưa 100 vị đế tôn cảnh võ đạo người, đưa cho huyết linh tộc giày xéo, đùa bỡn tàn sát sự việc, chỉ có đế tôn cảnh trung kỳ trên cao tầng mới sẽ biết. Nàng hỏi, điều bí mật này, phải chăng phải tiếp tục giữ bí mật? Không có cần thiết, lúc này, Côn Lôn Hư có thể hay không tồn tại đều là vấn đề, điều bí mật này càng sớm truyền giao càng tốt. Diệp Thần một hớp bác bỏ. Nhưng là, có thể sẽ đưa tới náo loạn à? Nhược tông chủ nói, có thể sẽ đưa tới các môn các phái thiên tài rào phen, thậm chí giết mình sư môn trưởng bối à. Diệp Thần lộ ra tà mị nụ cười, nói ta muốn chính là cái này hiệu quả. Hắn lộ ra tàn nhẫn thần sắc, nói trước mắt Côn Lôn Hư, tầng thứ thế lực cố định quá lâu, muốn thống nhất những thế lực này không khó, nhưng là trong đó khó bảo toàn còn có xem hoàng gia như vậy phản đồ, cho nên cần vượt loạn càng tốt. Lời này hiểu thế nào? Nhược tông chủ hỏi, chuyện này truyền ra, các môn các phái thiên tài tất nhiên náo loạn, thậm chí phổ thông tán tu cũng sẽ hướng nhân vật lớn đòi một giải thích. Thật lòng là Côn Lôn Hư cường giả, tự nhiên sẽ tận tình khuyên bảo theo những thiên tài kia và trẻ tuổi đồng lứa giải thích, lấy được tha thứ. Ngược lại những cái kia đầu dựa vào huyết linh tộc người, mắt thấy một năm rưỡi sau trăm vị đế tôn cảnh đưa không đi lên, khẳng định lấy là đam kỳ sẽ bị xử phạt. Tự nhiên sẽ đem hết toàn lực, chèn ép tin tức này, thậm chí chèn ép, cẩn trọng hỏi giải thích trẻ tuổi đồng lứa. Diệp Thần hừ lạnh một tiếng, quanh thân chiến giáp lóe lên sáng bóng, một cổ ác liệt bất diệt kiếm ý xông lên vân tiêu. Thương thương thương! Trong điện tất cả bội kiếm tề chấn động, rất nhiều hướng Diệp Thần hướng bái kiếm ý nghĩa. Diệp Thần con người đông lại một cái, tiếp tục nói, chúng ta đầu tiên mục đích. Chính là phải đem những thứ này chèn ép tin tức, chèn ép trẻ tuổi đồng lứa người toàn bộ chu diệt, bởi vì bọn họ rất có thể chính là phản đồ. Loạn, chính là vượt loạn càng tốt, mới có thể nhanh hơn chỉnh hợp Côn Lôn Hư các thế lực lớn, nếu như bình tĩnh như một nắm giữ, ngược lại thì có vấn đề. Diệp Thần mặc dù đi là sát đạo, nhưng cũng không phải lạm sát kẻ vô tội người. Hắn rất rõ ràng, dưới mắt Côn Lôn Hư thế cục, phải nội bộ trước giải quyết. Trừ hoàng gia, Côn Lôn Hư còn có càng hơn phản bội cực mạnh thế lực. Hắn không có ở đây từng cái đi tìm. Chỉ có thể cùng những người này trước lộ ra chân tướng. Trên thực tế, Diệp Thần còn có một cái ý tưởng không có nói ra. Đó chính là Côn Lôn Hư các tông phái, nếu như quá dễ dàng nắm trong tay thống nhất nói, tất nhiên tất cả mang ý xấu, các loại các dạng người cũng còn sống, sự việc liền không thành được. Cho nên, cần loạn. Cần giết một nhóm lớn người, giết một nhóm lớn ý kiến không đúng phản đồ. Như vậy mới có thể hoàn toàn chỉnh hợp Côn Lôn Hư tất cả thế lực. Loạn thế gia anh hùng chính là đạo lý này. Được, không hổ là huyết thất dạ học trò. Diệp sư đệ cái này cùng quyết đoán, ta bội phục. Nhược tông chủ nói, đến khi đi ra ngoài huyết linh bí cảnh sau đó, ta sẽ liên lạc Hàn Vân và mấy cái lão gia, để cho bọn họ cùng nhau đem tin tức truyền đi. Ta xem ai dám đánh đẻ, ai dám chấn áp, liền diệt người đó. Diệp Thần khẽ gật đầu, lại nói, khoảng cách huyết linh bí cảnh đóng cửa, thượng mà còn có mấy ngày. Đoạn này thời gian, các ngươi mau sớm chuẩn bị, ta trước phải đi đem huyết linh bí cảnh người hoàng gia toàn bộ chém chết, hoàng gia như vậy phản nghịch đồ, quyết không thể cậu sống trên đời. Nói xong, Diệp Thần tung người nhảy một cái, biến mất ở trên đại điện. Chỉ còn lại một đạo tàn ảnh. Diệp Thần bước vào đạo nguyên cảnh sau đó, đối với thân pháp nắm trong tay càng phát ra mạnh mẽ. Thậm chí những cái kia luân hồi mộ địa biến mất đại năng đã từng giao cho Diệp Thần công pháp vậy hoàn toàn rõ ràng. Nhược tông chủ nhìn về phía Diệp Thần phương hướng, theo bản năng gật đầu thở dài nói, không hổ là huyết thất dạ đào tạo ra được người, tuổi còn trẻ thủ đoạn mưu kế, thực lực, mọi thứ có, đi theo hắn nhất định có thể chiến thắng huyết linh tộc. Từ thời đại thượng cổ đến bây giờ, Côn Lôn Hư một mực thuộc về bị động, sợ rằng Diệp Thần chính là Côn Lôn Hư lớn nhất chuyển cơ đi.
Nửa giờ sau, Hàn Vân ở huyết linh bí cảnh ở giữa phủ đệ. Diệp Thần trở lại Hàn gia, xem thấy mọi người đều ở đây, liền hỏi, nhưng có hoàng gia người tới. Điện chủ, một cái cũng không có. Diệp Lăng Thiên đáp lại, ngược lại, điện chủ truyền ra mệnh lệnh sau đó, tất cả hoàng gia người giống như là con chuột như nhau, mỗi cái cũng nhảy lên được không thấy. Bây giờ, căn cứ bên ngoài tán tu hỏi dò tới tin tức, tựa hồ còn thừa lại hơn 10 vị hoàng gia thiên tài. Những người này thật giống như cũng ôm thành đoàn. Phân biệt ở Côn Lôn Hư Định Quân Sơn, Phá Thiên Cốc hai cái địa phương. Những thứ khác ngoại giới căn bản xem không thấy một cái hoàng gia thiên tài, hẳn là toàn bộ đều tụ lại. Diệp Lăng Thiên thăm dò tin tức, tỷ số chính xác không thấp. Một đám hoàng gia thiên tài, biết được Diệp Thí Thiên đánh chết 6 vị huyết linh tộc ông già, đồng thời còn đánh chết Hoàng Minh cùng 15 người, ngược lại không có tứ tán bỏ trốn, mà là hội tụ chung một chỗ, muốn cùng Diệp Thí Thiên đối kháng 1-2. Dẫu sao, lần này hoàng gia tiến vào đạo nguyên cảnh tầng 8 ngày thiên tài, ước chừng 10 vị. Thậm chí còn có 2 vị đạo nguyên cảnh tầng 9 ngày thiên tài, theo thứ tự là Hoàng Chiến Thiên và Hoàng Ngũ Thương, hai người này thiên phú cũng không thấp hơn Kỷ Tư Thanh, đã từng đứng hàng Côn Lôn Hư 10 lớn một trong thiên tài, tuyệt đối không thể khinh thị. Như vậy thế lực mạnh mẽ hoàng gia những thiên tài, đối với những thứ khác thế lực mà nói, không có bị hoàng gia tiêu diệt. Đã coi như là vô cùng may mắn. Ngược lại, Diệp Thần nhưng muốn chủ động tìm bọn họ phiền toái. Diệp Lăng Thiên, Kỷ Tư Thanh, Lạc Nhi, các ngươi cũng lưu canh giữ ở chỗ này. Định Quân Sơn, Phá Thiên Cốc, hai địa phương này ta sẽ đích thân đi, mấy chục hoàng gia thiên tài, một cái cũng đừng nghĩ sống rời đi huyết linh bí cảnh. Diệp Thần ánh mắt rộng lớn, nhìn về phía bên trên Chu Diễm, nói chúng ta hơn 100 vị ám điện đệ tử. Có ai ở bên ngoài? Điện chủ, có hơn mấy chục vị. Chu Diễm hỏi, là bây giờ đem bọn họ rút lui trở về sao? Diệp Thần nói, đúng, bây giờ đem bọn họ rút lui trở về. Hoàng gia không phải vậy gia tộc có thể so sánh với, thực lực rất mạnh các ngươi tạm thời không đối phó được. Hắn tay trái hơi vung lên, đạo đạo kiếm khí ngang dọc ra, Trảm Long Vấn Thiên Kiếm vô căn cứ ra, thả ra một cổ đại đạo thần uy. Các ngươi ở lại chỗ này, có chút ân oán. Cũng nên kết thúc. Điện chủ, Kỷ Tư Thanh, Diệp Lăng Thiên và Diệp Lạc Nhi, đang muốn nói chuyện lúc, Diệp Thần đã hoàn toàn biến mất. Đối với Diệp Thần mà nói, dưới mắt cố nhiên có ở Côn Lôn Hư thế lực, nhưng là những thứ này tán tu thực lực cuối cùng quá miểu nhỏ. Dù là Diệp Lạc Nhi và Diệp Lăng Thiên, đối với Hoàng gia mà nói, vẫn là kém quá nhiều. Diệp Thần không muốn để cho đám người này bị thương. Dĩ nhiên, hắn bước vào đạo nguyên cảnh sau đó, cảnh giới còn không có hoàn toàn vững chắc. Dưới mắt, hắn cần chiến đấu. Hắn là chiến đấu và máu tươi mà sống, chỉ có chiến đấu mới có thể làm cho hắn đối với đạo nguyên cảnh càng nắm trong tay. Trọng yếu hơn chính là, lần này đối kháng huyết linh tộc cường giả sau đó, hắn có thể cảm giác được huyết mạch của mình tựa như đang dần dần tỉnh lại. Hắn phát hiện, đối mặt càng lực lượng mạnh, mới có tư cách để cho trong cơ thể cái gọi là luân hồi huyết mạch thức tỉnh. Về phần tại sao không mang đi Kỷ Tư Thanh, Diệp Thần cũng có lý do của hắn. Hắn đối với Kỷ Tư Thanh có chút hảo cảm, làm một người đàn ông, làm sao có thể để cho người phụ nữ đi mạo hiểm. Vậy ở Côn Lôn Hư 5 năm, hắn lâm vào là phế vật, bị quá nhiều khuất nhục, Kỷ Tư Thanh một mực âm thầm bảo vệ hắn. Lần này, hắn bước vào đạo nguyên cảnh, có chém chết đế tôn cảnh năng lực. Tự nhiên phải bảo vệ Kỷ Tư Thanh. Kỷ Tư Thanh nhìn Diệp Thần rời đi, giận tức giận nói, đi nhanh như vậy, chẳng lẽ, còn sợ ta kéo hắn chân sau à? Kỷ tiểu thư, điện chủ hẳn là muốn, hoàng gia người tuy hơn, nhưng là thực lực không mạnh. Diệp Lăng Thiên nói, cho nên, điện chủ muốn tự mình đi là được rồi, hơn nữa trước phân phó ta, để cho Kỷ tiểu thư ngài bế quan nhiều. Ổn định cảnh giới. Hắn trong lòng nói, điện chủ là thật tâm đau Kỷ tiểu thư mà. Như thế một vị đế tôn cảnh cường giả đều không mang đi. Ngược lại để cho Kỷ tiểu thư tự đi bế quan tu luyện. Điện chủ một người đối mặt, thật không có việc gì. Giờ phút này, Định Quân Sơn bên trong. Hoàng Chiến Thiên, xuất lĩnh 3 vị đạo nguyên cảnh tầng 8, 13 vị đạo nguyên cảnh 5-6 tầng 7. Mười mấy vị hư vương cảnh hoàng gia thiên tài, hội tụ ở phòng nghị sự bên trong.
dòng dã hơn 10 vị hoàng gia thiên tài, như vậy đội hình gần như so Hàn gia ở huyết linh bí cảnh tất cả thiên tài cộng lại, mạnh hơn thỉnh chút. Còn như phá thiên trong cốc hoàng mũ thường xuất lĩnh ngoài ra một số người, đội hình cũng là như vậy thật lớn. Chỉ riêng xem đạo nguyên cảnh thiên tài số người, đơn độc hoàng gia một nhà liền đủ để sánh bằng Hàn gia, Mạc gia và Chữ gia, cùng với những thứ khác hết mấy tông phái tổng hợp. Huyết linh bí cảnh trong, mấy chục tông phái, mấy chục gia tộc thiên tài đồng thời tiến vào thực tập. Nhưng không nghi ngờ chút nào, mạnh nhất chính là hoàng gia. Một nhà đủ để ngăn cản 4-5 nhà, thực lực cường đại như vậy, hôm nay cũng không thể không có đầu rút cổ ở chỗ này, hết thảy cũng bởi vì Diệp Thí Thiên một người. Đáng chết Diệp Thí Thiên! Lại có thể đánh chết 6 vị huyết linh tộc đại nhân, còn mệnh lệnh đi trước Hàn gia, Minh Bảy muốn giết chúng ta. Một vị đạo nguyên cảnh tầng 7 hoàng gia thiên tài Hoàng Tuấn Kỳ chợt vỗ bàn một cái, phẫn nộ quát, Diệp Thí Thiên tên tạp chủng này, đến khi 1,5 năm sau đó, huyết linh tộc những đại nhân phủ xuống thời điểm, chính là hắn ngày cuối cùng. Hoàng Tuấn Kỳ cực kỳ tức giận, trong cơ thể xuất hiện từng đạo vết máu, từng cổ một huyết khí từ đỉnh đầu tràn ra. Hắn cả người tựa như cũng hóa ma, thanh âm cũng sâu thẳm kinh khủng, sớm muộn có một ngày, ta phải đem Diệp Thí Thiên lột ra rút gân. Đủ rồi. Hoàng Chiến Thiên giận quát một tiếng, đôi mắt bắn ra hai đạo ánh sáng chạch, hóa thành hai chuôi lợi kiếm, đem Hoàng Tuấn Kỳ đánh bay mấy chục mét, cãi nhau không chê phiền à, muốn sống liền cho ta im miệng, nếu không ta bây giờ liền cho ngươi đập chết. Hoàng Tuấn Kỳ cao hơn 2 mét thân hình quỳ xuống đất, thở mạnh cũng không dám. Hoàng Chiến Thiên ánh mắt quét qua trước mắt mấy hơn 10 người, bình tĩnh nói, lúc ban đầu Diệp Thí Thiên tu vi, bất quá hư vương cảnh, nghe hiện đang đột phá đến đạo nguyên cảnh. Lấy hư vương cảnh chiến đế tôn cảnh, hằng cổ không có, vậy tuyệt không thể nào có hư vương cảnh chiến thắng đế tôn cảnh. Chớ đừng nói chi là hư vương cảnh đánh chết đế tôn cảnh. Vậy đơn giản là chuyện nghìn lẻ một đêm, căn bản chuyện không thể nào. Nhưng là, huyết linh tộc 6 vị tiền bối rõ ràng đã chết à. Một cái khác hoàng gia đạo nguyên cảnh tầng 8 mỗi ngày mới hoàng hải nói, luôn không khả năng, huyết linh tộc 6 vị tiền bối, không có chết đi. Hoàng Chiến Thiên yên lặng chốc lát, thở dài một tiếng, nói, 6 vị đại nhân là bỏ mình. Ta cảm thấy vậy 6 cổ rơi xuống hơi thở, lúc ấy truyền khắp huyết linh bí cảnh. Nhưng tuyệt không thể nào là Diệp Thí Thiên ra tay. Không nghi ngờ chút nào, huyết linh bí cảnh có năng lực đánh chết 6 vị tiền bối người. Là Hàn Vân, nhất định là Hàn Vân ra tay. Hàn Vân cái này chó điên, ngàn năm qua bệnh tình một mực không ổn định. Nhất định là cái này chó điên nổi điên, cho nên mới đánh chết huyết linh tộc 6 vị tiền bối. Hoàng Chiến Thiên ánh mắt thâm trầm, nói, bất quá cũng tốt, chỉ còn lại 1,5 năm thời gian. Đến lúc đó Hàn Vân cái này con chó điên hẳn phải chết. Hắn lộ ra lau một cái tà mị nụ cười, nói, đã sớm nghe nói, năm đó huyết linh tộc tiền bối hành hạ Hàn Vân thời điểm, lột ra rút gân, tình cảnh đặc biệt nguy nga. Lần này, chúng ta vậy sẽ nhìn thấy, hơn nữa là thấy được Diệp Thí Thiên tên tiểu xúc sinh này và Hàn Vân điều này lão chó điên, cùng nhau bị huyết linh tộc các tiền bối lột ra rút gân. Lột ra rút gân? Rốt cuộc ai moi ai ra? Một đạo thanh âm lạnh như băng truyền ra, nhất thời khiếp sợ tại chỗ tất cả hoàng gia thiên tài. Một đạo hồng quang từ bên ngoài bay vút tới, bất ngờ chính là Diệp Thần. Diệp Thần tóc đen phiêu vũ, tư thế oai hùng to lớn, một hít một thở bây giờ lưu chuyển thần vận, chân đạp ma khí ba huyền trận, đỉnh đầu càn khôn lên, trước người quanh quẩn luân hồi ánh sáng, bên trái đứng một đầu đỏ xanh hai con ngươi cự thú. Chính là Tiểu Hoàng. Diệp Thần và Tiểu Hoàng khí thế như vậy, bất ngờ vừa thấy, giống như ma thần vậy, uy nghiêm hiển hách. Diệp Thần huy động cửu U Thí Thiên Thương, người cùng nếu làm phản đồ, ta liền đưa các ngươi một đoạn đường. Nhất thời gian, hắn dùng sức đâm ra một thương, cửu U Thí Thiên Thương thân súng kịch liệt lay động, một cổ có 102 thiên địa ma khí dũng nhảy ra, đầu thương lại là bắn nhanh ra 100 đạo thương cương, mỗi một đạo cũng không có con chân thực, bởi vì lay động tần số quá nhanh. Đem cả nhà cũng vỡ ra tới. Thằng nhóc, ngươi lại dám. Diệp Thí Thiên, ngươi tự tìm cái chết. Diệp Thí Thiên, ngươi thật lấy là chúng ta hoàng gia sợ ngươi sao? Lúc này, mấy chục hoàng gia thiên tài sử dụng mình vũ khí, từng đạo thương cương, từng đạo kiếm khí, từng đạo đao cương gào thét ra, quần tinh sáng chói,
đỏ một phiến, xanh một phiến, bạch một phiến, sáng chói giống nhau, kinh khủng sát khí làm vỡ nát cả tòa đại điện, vô số mảnh vỡ đá phân bay ra. Hơn 10 vị hư vương cảnh hoàng gia thiên tài, mấy vị đạo nguyên cảnh hoàng gia thiên tài, đồng loạt ra tay, thanh thế như vậy, ngay cả là diệt tuyệt một cái Côn Lôn hư gia tộc nhỏ cũng đủ. Trước mắt, nhưng là tại đối phó Diệp Thí Thiên một người. Hơn nữa, Diệp Thí Thiên còn vẻn vẹn chỉ là đạo nguyên cảnh. Hô hô hô, hô hô hô, trăm đạo thương cương phá vỡ Diệp thần quanh thân đợt khí, trước sau vỡ vụn xuống thương cương, kiếm khí, đánh ra một đoàn đoàn sáng chói kết tinh thể. Mỗi một đạo thương cương, tựa như đều là lưỡi hái tử thần, mang chết khí cơ, hạ xuống đến mỗi một vị hoàng gia thiên tài trên đầu. Trước nhất phương, hai vị hư vương cảnh hoàng gia thiên tài gặp phải ba đạo thương cương đánh, đem hết toàn lực đánh ra một quyền, cả người huyết khí lăn lộn, nếu như ngút trời hùng binh, khí vũ tuyệt luân, thật giống như hai cây sao rơi rơi xuống. Oanh! Oanh! Thương cương đánh nát hùng, trực tiếp xuyên thủng ngực của bọn họ, mang ra khỏi mảng lớn máu thịt vẩy rơi xuống mặt đất. Hai vị hư vương cảnh hoàng gia thiên tài, còn chưa kịp phản ứng, thần hồn đều đã bị thương cương đánh nát. Thân thể nhanh chóng nổ bể ra, máu thịt hòa lẫn xương phân bay đầy trời. Hư vương cảnh tầng 9 ngày thiên tài. Ở thương cương trước mặt, không chịu nổi một kích, cái này còn chỉ là Diệp Thí Thiên tùy ý trong một kích một phần nhỏ lực lượng. Diệp Thí Thiên! Diệp Thí Thiên, người giết biểu ca ta, người phải chết! Diệp Thí Thiên! Diệp Thí Thiên, người tên súc sinh này! Mười mấy vị hư vương cảnh hoàng gia thiên tài liều chết xung phong đi lên. 36 đạo thương cương nhắm ngay bọn họ, thương cương trên có bất diệt ý cảnh, phong cách cổ xưa mà thở mạnh, vô căn cứ lại diễn hóa ra 36 đạo thương cương, dòng dã 72 đạo thương cương, nháy mắt tức thì xuyên qua bọn họ 12 người. Bình bịch bịch, bình bịch bịch, trong nháy mắt, thương cương giống như biển khơi thủy triều lên xuống cuốn mà qua, chỉ nghe gặp từng trận tiếng nổ, 12 vị hư vương cảnh hoàng gia thiên tài thân hình run lên. Đi theo trên người mỗi người liền xuất hiện ba cái lỗ máu, thần hồn đều bị phai mờ. Hóa thành từng đạo xương máu. Một khắc sau, toàn bộ ngã xuống đất. Đến đây mới ngưng, Diệp Thí Thiên tùy ý đâm ra một thương, trăm đạo thương cương trong, 39 đạo thương cương, trực tiếp đánh chết hoàng gia mười mấy vị hư vương cảnh thiên mới, chỉ còn lại mấy vị hư vương cảnh hoàng gia thiên tài, vậy trước sau bị 20 đạo thương cương đánh trúng. Theo từng trận tiếng nổ truyền ra. Còn lại hư vương cảnh hoàng gia thiên tài, tập thể chết. Đến đây, hơn 10 vị hư vương cảnh hoàng gia thiên tài, toàn bộ chết. Diệp thần trên mình rực rỡ trước từng cơn ma khí và thần lôi, trong mắt hắn đỏ thẫm, đối với máu tươi cực độ cuồng nhiệt. Hắn thậm chí có thể cảm giác trong cơ thể huyết long đang điên cuồng hấp thu hết thảy. Diệp thần chém giết nhưng mà hư vương cảnh à. Cái cảnh giới này thiên tài, ở bên ngoài có thể nói là tuyệt thế thiên tài. Không nghĩ đến ở nơi này, lại có thể bị Diệp Thí Thiên giống như đổ sát gà diệt chó vậy, dòng dã chu diệt hơn 10 vị, cho dù là trước đây Hoàng Minh chộp tới mấy trăm vị tán tu trong, vậy góp không đủ như thế nhiều hư vương cảnh thiên mới à? À, Diệp Thí Thiên ngươi cái này rác rưởi. Huynh đệ ta à, huynh đệ chúng ta à, Diệp Thí Thiên ngươi cái này rác rưởi, phải được chết à? Ba vị đạo nguyên cảnh tầng 3, bốn hoàng gia thiên tài giết tới tới. Bọn họ một người cầm đao, một người cầm kiếm, vẫn là một người cầm đồng xanh đỉnh, vũ khí lên cũng lưu chuyển tí ti đạo uẩn, sau lưng cũng có một cái, đạo, thừa tướng ra, đao đạo, kiếm đạo, đỉnh nói, mỗi người phơi bày mấy chục mét chi trường, đồng loạt hướng Diệp thần đánh tới. Ba con đường, nếu như ba cái điên cuồng sóng biển, ẩn chứa vô cùng lớn sát phạt lực. Tầm thường hư vương cảnh thiên mới cùng mặt đúng, căn bản không cách nào nhắc tới chiến ý. Bịch bịch. Giữa không trung, 41 đạo thương cương đều xuất hiện. Trực tiếp đánh xuyên ba con đường, đem chặn ngang chặt đứt thành mấy đoạn, đồng thời xuyên thủng ba vị đạo nguyên cảnh hoàng gia thiên tài tánh mạng. Từ đó, Diệp thần tùy ý đâm ra trăm đạo thương cương, thảo luận đánh chết hơn 10 vị hư vương cảnh hoàng gia thiên tài, ba vị đạo nguyên cảnh hoàng gia thiên tài, toàn bộ quá trình cũng ngắn ngủi mấy giây bên trong, Hoàng Chiến Thiên, Hoàng Tuấn Kỳ. Hoàng Hải cùng hoàng gia cao cấp thiên tài, còn chưa phát hiện chuyện gì xảy ra, người mình đã chết trận hơn phân nửa. Bọn họ biết Diệp Thí Thiên khủng bố. Nhưng căn bản không biết như thế khủng bố à.
Hoàng gia thiên tài hội tụ tại đỉnh Quân Sơn, thương nghị sau này ở huyết linh bí cảnh sự việc. Nhưng mà, còn chưa thương nghị đi ra, cũng đã có hơn 10 vị thiên tài bỏ mạng ở đột nhiên đánh tới Diệp Thần trong tay. Hoàng Chiến Thiên, Hoàng Hải cũng kịp thời bạo lui ra, đứng ở một bên xem cuộc chiến, trước thấy rõ ràng Diệp Thí Thiên thực lực chân chính đang làm hành động. Xa xa, Hoàng Tuấn Kỳ mang một cái khác đạo nguyên cảnh tầng 8 ngày biểu đệ, cũng là như vậy dự định. Ngược lại thì còn dư lại 10 vị đạo nguyên cảnh hoàng gia thiên tài chen nhau lên, bọn họ đều là đến đạo nguyên cảnh tầng 5, tầng 6 tu vi, chiến lực cường đại, tạm thời có thể cùng Diệp Thần chiến cái mấy hiệp. Đạo nguyên cảnh tầng 5, tầng 6, thuộc về đạo nguyên cảnh trung kỳ. So với đạo nguyên cảnh sơ kỳ 1, 2, 3 tầng, thực lực có một cái chất biến bay vọt, cho nên mới không có bị Diệp Thần trực tiếp trong nháy mắt giết, ngược lại là có thể cùng Diệp Thần đấu lên cái 1, 2 chiêu. Xa xa, Hoàng Hải nhìn ánh sáng rực rỡ sáng chói chiến trường, trong lòng không ngừng nhảy, toàn bộ uyển như hóa đá, lẩm bẩm nói, cái này Diệp Thí Thiên rốt cuộc là yêu quái gì, thực lực vậy quá mạnh mẽ đi. Vừa đối mặt, liền đánh chết chúng ta mấy chục người. Nhưng là cẩn thận xem, liền có thể phát hiện Diệp Thí Thiên thực lực tương đương với đế tôn cảnh, nhưng tuyệt đối không có đến có thể chu diệt huyết linh tộc 6 vị tiền bối trình độ. Có lẽ... Đúng như Hoàng Chiến Thiên theo như lời, huyết linh tộc 6 vị tiền bối, chính là Hàn Vân giết chết. Phịch! Thời khắc này Diệp Thần huyết long vần quanh thân, ma khí uyển như một đạo phi gió. Hoàn toàn giết mù quáng. Máu tươi tựa như để cho hắn đối với đạo nguyên cảnh nắm trong tay càng ngày càng mạnh. Diệp Thần một quyền đánh ra, giống như ngút trời sóng thần vậy khủng bố, cuộn sạch ra tầng tầng huyết lãng, một tầng mạnh mẽ một tầng, tầng tầng chồng lên ra. Đem toàn bộ kiến trúc san thành bình địa, càng đem trước mắt vị này đạo nguyên cảnh tầng 5 ngày hoàng gia con em, trực tiếp đánh thành huyết vụ đầy trời. Oanh! Trảm Long Vấn Thiên Kiếm, tới! Diệp Thần một kiếm sử dụng, tứ phương vân tiêu, đoan thải bát quang, trăm ngàn đạo kiếm khí từ bốn phương tám hướng đánh tới, tại chỗ tuyệt sát hai cái đạo nguyên cảnh tầng 6 ngày hoàng gia thiên tài, rồi sau đó lại là một quyền, bắn chết một vị đạo nguyên cảnh tầng 5 ngày hoàng gia thiên tài. Ngoại giới, cái gọi là hoàng gia thiên tài. Ở chỗ này chỉ có bị Diệp Thần tàn sát phần, đánh lại đều là vô cùng là miễn cưỡng. Còn lại 6 vị hoàng gia thiên tài chớp mắt vừa thấy, căn bản không phải đối thủ, lúc này liền hướng 4 phương 8 hướng tản đi, không đánh lại còn không trốn mà. Muốn chạy à? Ta có để cho các ngươi đi rồi chưa? Ban đầu phản bội Côn Lôn Hư, chém chết Côn Lôn Hư tán tu các ngươi có thể từng nghĩ qua hôm nay. Diệp Thần giơ lên Trảm Long Vấn Thiên Kiếm, thân kiếm thả ra một cổ uy áp kinh khủng, sau đó chu vi chục nghìn mét bốn phương tám hướng dựng lên từng đạo trận kỳ, một đạo kiếm trận sừng sững tạo thành, đem tất cả hoàng gia thiên tài, toàn bộ bao phủ ở kiếm trận bên trong. Phải biết Diệp Thần không chỉ kiếm thuật và thương thuật liền được, hắn đối với trận pháp nắm trong tay vậy theo cảnh giới tăng lên mà mạnh hơn. Hắn bên trái tay nhấc Trảm Long Vấn Thiên Kiếm, tay phải cầm chặt Cửu U Thí Thiên Thương. Cả người là ma khí bao vây, giống như hủy thiên diệt địa ma thần. Hắn tầm mắt quét qua còn sót lại 10 người, lời nói, các ngươi tốt nhất là đồng loạt ra tay, nếu không các ngươi liền một chút xanh cơ hội cũng không có. Bởi vì, các ngươi thật sự là quá yếu. Yếu đến ta trên căn bản một thương cũng đủ để đánh chết các ngươi một người, thậm chí hai ba người. Diệp Thí Thiên, ngươi quá cuồng vọng, Hoàng Tuấn Kỳ không nhịn được. Cầm kiếm liều chết xung phong đi ra, cao hơn 2 mét thân hình, so với là hơi gầy, giống như là cây trúc gầy tựa như, người giết một ít hư vương cảnh người, liền dám khủng như vậy ngông, xem đánh bại ta ngươi. Để cho ngươi xem nhìn cái gì mới thật sự là Côn Lôn Hư hoàng gia. Hoàng Tuấn Kỳ tung người lực phách một kiếm, kiếm khí nếu như tầng 8 sóng biển, phút mà đánh chi. Hắn tự mình vừa nhảy ra, thân như lôi điện, nhanh mạnh cực kỳ. Ngay chớp mắt mau hơn sóng biển kiếm khí, trước một bước đi tới Diệp Thần trước người, muốn một quyền đánh tan Diệp Thần, lại lợi dụng tầng 8 sóng biển đánh chết Diệp Thí Thiên. Rắc rắc! Diệp Thần hai tay chắp sau lưng, khóe miệng lạnh lùng. Tựa như căn bản không quan tâm. Cho đến đối phương quả đấm sắp rơi xuống, Diệp Thần đột nhiên động. Bình bình đạm đạm một quyền đánh ra, hai cổ lực lượng bỗng nhiên va chạm. Một quyền này... Nhưng là trực tiếp cắt đứt Hoàng Tuấn Kỳ quả đấm, rồi sau đó cả người huyết khí chấn động một cái,
bất diệt kiếm ý tách thả ra ra, trực tiếp chiếm đoạt tầng 8 sóng biển kiếm khí, phản hướng những thứ khác hoàng gia thiên tài lướt đi. Hoàng Tuấn Kỳ toàn bộ thân thể bay rớt ra ngoài. Trong mắt hắn trợn to, hắn hoàn toàn cảm nhận được Diệp Thần lực lượng. Cực kỳ khủng bố. Giống như đối mặt một tòa vĩnh viễn không cách nào vượt qua đỉnh núi vậy. Mấu chốt một cái căn cốt mới 20 hơn tuổi thanh niên làm sao có thể có loại này lực lượng. Hắn rốt cuộc rõ ràng Diệp Thí Thiên truyền lưu ở Côn Lôn hư các loại đáng sợ truyền thuyết. Vốn là hắn đối với lần này nhìn hờ hững, bây giờ nhìn lại, sự thật xa so truyền thuyết còn kinh khủng hơn. Hoàng Tuấn Kỳ mắt xem Diệp Thần vừa nhanh tốc hơi tới, con người kinh hoàng, lại là lớn tiếng nói, không. Không nên giết ta. Không nên giết ngươi, ngại quá, ta Diệp Thí Thiên không đáp ứng. Diệp Thần một tiếng giống giận, nhắc tới một kiếm. Kiếm quang lóe ra vạn đạo thần lôi, thương khung mây đen biến thân, khủng bố đến mức tận cùng. Cuồng bạo kiếm khí không có dấu hiệu nào cắt ra Hoàng Tuấn Kỳ cánh tay trái. Hắn lại xoay người một chân đạp ở Hoàng Tuấn Kỳ nơi ngực, vạn quân cự lực sừng sững ra, tại chỗ đạp được Hoàng Tuấn Kỳ ngực nhiều một đạo lỗ máu. Chết! Diệp Thần lại lần nữa đánh ra một quyền, kích động một phiến sấm gió ra, đem Hoàng Tuấn Kỳ làm được thân xác nổ tung. Vô số máu thịt hỗn hợp xương phân bay đầy trời, thần hồn đều bị đánh nát, trọn đời không được siêu sinh. Vị này đạo nguyên cảnh tầng 8 ngày hoàng gia thiên tài, Hoàng Tuấn Kỳ. Ở Diệp Thí Thiên trước người, không kiên trì qua 3 lần, đã mất mạng tại chỗ. Hô! Hô! Này cảnh tượng một nơi, hù được Hoàng Chiến Thiên các người bạo lui mấy trăm mét, hơi thở cũng ngưng trọng. Hoàng Hải càng bị sợ trực tiếp quỳ sụp xuống đất. Thanh âm run rẩy nói, Diệp tiền bối, ta nguyện ý đầu hàng à, ta có thể giúp ngươi đối chiến huyết linh tộc chó rác rưởi, còn hy vọng ngươi lượn quanh ta một cái mạng đi. Diệp Thần trên cao nhìn xuống nhìn Hoàng Hải, một bước bước ra, ta sẽ không đem bất kỳ uy hiếp giữ ở bên người. Còn như mạng ngươi, ngươi nếu là có thể chống cự ta nhất kích, ta liền không có ở đây động thủ. Hoàng Hải ngẩn ra, chợt trên mặt đều là mừng như điên. Bất kể như thế nào, hắn đều phải ngăn cản một kích kia. Nhưng mà, hắn nụ cười rất nhanh liền cứng lên. Bởi vì hắn cảm giác được một cổ như núi áp lực phun trào tới. Oanh! Một vòng cái thế vô cùng mạnh mẽ gào thét ra, xuyên qua Hoàng Hải trước ngực sau lưng. Diệp Thần sử dụng một vòng kiếm khí, phối hợp bất diệt kiếm ý, nhất thời kiếm quang nếu như bôn lôi, trùng trùng chồng lên ra, đem Hoàng Hải vậy đánh thành huyết vụ đầy trời, chớp mắt gặp. Lại một vị đạo nguyên cảnh tầng 8 ngày hoàng gia thiên tài chết tại chỗ. Đến đây, nơi này hoàng gia thiên tài. Chỉ còn lại 8 người, kéo dài hơi tàn. Tất cả hoàng gia thiên tài, bao gồm Hoàng Chiến Thiên ở bên trong, chỉ có một ý tưởng, chạy. 8 người chạy tới trận pháp nơi ranh giới, mãnh lực công kích dưới phát hiện, căn bản không phá nổi kiếm trận, thậm chí tới gần một chút kiếm trận, thì có vạn trọng kiếm khí đánh tới. Tại chỗ liền đánh chết 3 vị đạo nguyên cảnh tầng 5 cảnh hoàng gia thiên tài. Chuyện gì xảy ra? Kiếm này trận làm sao như thế mạnh à? Đạo nguyên cảnh tầng 5 đối mặt loại trận pháp này, lại có thể không có lực phản kháng chút nào, thậm chí ta đạo nguyên cảnh tầng 9, cũng không cách nào phá vỡ. Cái này Diệp Thí Thiên thực lực đã quá đáng sợ, làm sao có thể trận pháp chi đạo còn có như tài nghệ như vậy? Cái thế giới này thật chẳng lẽ có bữa mới? Hoàng Chiến Thiên giờ phút này hoàn toàn bối rối, trước có kiếm trận ngăn trở, sau lại sát thần Diệp Thí Thiên lấy mạng, nhất thời mất hết hồn vía. Hắn nhìn về phía Diệp Thí Thiên, vội vàng hô, Diệp tiền bối, ta nguyện ý đầu hàng. Diệp tiền bối, ta cũng nguyện ý đầu hàng. Diệp tiền bối, ta cũng nguyện ý đầu hàng à, van cầu ngươi thả qua ta à. Tiền bối, ngài là sắp tru diệt huyết linh tộc nhân vật lớn, nhất định cần lính hầu à. Chúng ta có thể làm trâu ngựa cho ngươi, ngài lượn quanh chúng ta một cái mạng đi. Còn lại 5 người cũng là liền khóc mang kêu cầu xin tha thứ. Cái này 5 người, 3 vị đạo nguyên cảnh tầng 7, 2 vị đạo nguyên cảnh tầng 8, đổi lại là ở những địa phương khác, tuyệt đối là một cùng một cao thủ. Diệp Thần tự nhiên không dự định lưu lại những người này, hắn mới vừa muốn động thủ, luân hồi mộ địa nhưng vang lên Mạc Ninh thanh âm. Mộ chủ! Những người này ngược lại là có thể tạm thời lưu lại. Diệp Thần ngẩn ra, vội vàng câu thông luân hồi mộ địa, hiếu kỳ nói, Mạc Ninh, ngươi nhưng có thu phục bọn họ biện pháp.
Dẫu sao những người này cảnh giới cao với mình, muốn dùng cái loại đó thuật pháp khống chế căn bản không có thể. Mộ chủ, ta tạm thời có một loại biện pháp. Là một loại nô lệ khế ước, ngươi có thể cho bọn họ thiết lập xuống, bọn họ sống chết ở ngươi nắm giữ trong, thậm chí ngươi có thể lau đi tư tưởng của bọn họ, đem bọn họ biến thành là vũ khí. Mạc Ninh đột nhiên lên tiếng. Đầy tớ này khế ước, như thế nào tạo thành? Diệp Thần vừa vặn cần, loại này một lần duy nhất binh khí hình người. Nếu hoàng gia cái này 5 người, quyền lại đem là được là binh khí hình người đi. Mạc Ninh lấy tay lòng vạch ra một đạo cổ xưa hình vẽ, đem chi truyền cho Diệp Thần, nói, mộ chủ, phương pháp ta đã truyền ra qua cho ngươi, cần hai bên máu tươi làm môi giới, lấy tạo thành nô lệ khế ước. Đây không phải là côn lôn hư thuật pháp, đến từ chỗ đó, nhưng là lại có hiệu quả hay như nhau, ưu điểm lớn nhất liền là có thể vượt qua trong cảnh giới một ít chênh lệch. Hơn nữa bởi vì là nô lệ khế ước, mộ chủ có thể tùy ý xóa bỏ bọn họ sinh mạng, hoặc là tư tưởng. Nhưng là xóa bỏ sau đó, ký chủ sẽ không phải chịu bất kỳ vấn đề. Duy nhất khuyết điểm chính là loại khế ước này, chỉ có thể dùng cho đế tôn cảnh dưới người, đế tôn cảnh cường giả, tinh thần lực quá mạnh mẽ, căn bản không cách nào tạo thành nô lệ tính khế ước. Được, ta dưới mắt liền cần loại khế ước này. Diệp Thần ánh mắt quét qua trước mắt 5 người, nói tiếp nhận các ngươi đầu hàng, không phải là không thể. Hắn tay trái phơi bày ra một bộ cổ kính hình vẽ à, trên đó có một giọt máu tươi, nhàn nhạt nói, nhưng phải ký kết nô lệ khế ước, các ngươi sống chết do ta nắm trong tay, đến khi các ngươi là ta lập công tới trình độ nhất định, ta có thể cân nhắc thả các ngươi rời đi, các ngươi có chấp nhận hay không? Nô lệ khế ước. 5 người thân hình một hồi, sắc mặt ảm đạm, lẫn nhau nhìn đối phương, trong con ngươi đều là không rõ ràng vẻ. Bọn họ biết mình căn bản không có lựa chọn. Hoặc là nô lệ, hoặc là lập tức chết. Làm đầy tớ, chỉ ít còn có sống có thể. Một khi chống đỡ đến 1 năm rưỡi sau đó, huyết linh tộc cường giả hạ xuống, bọn họ liền còn có cơ hội. Cuối cùng, một cái hoàng gia thiên tài tuyệt vọng nhắm hai mắt lại, sắc mặt ảm đạm, quỳ xuống, hô ta, hoàng tam diệu, nguyện ý phụng Diệp tiền bối làm chủ, nguyện ý suốt đời làm nô, hầu hạ hắn cỡ đó, vĩnh viễn trung thành, không bao giờ phản bội. Như chủ nhân mừng rỡ, có thể thả ta trở về. Như chủ nhân không thích, có thể tùy ý giết ta. Hoàng Tam Diệu nói xong câu này nói, bỗng nhiên mở hai mắt ra, ấn đường một giọt máu tươi phiêu giật ra. Được, Diệp Thần vẫy tay gian lòng bàn tay tràn ra một giọt máu tươi, hai địch máu tươi va chạm, ngay sau đó, một cổ tia sáng chói mắt sáng lên, bay về phía Hoàng Tam Diệu ấn đường bên trong, chớp mắt rồi biến mất. Một cổ lực lượng thần bí trói buộc ở Hoàng Tam Diệu linh hồn. Chỉ cần Diệp Thần không thích, tùy thời tùy chỗ, có thể tru diệt Hoàng Tam Diệu. Cho dù Hoàng Tam Diệu đột phá đến đế tôn cảnh, cũng không cách nào tháo ra nô lệ khế ước, cái này phần khế ước trừ phi Diệp Thần chủ động giải trừ, nếu không đem vĩnh sinh trọn đời quấn cố định ở Hoàng Tam Diệu linh hồn chỗ sâu, cho dù tiến vào luân hồi bên trong, cũng không có thể giải trừ. Hoàng Tam Diệu cảm giác một cổ đau nhói xông lên đầu óc, hơi trong nháy mắt thệ, biết khế ước thành lập. Hắn đứng dậy tới, khom người hướng Diệp Thần ôm quyền nói, nô lệ Hoàng Tam Diệu, bái kiến chủ nhân. Cảnh này tình vừa ra, còn lại 4 người đều là sắc mặt thảm bại, nhìn về phía Diệp Thần và Hoàng Tam Diệu, rơi vào thống khổ quấn quýt bên trong. Nếu không ký kết nô lệ khế ước, đem sống chết quyền đưa cho Diệp Thần, thì hẳn phải chết. Phản kháng. Mới vừa bọn họ mấy chục người đồng thời ra tay, ngay chớp mắt liền bị giết được chỉ còn lại chúng ta mấy người, bây giờ nói là phản kháng, không bằng nói là tự tìm cái chết. Rất nhanh, chính giữa lại một người đi ra, ngưng mắt nhìn cả người quanh quẩn ma khí, chân đạp ngũ hành chân khí, sau lưng lưu chuyển luân hồi ánh sáng Diệp Thần, thật là như nhìn thấy một tôn cái thế ma thần, trong lòng phòng tuyến hoàn toàn tan vỡ, hô ta Hoàng Học Quân, nguyện ý phụng Diệp tiền bối làm chủ. Suốt đời không nô, hầu hạ cỡ đó, công Diệp tiền bối điều khiển, vĩnh viễn trung thành, không bao giờ phản bội. Ngay chớp mắt, Hoàng Học Quân trưởng hô một hơi, ấn đường bỏ ra một quả máu tươi, cùng Diệp Thần máu tươi dung hợp. Một cổ đau nhói, giống như vạn chuôi dài chân chưa nhập đầu óc vậy, đau đớn vạn phần, lại là rất nhanh đã qua. Hoàng Học Quân từ từ đứng lên, cùng Hoàng Tam Diệu đứng chung một chỗ, vẻ mặt đều không có. Đã bị Diệp Thần xóa đi tư tưởng,
trở thành hai tôn đạo nguyên cảnh tầng 7 binh khí hình người, giờ phút này được bọn họ, chỉ biết là công kích, không biết đau đớn, không biết lui về phía sau. Chỉ cần Diệp Thần mệnh lệnh một nơi, cho dù để cho bọn họ tự bảo chịu chết, bọn họ cũng sẽ không có hơn phân nửa. Diệp Thần cầm cửu u thí thiên thương, ma khí cuồn cuộn, bước chân đạp một cái, mặt đất lấy lòng bàn chân làm trung tâm, lại lan tràn vỡ vụn. Cuồn cuộn bụi đất cuốn lên. Diệp Thần mắt nhìn ba người khác, nói các ngươi là chết, vẫn là hàng. Ta Hoàng Thiên, nguyện ý phụng Diệp tiền bối làm chủ, suốt đời không nô, hầu hạ chừng. Ta Hoàng Địa, nguyện ý phụng Diệp tiền bối làm chủ, suốt đời không nô, hầu hạ chừng. Ta Hoàng Vũ Thần, nguyện ý phụng Diệp tiền bối làm chủ, suốt đời không nô. Ba vị hoàng gia đệ tử đồng thời quỳ xuống, biểu thị nguyện ý đầu hàng, ký kết nô lệ khế ước. Rất nhanh, máu tươi ngưng tụ, đầu óc thoáng qua đau nhói, nô lệ khế ước tạo thành, bọn họ ý thức và suy nghĩ vậy hoàn toàn bị Diệp Thần xóa bỏ. Năm vị hoàng gia thiên tài, năm vị đạo nguyên cảnh tầng 7 thiên tài, hôm nay thành năm cái binh khí hình người, đây đối với Diệp Thần dưới mắt mà nói, tuyệt đối là một đạo đồ sắc bén. Diệp Thần nghĩ tới điều gì, đột nhiên bắn về phía một mực đứng sừng sững được Hoàng Chiến Thiên, cười nói, người muốn chết như thế nào? Phốc thông. Hoàng Chiến Thiên không nói hai lời, trực tiếp quỳ xuống đất rời đi. Bót bót bót. Bót. Hắn điên cuồng phiến mình bạt tai, một bên vả bạt tai, một bên hô, ta không phải là người, ta là khốn kiếp, ta dám can đảm cùng Diệp tiền bối đối kháng, đơn giản là ăn tim gấu gan báo, ta là khốn kiếp, thỉnh cầu Diệp tiền bối thu ta làm nô lệ đi. Hoàng Chiến Thiên quỳ xuống đất, từng bước một bò qua tới. Dùng trường bào tự mình lau chùi Diệp Thần dày, Diệp tiền bối công giúp tạo hóa, để cho ta thành là tiền bối đầy tớ của ngài đi, chỉ cần để cho ta sống, ta làm gì đều là có thể à. Trở thành nô lệ, cũng tốt hơn chết à. Diệp Thần tùy ý một cước đem Hoàng Chiến Thiên đá bay, trong mắt hắn huyết khí vần quanh, vốn định chém chết, luân hồi mộ địa ở giữa Mạc Ninh nhưng là để cho hắn tạm thời lưu lại Hoàng Chiến Thiên. Dẫu sao Hoàng Chiến Thiên thực lực tuyệt đối không thể khinh thường. Cút, ta tạm thời nhận lấy ngươi, Diệp Thần nói. Cảm ơn chủ nhân. Hoàng Chiến Thiên liền dập đầu đầu đội cầu xin tha thứ vội vàng bước ra một giọt máu tươi. Hô ta Hoàng Chiến Thiên, nguyện ý phụng Diệp tiền bối làm chủ, suốt đời không nô, hầu hạ cỡ đó, cung cấp Diệp tiền bối điều khiển, vĩnh viễn trung thành, không bao giờ phản bội. Phịch, Hoàng Chiến Thiên máu tươi cùng Diệp Thần máu tươi, dung hợp chung một chỗ. Khế ước rất nhanh hoàn thành. Diệp Thần cũng không có gấp lao đi Hoàng Chiến Thiên suy nghĩ, mà là hỏi, phá thiên cốc bên kia, tình huống như thế nào? Bên kia là do Hoàng Mũ Thương tên xúc sinh kia xuất lĩnh. Chủ nhân, bên kia thực lực yếu hơn tại chúng ta bên này, chúng ta có thể trực tiếp đi giết, đem Hoàng 5.000 những tên khốn kiếp kia, toàn bộ thu làm nô lệ. Hoàng Chiến Thiên trong ánh mắt toát ra tàn nhẫn thần sắc, nói, lấy thực lực của chúng ta, đủ để tiêu diệt hết bọn họ. Chủ nhân, ta có thể cùng bọn họ năm, giúp người kéo Hoàng Ngũ Thương, cùng với thủ hạ ba cái đạo nguyên cảnh tầng 8. Như vậy, chủ nhân giải quyết những người khác sau đó, liền có thể tới thu phục bọn họ bốn cái. Nghe nói như vậy, Diệp Thần suy tư một phen, hỏi, bên kia bao nhiêu người, tất cả cảnh giới phân biệt có nhiều ít. Hoàng Chiến Thiên giải thích, đạo nguyên cảnh tầng 9 Hoàng Ngũ Thương một người, đã từng cùng ta tranh đoạt thiếu chức gia chủ, bị đánh bại ta. So ta yếu một ít, hẳn không ngăn được chủ nhân ngài một thương. Đạo nguyên cảnh tầng 8 thiên 3 người, tầng 7 thiên 5 người, 60% thiên đến tầng trời 1, tổng cộng 10 người. Còn lại 21 người toàn bộ đều là hư vương cảnh. Chủ nhân, hư vương cảnh không cần phải để lại, toàn bộ đánh chết là được rồi. Diệp Thần nghe Hoàng Chiến Thiên kể tình huống bên kia. Dần dần. Diệp Thần tựa hồ có chút không quá muốn lao đi Hoàng Chiến Thiên suy nghĩ, dẫu sao Hoàng Chiến Thiên ở hoàng gia địa vị không kém, đi ra ngoài huyết linh bí cảnh sau đó, tác dụng còn rất lớn, hơn nữa lập được nô lệ khế ước, phàm là chút nào phản bội, liền sẽ ngay tức thì bị lửa cháy bừng bừng thiêu hủy thần hồn mà chết, cho nên cũng không cần sợ Hoàng Chiến Thiên phản bội. Được, thu phục tất cả đạo nguyên cảnh người hoàng gia. Diệp Thần mang Hoàng Chiến Thiên cùng 6 người. Chạy thẳng tới phá thiên cốc đi. Phá thiên trong cốc, hơn 10 vị hoàng gia thiên tài hội tụ chung một chỗ, đồng thời còn có Lăng Hải Tông,
Loạn Thương môn các đệ tử chân truyền đều ở chỗ này, tính được chừng 7-8-10 người. Lăng Hải Tông chân truyền đại đệ tử, Hoàn Nhan Phá Quân ngồi ở đắt giá giao long trên ghế, cả người đạo nguyên cảnh tầng 9 hơi thở, hết sức khủng bố. Ngược lại, đi theo hắn 12 cái sư đệ sư muội, phản mà chỉ có 3 người là đạo nguyên cảnh, còn lại đều là hư vương cảnh. 13 người, đã là Lăng Hải Tông trước mắt ở huyết linh bí cảnh ở giữa toàn bộ chiến lực, dĩ nhiên còn bao gồm ở Hàn gia đã bị Diệp Thần đánh chết hơn 10 vị hư vương cảnh đệ tử, từ nơi này liền có thể nhìn ra được, Lăng Hải Tông thực lực xa xa không bằng Hoàng gia. Đối diện, Loạn Thương môn đệ tử Chiến Lăng, đồng dạng là đạo nguyên cảnh tầng 9. Loạn Thương môn nơi này đệ tử, chừng 35 người tới hơn, cũng chỉ có 8 vị đạo nguyên cảnh, còn lại đều là hư vương cảnh. Hai đại phái đệ tử cộng lại, cũng không quá tương đương với Hoàng gia 1/3. Chiến Lăng mắt nhìn xuống Hoàng Ngũ Thương, thần sắc lạnh như băng, cả người quanh quẩn đạo đạo quang vòng, giống như thần nhân vậy. Hắn chợt giẫm một cái trong tay trường thương, nói, Hoàng Ngũ Thương, ngươi sẽ không quá tự cho là đúng chứ. Đem chúng ta hai phái triệu tập tới nơi này, liền vì ngăn cản Diệp Thí Thiên một người. Hắn một người có thể lật lên cái gì đợt sóng. Ngươi trước nói huyết linh tộc 6 người bị Diệp Thí Thiên đánh chết. Ta mặc dù cảm thấy huyết linh tộc 6 vị đế tôn cảnh rơi xuống khí cơ, nhưng tuyệt không thể nào là Diệp Thí Thiên đánh chết. Diệp Thí Thiên lúc tiến vào, bất quá nho nhỏ hư vương cảnh thôi, có thể nghịch thiên kịch chiến ngươi Hoàng Ngũ Thương đều đã kỳ tích. Còn muốn đánh chết 6 vị đế tôn cảnh, trong đó bao gồm một vị đế tôn cảnh hậu kỳ cường giả, ngươi đang nói đùa chứ? Nghe được câu này, Hoàng Ngũ Thương chán gian lưu chuyển một cổ lạnh như băng hào quang, đôi mắt nếu như lãnh kiếm, cả người quanh quẩn đạo đạo lạnh sương mù, sau lưng một đạo băng kiếm chi đạo, dài đến mấy chục mét, là thuộc về hắn đặc biệt, đạo, đã hoàn mỹ đạo. Đạo nguyên cảnh tầng 9 trời, đạo, đã hoàn mỹ, đã có thể dần dần cởi đổi là, hoàn toàn cởi đổi là có thể bước vào đế tôn cảnh. Đế tôn cảnh một tầng, cũng so đạo nguyên cảnh tầng 9 mạnh mẽ rất nhiều. Bước vào đế tôn cảnh sau đó, mỗi tầng trời một cũng chân chính là tầng trời một, chênh lệch cực lớn, đây cũng chính là Chiến Lăng căn bản không tin Diệp Thí Thiên ở hư vương cảnh đánh chết cao cấp đế tôn cảnh cường giả nguyên nhân. Cho dù ai, cũng không khả năng tin tưởng. Hư vương cảnh tầng 9 thiên hòa đế tôn cảnh cảnh, chênh lệch quá lớn, thậm chí sánh bằng tiên phàm chi cách. Bỗng nhiên lúc này, một đạo linh quang, bay vào phá thiên trong cốc. Tụ vào hoàng 5.000 ngọc bội bên hông. Một khắc sau, ngọc bội ảm đạm không thiếu, sáng bóng không chịu từ trước 1/3. Hoàng Ngũ Thương cầm lên ngọc bội vừa thấy, ngay lập tức gian sắc mặt ảm đạm, lui về phía sau 2 bước, kinh hô, không thể nào. Cái này căn bản không có thể à. Chuyện gì xảy ra, Hoàn Nhan Phá Quân thần sắc biến đổi, tiến lên đỡ ở Hoàng Ngũ Thương, hỏi, rốt cuộc thế nào? Chết! Hoàng Ngũ Thương ánh mắt mê ly, lời nói, Định Quân Sơn người, chết. Chết như thế nhiều, nhất định là Diệp Thí Thiên công phá Định Quân Sơn, nhưng là, làm sao có thể à? Hoàng Chiến Thiên không phải trấn thủ ở Định Quân Sơn sao? Tại sao có thể có như thế nhiều tử khí truyền về ta nơi này? Như thế nhiều tử khí, chỉ ít chết mấy chục à, làm sao sẽ bị công phá? Định Quân Sơn người, cho dù Hàn gia và Mạc gia, chữ ra cùng nhau hợp lực ra tay, vậy thì không thể công phá Định Quân Sơn à. Hoàng gia những thiên tài, người người đều có một quả sống chết ngọc bội. Một khi người chết, ngọc bội vậy sẽ vỡ vụn, trong đó tử khí liền sẽ hướng trong gia tộc trẻ tuổi đồng lứa mạnh nhất mấy người phát đi, ý đang để cho mấy người kia là chết trận hoàng gia thiên tài báo thù, nhưng là lập tức nhận được mấy chục đạo tử khí. Không khỏi được hù được hoàng 5.000 thần sắc hiên ngang, sắc mặt trắng bệch. Nghe được như vậy lời nói, hoàng gia mấy vị đạo nguyên cảnh tầng 8, tầng 7 người đều là thần sắc cả kinh, lại nhìn về phía phá thiên cốc ra lúc, mấy đạo ánh sáng to lớn cướp tới, không khỏi được cầm vũ khí lên. Tại chỗ 3 nhà thế lực, hoàng gia 40 người, Lăng Hải Tông 13 người, Loạn Thương Môn 35, thảo luận 88 người. Trong đó 3 vị đạo nguyên cảnh tầng 9 dẫn quân thiên tài, 5 vị đạo nguyên cảnh tầng 8. 7 vị đạo nguyên cảnh tầng 7 những thiên tài chấn giữ, lại có thể cũng còn như lâm đại địch vậy, dò xét bầu trời bay tới ánh sáng to lớn. Là phá thiên thiếu chủ. Thiếu chủ tới. Không đúng, thiếu chủ bên người làm sao còn có một người.
tên kia mang mặt nạ, là Diệp Thí Thiên làm sao cũng tới. Vô số đạo ánh mắt thấy mang mặt nạ Diệp Thần hoàn toàn giật mình. Lăng Hải Tông và Loạn Thương Môn càng đừng nói nữa, loạn thành một đoàn, rối rít cầm vũ khí, đạo đạo lưỡi mác tiếng vang khắp ra, từng cái đạo uẩn oanh nổi lên, mạnh mẽ huyết khí lăn lộn không ngừng, thật giống như hùng binh, nhưng lại giống như là không có chút nào trí khôn chó ngu xuẩn. Mà giờ khắc này Diệp Thần con ngươi nhưng là híp lại, khóe miệng đủ rồi một đạo nụ cười. Chém chết nhiều người như vậy, hắn đã cảm giác được trong cơ thể huyết long dị biến. Nếu như lại đem những người này chém chết, sợ rằng trong cơ thể huyết long sẽ có ngạc nhiên mừng rỡ cho mình. Lớn nhất lá bài tẩy mà là vậy cái uẩn dục huyết long. Từ Ninh Ba đến tỉnh Chiết Giang, rồi đến Kinh Thành, thậm chí còn Côn Lôn Hư, Diệp Thần cơ hồ mở một đường máu. Vô số huyết khí bị huyết long hấp thu, trong cơ thể huyết long giống như biết sửa luyện vậy không ngừng trưởng thành. Diệp Thần có thể cảm nhận được huyết long sau này sợ rằng. Chỉ bất quá huyết long cần một cái thời cơ. Hóa là thật thế chấp, bay trên 9 tầng trời thời cơ. Diệp Thần thân thể không ngừng truyền tới từng đạo tiếng rồng ngâm. Thân xác càng là có đùng đùng tiếng vang. Chủ nhân, những người này giao cho ta. Hoàng Chiến Thiên bước ra một bước, ôm quyền nói. Diệp Thần nhìn một cái Hoàng Chiến Thiên, không có bất kỳ biểu lộ gì, chỉ bất quá gật đầu một cái. Hoàng Chiến Thiên lấy được Diệp Thần cho phép, lúc này xông ra ngoài, trường kiếm chấn động thung lũng từ trên xuống dưới, uy mãnh vô cùng. Tất cả mọi người, quỳ xuống, nhận lấy cái chết. Một tiếng dày vang khắp thung lũng, cầm tất cả mọi người đều chấn động bối rối. Chiến Thiên, ngươi làm sao đi theo Diệp Thí Thiên bên người? Diệp Thí Thiên giết chúng ta Hoàng gia thiên tài đệ tử. Hoàng Ngũ Thương hỏi thăm. Trong tay huyền thiết chiến thương lưu chuyển màu nâu sáng bóng, từng đạo phù văn quanh quẩn thân súng, ánh sáng tách thả ra ra, vét sạch thiên khuyết, chiến ý nghiêm nghị, cũng không phải trạng thái mạnh nhất. Ta tự nhiên biết, nhưng là, ta đã phụng Diệp Thần là chủ nhân. Ngươi cùng nếu không phải muốn chết, còn không nhanh lên đầu hàng tại chủ nhân nhà ta, có lẽ có thể vòng qua ngươi cùng một mạng. Hoàng Chiến Thiên lời nói này vừa ra, trong thung lũng mọi người trực tiếp nổ sôi. Chủ nhân, ai cũng không nghĩ ra Hoàng Chiến Thiên loại thiên tài này hạng người, thân phận tôn quý, lại sẽ đem một cái cuồng đồ làm chủ nhân. Diệp Thí Thiên có cái gì tư cách? Đây quả thực là Hoàng gia làm nhục à? Không thiếu Hoàng gia đệ tử tức miệng mắng to, Hoàng Chiến Thiên, ngươi không xứng khi chúng ta thiếu chủ, ngươi lại có thể nhận Diệp Thí Thiên làm chủ nhân. Chủ nhân của chúng ta chỉ có huyết linh tộc, ngươi quên trưởng lão nói cho chúng ta lời nói sao? Hoàng Chiến Thiên, ngươi chính là con chó. Hoàng Chiến Thiên, ngươi không xứng khi chúng ta người hoàng gia. Chó, Hoàng Chiến Thiên hừ lạnh một tiếng, cả giận nói, bây giờ làm chó thượng mà còn có một cái còn sống, không làm chó ngay cả mạng cũng không có. Chủ nhân công giúp tạo hóa, các ngươi có thể làm chủ nhân chó, cũng là các ngươi may mắn. Thôn nữ sống lại nghịch chuyển đời người. Hắn huy động trong tay kiếm gãy. Cả người lưu chuyển vàng óng sáng bóng, hỏi ta cuối cùng hỏi lần nữa, có đầu hàng hay không làm chó. Hoàng Chiến Thiên, nằm mơ. Rào 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 rào. Từng đạo kiếm khí, thương cương nhảy giết tới, uy năng khủng bố, tựa hồ là muốn lấy Hoàng Chiến Thiên tánh mạng. Hoàng Chiến Thiên từ vừa mới bắt đầu liền không dự định khuyên, như vậy giọng, khó trách bị người phía dưới hợp nhau tấn công. Oanh! Hoàng Chiến Thiên một quyền đánh bể rất nhiều kiếm khí, xoay mình một kiếm hướng Hoàng Ngũ Thương giết ra. Xa xa, Diệp Thần ngón tay bắt pháp quyết, năm vị đạo nguyên cảnh tầng 7 binh khí hình người, thông suốt giết ra, không tình cảm chút nào, không biết đau đớn, hoàn toàn không chịu lui về phía sau và né tránh công kích, trực tiếp tiến vào đám người bên trong, không tới một phút cũng đã đánh chết ước chừng 10 vị hư vương cảnh hoàng gia thiên tài. Đối với những thứ này người hoàng gia, Diệp Thần không có thương hại chút nào. Nếu như mình không lợi dụng, chỉ sợ cũng là bị huyết linh tộc lợi dụng, nguy hại toàn bộ Côn Lôn Hư. Côn Lôn Hư có người hắn yêu, còn có phụ mẫu nàng và người thân, Diệp Thần tuyệt đối sẽ không để cho Côn Lôn Hư xảy ra chuyện. Diệp Thí Thiên, người cưỡng ép thu phục người hoàng gia, thật là quá đáng. Diệp Thí Thiên, người lại có thể giết ta Lăng Hải Tông người, phải trả giá lớn bằng máu. Nháy mắt tức thì, Hoàn Nhan Phá Quân,
cùng với một vị đạo nguyên cảnh tầng 8 ngày cường giả, đồng thời hướng Diệp Thần ra tay. Oanh oanh oanh! Một vòng mưa kiếm bắn ra, vạch qua bầu trời mênh mông, giống như mưa sao rơi vậy, sáng chói yên nhiên, nhưng là mang vô cùng cường đại sát phạt lực, miễn cưỡng câu động thiên địa trên dưới, đưa tới ra trên trăm đạo lôi rắn gào thét ra. Một vòng khái quát chân trời đao cương, từ trời mà rơi, giống như ngân hà rơi xuống tinh thần vậy, cực kỳ kinh khủng. Những người này đặt ở huyết linh bí cảnh bên ngoài, đều là cao thủ số 1 số 2. Có vài người ở thương khung trên bảng càng là có hạng không thấp. Mỗi một chiêu đều là có cao nhất truyền thừa. Không thể coi thường. Đồng thời gian, các loại vũ khí, các loại cương khí, huyết khí sát phạt tới, giống như trăm ngàn tinh thần hạ xuống, chỉ riêng dư âm liền đem đất mặt chấn động được rạn nứt, vô số cỏ cây hóa thành cho tàn, giống như diệt thế vậy khủng bố. Bốn người cùng đi ra chiêu, thật đúng là coi trọng ta. Nếu như là trước kia ta có thể sợ hãi mấy phần. Nhưng là bây giờ ta muốn nói, ta một thương các ngươi nhưng có tư cách chịu đựng. Siêu thần thẩm mỹ sư. Diệp Thần sắc mặt không thay đổi, cầm cửu u thí thiên thương, xoay người mãnh liệt đâm ra một thương, đầu thương tách thả ra màu băng lam sáng bóng, thương cương hóa thành một cái băng xuyên dược nhiên xuống, mang không thể ngăn cản, phá hủy vạn vật khí cơ, ầm ầm giết ra. Diệp Thần sớm đã đem Lâm Thanh Huyền dạy hắn phá thiên tam tuyệt thương thông hiểu đạo lý, tùy tiện nhất kích, liền có thể bộc phát ra vô tận thương ý. Đây cũng là bước vào đạo nguyên cảnh chỗ tốt. Kiếm đạo, thương đạo, cũng là đạo. Cửu U Thí Thiên Thương biến hóa đa đoan, miễn cưỡng đâm ra trăm đạo thương cương. Mỗi một đạo thương cương cũng không có con chân thực, giống như rạch ra thời gian và không gian, ngược dòng trôi qua ngàn năm qua lại, phải đem thiên địa mang về ngàn năm trước vậy. Khủng bố tuyệt luân, huyết linh tộc 6 người chết, toàn bộ huyết linh bí cảnh rất ít có lực lượng có thể ngăn cản. Trăm đạo thương cương, phụ thuộc vào ở băng xuyên sau đó, tạo thành đem thương khung cũng che đậy ở công kích mãnh liệt. Băng xuyên dẫn đầu đánh tan loạn thương đánh ra thương cương, mạnh mẽ dư âm sắp loạn thương chấn động ra mấy trăm mét ra ngoài. Rồi sau đó, băng xuyên trực tiếp phai mở kiếm khí tạo thành mưa sao rơi, lại đem đao cương đánh tan. Đồng thời đem Hoàn Nhan Phá Quân và một cái đạo nguyên cảnh tầng 8 ngày hoàng kim thiên tài, đánh được trào máu thụt lùi mấy chục mét, lăn dưới đất lên, bị thương không nhẹ. Một người một thương, ngăn cản hai vị đạo nguyên cảnh tầng 9, một vị đạo nguyên cảnh tầng 8 thiên tài. Kết quả, bị thương nặng ba vị thiên tài, Diệp Thần chỉ là đạo nguyên cảnh, nhưng không có chút nào thương thế, hơn nữa đánh ra băng xuyên vẫn ở chỗ cũ đi về trước tiếp tục chạy giết. Hai cái đạo nguyên cảnh Lăng Hải Tông thiên tài, mắt thấy băng xuyên thương ý đánh tới, mỗi người nặn động một đạo thủ quyết, sau lưng huyễn hóa ra một cái màu xanh cự long hư ảnh, chính là mật pháp đưa đến hư ảnh, nhưng uy năng cũng không kém, tiếng rồng ngâm chấn thiên thước, dẫn được núi đá sụp đổ. Hống! Hống! Long tiếng khóc truyền ra chân trời ra, uy nghiêm hiển hách. Ngay chớp mắt, băng xuyên đem hai cái thanh long hư ảnh nghiền nát. Đồng thời đem Lăng Hải Tông hai vị thiên đánh cho thành xương máu. Bịch bịch, bịch bịch, băng xuyên cắn qua toàn bộ phá thiên cốc. Hư vương cảnh ba nhà thiên tài, toàn bộ chết, đều bị băng xuyên trực tiếp ép thành bùn máu, hoặc trực tiếp bị phía sau trăm đạo thương cương đánh cho thành xương máu. Hiện nay, còn sống người xuống, cũng không quá 27 vị, đều là đạo nguyên cảnh. Diệp Thần cơ hồ ở nơi này trong bí cảnh có tư cách gọi tôn. Đây cũng là hắn cơ duyên. Bất quá ra bí cảnh, đối mặt kính nước tiên sinh, đã tất cả đại gia tộc cường giả vậy không có dễ dàng như vậy. Diệp Thần quanh thân huyết khí càng ngày càng nồng đậm. Trên người hắn ma khí cũng là bao trùm mở, uyển như mặc vào một đạo phi gió. Mà giờ khắc này, Hoàng Ngũ Thương cùng Hoàng Chiến Thiên đánh giết. Hoàn Nhan Phá Quân cùng với mấy vị đạo nguyên cảnh tầng 8 thiên tài cũng bị thương nặng. Không tốt. Diệp Thí Thiên rốt cuộc là đường chết gì, cái này căn bản không là đạo nguyên cảnh lực lượng. Hắn lại đạo nguyên cảnh là có thể bùng nổ đế tôn cảnh. Làm sao có thể? Hoàng Ngũ Thương dựa vào bị Hoàng Chiến Thiên đánh bị thương giá phải trả, cưỡng ép thối lui ra chiến đoàn, hướng mặt tây bỏ bớt đi. Hắn mới vừa rời đi không tới nghìn mét, liền bị Diệp Thần thi triển kiếm trận vô số mưa kiếm đánh lui về. Bình bịch bịch, bịch bịch. Hoàng Ngũ Thương không ngừng công kích Diệp Thần thiết trí kiếm trận, không những không có phá vỡ kiếm trận,
còn bị mấy đạo kiếm khí xuyên thủng thân thể, máu tươi chảy như dòng nước không dứt. Làm hắn nhìn lại bên trong sơn cốc tình huống lúc, thần sắc đại biến, làm sao sẽ? Tại sao có thể như vậy à? Nhiều cường giả như vậy, lại có thể để cho Diệp Thí Thiên dẫn 6 tên phản đồ đánh cho thành như vậy mạc dạng. Làm sao sẽ? Hoàng Ngũ Thương mắt thấy Hoàng Chiến Thiên và năm binh khí hình người, trắng trợn vây công Lăng Hải Tông và Loạn Thương môn đệ tử, hai môn phái vốn là đã bị thương nghiêm trọng, huống chi Hoàng Chiến Thiên chiến lực vẫn còn ở khỏe hẳn trạng thái, công kích xong Nhan Phá Thiên các người, thật là dễ như trở bàn tay. Năm binh khí hình người lại là không biết đau đớn, bị thương nặng mấy chục đạo nguyên cảnh đệ tử. Hiện nay, cơ hồ không có người có thể đứng. Coi như đứng, ánh mắt cũng chỉ có sợ hãi. Đây là đối với cường giả sợ hãi. Hoàng Ngũ Thương dám khẳng định, Diệp Thí Thiên một khi rời đi huyết linh bí cảnh, toàn bộ Côn Lôn Hư đại loạn. Bên ngoài Côn Lôn Hư gia tộc cao cấp và thế lực nếu như biết Diệp Thí Thiên ở huyết linh bí cảnh làm nơi là, tất nhiên phản ứng đầu tiên chính là bóp chết. Ở chỗ này trước, Diệp Thí Thiên mặc dù diệt một ít tông môn, nhưng là đối với những cái kia cao cấp tông môn mà nói, không có bất kỳ cảm giác uy hiếp. Nhưng bây giờ, Diệp Thí Thiên bước vào đạo nguyên cảnh, lại có đế tôn cảnh lực. Tuyệt đối là những cái kia cao cấp tông môn chướng ngại vật. Những cái kia lão yêu quái tất nhiên sẽ không tiếc bất cứ giá nào lao đi Diệp Thí Thiên. Bí cảnh bên trong, đạo nguyên cảnh tầng 9 ba vị, trừ Hoàng Ngũ Thương còn lại 2 vị trọng thương, 5 vị đạo nguyên cảnh tầng 8, 7 vị đạo nguyên cảnh tầng 7, toàn bộ bị thương. Còn sót lại 7 vị đạo nguyên cảnh tầng 6 ngày 3 phái đệ tử, vậy chống đỡ không được bao lâu. Một đạo vang lớn, một kiện binh khí hình người bị đánh bể. Ta ngạo kiều quỷ phu. Là Hoàng Học Quân bị Loạn Thương môn và Lăng Hải Tông tất cả đệ tử hợp lực đánh chết, thân xác đều bị đánh bể. Nhưng là ngay sau đó, những thứ khác 4 kiện binh khí hình người, lại là mãnh công bọn họ, đem bọn họ lần nữa đại bại, 2 vị đạo nguyên cảnh tầng 6 ngày hoàng gia đệ tử, chết thảm tại chỗ. Phía dưới tác chiến không ngừng, các loại ánh sáng rực rỡ bung ra, vô số kết tinh thể phiêu giật, xen lẫn đao khí và thương cương, còn có rất nhiều kiếm khí bắn ra 4 phía, tình cảnh rộng lớn cực kỳ thảm thiết, phía trên Diệp Thần, giống như ma thần vậy mắt nhìn xuống toàn trường. Vào giờ phút này, Hoàng Ngũ Thương sớm đã không còn chiến ý. Hắn nhìn về phía Diệp Thần, không có chút nào khí lực nói, Diệp Thí Thiên, người như thế nào mới chịu dừng tay à? Đáp án này, người hẳn rất rõ ràng. Diệp Thần trưởng chỉ nhõn lưu truyền một phiến sáng chói thần lôi, trực tiếp bị thương nặng 2 cái đạo nguyên cảnh tầng 8 hoàng gia thiên tài, cực kỳ kinh khủng trong mắt, mắt nhìn xuống toàn trường, chậm rãi nói các ngươi ba phái người. Nếu như đầu hàng, ký kết nô lệ khế ước, ta có thể tha ngươi cùng một mạng. Nếu không phải hàng, giết tới các ngươi thần hồn câu diệt. Đầu hàng, ký kết nô lệ khế ước. Còn đắc đạo nguyên cảnh tầng 6 trên, mới có cái này tư cách bị Diệp Thần vừa ý. Còn lại cảnh giới ba phái thiên tài, ngay cả là muốn đầu hàng, cũng không thể, cảnh giới quá thấp, muốn tới vô dụng. Diệp tiền bối, ta buông tha chống cự. Lăng Hải Tông một vị đạo nguyên cảnh tầng 7 thiên tài, trực tiếp ném ra trường kiếm, quỳ xuống đất hô ta nguyện ý đầu hàng. Diệp tiền bối, ta nguyện ý đầu hàng, làm trâu làm ngựa đều có thể à. Van cầu ngươi lượn quanh ta một mạng. Hắn một bên dập đầu, một bên nghĩ thầm, quỳ xuống đất dập đầu coi là cái gì à. Chỉ cần còn sống, cái gì đều được. Diệp Thí Thiên như vậy thực lực, phản kháng hoàn toàn chính là tự tìm cái chết à. Lúc này, người này sử dụng một giọt máu tươi, hô ta nguyện ý đầu hàng, cả đời nhất thế hầu hạ Diệp tiền bối. Ta cũng nguyện ý đầu hàng. Ta đầu hàng. Ta cũng nguyện ý đầu hàng, cả đời nhất thế hầu hạ Diệp tiền bối, tùy ý họ khuynh hướng. Lúc này, thì có 10 vị thiên tài đầu hàng. Lăng Hải Tông và Loạn Thương Phái còn sót đạo nguyên cảnh, trừ đi Hoàn Nhan Phá Quân ra, toàn bộ đều quỳ xuống đất đầu hàng. Một phiến phiến máu tươi nổi lên, Diệp Thần liền thả ra máu tươi của mình, hoàn thành khế ước, hơn nữa đồng thời lau đi liền bọn họ suy nghĩ, đem đổi là binh khí hình người, ngược lại đi công kích những cái kia chưa từng đầu hàng người. Thoáng chốc gian, chiến đấu cây cân đã hoàn toàn ái mộ hướng Diệp Thần một phe này. Loạn thế thẳng tới mây xanh phượng kinh hoa. Đối với mạng những người này, Diệp Thần chút nào vô tư.
Hoàng gia mặc dù không có huyết linh tộc huyết mạch, nhưng là như có cơ hội, mỗi một người tại chỗ cũng sẽ đứng ở huyết linh tộc bên này. Diệt tộc người, không có bất kỳ lý do gì còn sống. Ở nơi này cơ hồ nghiền ép chi cục thời điểm, một đạo dày tiếng vang khắp trời cao. Các ngươi loại này khốn kiếp. Chúng ta nhưng mà cao quý huyết linh tộc người làm, tại sao có thể quỳ loại rác dưới này? Lão tử chính là không đầu hàng, hoặc là chết. Một vị hoàng gia thiên tài cực kỳ tức giận, hắn chợt huy động trường thương, đồng thời quyền cước cũng dùng, huyết khí lăn lộn, mạnh mẽ cực kỳ. Hắn chính là đạo nguyên cảnh tầng 8, sau lưng nổi lên hoàng xuyên chi đạo, toát ra từng cổ một hàn băng khí tức, nhất thời hàn băng hóa thành đầy trời băng kiếm, thẳng hướng trước mắt năm kiện binh khí hình người lướt đi. Diệp Thần nhìn lướt qua vị kia hoàng gia thiên tài, bất đắc dĩ lắc đầu một cái, không biết sống chết. Một giây kế tiếp, Trảm Long Vấn Thiên kiếm rơi ở lòng bàn tay. Lau một cái sắc bén vô cùng kiếm cương xẹt qua bầu trời, dường như muốn đem toàn bộ bí cảnh mổ ra tới, một kiếm sử dụng, phóng thích vân động, bát phương bưng thải tách thả ra ra. Rào! Kiếm cương tại chỗ cắt ra hết thảy. Vị này hoàng gia thiên tài còn chưa kịp phản ứng, nhưng là đã hóa là một đạo xương máu. Một vị đạo nguyên cảnh tầng 8 ngày hoàng gia tuyệt thế thiên tài, lại không có ngăn trở Diệp Thần một kiếm. T. Mọi người còn lại xem được ngược lại hút hơi lạnh. Đạo nguyên cảnh tầng 8 trời ạ. Như thế tùy tiện liền bị đánh chết, cái này còn phản kháng cái gì à? Hoàn toàn là tìm chết à? Lúc này, một hồi lưỡi mác tiếng truyền ra, còn lại 9 vị hoàng gia thiên tài trực tiếp ném xuống trường kiếm, hướng Diệp Thần hô, chúng ta nguyện ý đầu hàng. Làm nô làm người ở đều có thể, chỉ cần ngươi cho các ngươi một con đường sống. Chúng ta có thể hầu hạ ngươi, là ngươi chinh chiến. Mời ngươi nhận lấy chúng ta. Diệp Thần lúc này phóng thích máu tươi, cùng bọn hắn máu tươi hỗn hợp, lập tấm kế tiếp tấm nô lệ khế ước, trở tay liền đem bọn họ suy nghĩ và ý thức xóa bỏ, đem đổi là 9 kiện binh khí hình người, lại không có bất kỳ năng lực suy tư, chỉ sẽ là Diệp Thần tác chiến như binh khí hình người. Như vậy thứ nhất, chừng 23 kiện binh khí hình người. Đạo nguyên cảnh tầng 8 2 kiện, đạo nguyên cảnh tầng 7 9 kiện, đạo nguyên cảnh tầng 6 5 kiện, dĩ nhiên còn bao gồm đang vây công loạn thương và hoàn nhan phá quân hoàng chiến thiên. Đầu hàng đi. Ta cũng đầu hàng chủ nhân, người xác định còn muốn phản kháng. Hoàng chiến thiên chợt đánh ra một quyền, quyền kính tầng tầng chồng lên, đánh ra đạo đạo hư ảnh, bức lui hoàn nhan phá quân. Các ngươi đều bị chủ nhân nhà ta đánh chết, còn đánh cái gì đánh à? Nhanh chóng đầu hàng, nếu không phải chủ nhân ta yêu tài, đã sớm bắn chết các ngươi. Hoàng chiến thiên sùng kính vô cùng nhìn Diệp Thần, nói chủ nhân, ngài lại trước đợi một chút. Cái này ba cái, ta nhất định cho ngươi khuất phục. Không cần, Diệp Thần bước ra một bước, hai tay chắp sau lưng, một hít một thở gian lưu chuyển cuồn cuộn ma khí, ánh mắt quét qua hoàn nhan phá quân. Hoàng ngũ thương các người mấy người, nếu như chống đỡ được ta nhất kích, các người có thể tùy ý rời đi. Dĩ nhiên, nếu như không ngăn được, ta sẽ trực tiếp bắn chết các ngươi. Nghe được câu này, hoàn nhan phá quân ngẩn ra, nhìn về phía Diệp Thần ánh mắt đều thay đổi. Hắn không dám động tay. Cường giả loại này nhất kích như thế nào ngăn cản à? Mấu chốt hắn căn bản không nhìn thấu Diệp Thần thực lực. Nhưng có cái thứ ba lựa chọn. Hoàn nhan phá quân vẫn là nói. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Thần, chờ đợi Diệp Thần câu trả lời. Mà giờ khắc này Hoàng Ngũ Thường yên lặng không nói, hắn quan sát tỉ mỉ đầu hàng Hoàng Chiến Thiên, hắn rõ ràng đối phương ở Hoàng gia một mực tâm cao khí ngạo. Mà hôm nay đối với một cái người ngoài nhưng lại như là này a dua nịnh nọt. Tất nhiên thấy được cái này mang mặt nạ Diệp Thí Thiên mạnh mẽ. Uyển như ác mộng. Mặc dù Diệp Thí Thiên cho bọn họ hai cái lựa chọn, nhưng là hắn rất rõ ràng, thật ra thì chỉ có một. Bất quá có thể đi theo Diệp Thí Thiên một nhân vật lợi hại như vậy, nếu như Diệp Thí Thiên cuối cùng thắng, có lẽ cũng là một loại quang vinh à. Ngày khác Diệp Thí Thiên quân lâm thiên hạ, hắn cũng có thể đứng ở bên cạnh, cọ một cọ uy phong à. Cái thứ ba lựa chọn, Diệp Thần vẻ mặt bình thản, không nhìn ra biểu tình gì, cái thứ ba, đầu hàng. Khế ước. Hoàng Ngũ Thương hít thở sâu một hơi, hô ta Hoàng Ngũ Thương, nguyện ý phụng Diệp Thần là chủ nhân, đã là tự nguyện suốt đời làm nô, hầu hạ lá chủ nhân cỡ đó,
vĩnh viễn trung thành, không bao giờ phản bội, nếu có phản bội, thần hồn câu diệt. Hoàn Nhan Phá Quân ngược lại hít một hơi khí, nước mắt lã chã, hô ta Hoàn Nhan Phá Quân, phụng Diệp tiền bối là chủ nhân, đã là tự nguyện suốt đời làm nô, hầu hạ cỡ đó, không bao giờ phản bội, nếu có phản bội, ngũ lôi oanh, thần hồn câu diệt, chết không được tử tế. Nói xong, hai người mỗi người tràn ra một giọt máu tươi. Nhà nghèo vợ chồng, Diệp Thần vậy thả ra hai giọt máu tươi, cùng bọn hắn máu tươi dung hợp, hai tấm nô lệ khế ước tạo thành. Giờ phút này dậy, Hoàng Ngũ Thương và Hoàn Nhan Phá Quân hoàn toàn thành là Diệp Thần nô lệ, sống chết đều do Diệp Thần tới nắm trong tay. Chuyện như vậy, nếu như truyền ra ngoại giới, như thế đại danh đỉnh đỉnh hai vị thiên tài tuyệt thế, lại có thể cam tâm làm nô làm người ở, một nhất định sẽ đưa tới sóng to gió lớn. Bây giờ, tổng cộng tính được. Diệp Thần thủ hạ nô lệ, đạo nguyên cảnh tầng 9, chừng 4 vị, theo thứ tự là Hoàng Chiến Thiên, Hoàng Ngũ Thương, Hoàn Nhan Phá Quân, cái này cổ thực lực không phải chuyện đùa, Chu Diệt vậy không có đế tôn cảnh trấn giữ môn phái nhỏ, căn bản không nói hạ. Diệp Thần ngẩng đầu nhìn về phía thương khung, huyết linh bí cảnh đã xuất hiện từng đạo đường vân, phỏng đoán muốn không được bao lâu liền mở ra. Cũng nên tìm thời gian đi ra ngoài. Không biết Hàn Đạo Sơn và những cái kia cao cao tại thượng tông môn trưởng lão thấy mình, lại sẽ là dạng gì diễn cảm. Hoàn Nhan Phá Quân gặp Diệp Thần đang suy tư cái gì, vội vàng đi tới Diệp Thần trước người, kích động nói, chủ nhân, tiếp theo chúng ta đi nơi nào? Ngươi để cho ta đi đâu, ta tuyệt không quay đầu lại. Diệp Thần nhìn lướt qua Hoàn Nhan Phá Quân, đối với loại này a dua nịnh nọt người không có vẻ hảo cảm, hắn nhìn về phía Hàn Vân phủ đệ phương hướng. Nói thẳng, theo ta tới. Dạ, chủ nhân. Tuân lệnh, chủ nhân. Hoàng Chiến Thiên các người cả thân cúi đầu, theo 23 kiện binh khí hình người, hóa thành từng đạo lưu quang, người đi theo Diệp Thần chạy thẳng tới Hàn Vân phủ đệ. Huyết linh bí cảnh, nguyên bản tất cả cái địa phương đều có linh dược, thiên tài địa bảo đợi một chút, là tất cả đại môn phái, gia tộc dùng cho đào tạo chống đỡ huyết linh tộc thiên tài bí cảnh, dĩ nhiên, trên danh nghĩa là chống đỡ huyết linh tộc. Trên thực tế là mau sớm bổ sung 100 vị đế tôn cảnh cường giả, tốt đưa cho huyết linh tộc giày xéo. Chỉ bất quá, cho đến bây giờ, chuyện này không thể nào. Vĩnh viễn cũng không khả năng, bởi vì Diệp Thần ngang trời xuất thế, Côn Lôn hư liền lại cũng không khả năng cho huyết linh tộc chuyển vận đế tôn cảnh cường giả. Tiến vào huyết linh bí cảnh tán tu và tông môn cực kỳ chi hơn. Nhưng là cuối cùng còn dư lại nhưng là vô cùng thiếu. Rất lớn một số là Diệp Thần nắm trong tay. Hàn Vân phủ đệ. Hàn Vân đã cưỡng ép phá vỡ huyết linh bí cảnh, trước thời hạn lên đường đi một ít gia tộc cổ xưa, đi tìm bạn già thương nghị đối kháng huyết linh tộc, đúng và Côn Lôn hư tất cả thế lực chuyện. Diệp Lạc Nhi đứng ở giữa sân, đi tới lui. Nàng gần đây tổng có thể cảm giác được trong cơ thể có nào đó ẩn núp lực lượng đang sôi trào. Vô số thanh âm ở trong óc nàng vần quanh. Để cho nàng rất phiền não. Nàng ở cái thế giới này, trừ sư phụ, duy nhất tin tưởng cũng chỉ có Diệp Thần. Tuyệt thế vô song. Nhưng mà Diệp tiên sinh đến bây giờ còn chưa có xuất hiện, nàng rất sợ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Nàng ánh mắt ngưng mắt nhìn chung quanh, bỗng nhiên đứng lên, gắt gao nhìn chằm chằm một phiến bóng người. Trong đó cầm đầu chính là Diệp Thần. Diệp tiên sinh trở về, nhưng là... Như thế sẽ có nhiều người như vậy đi theo đâu. Nàng bộ bộ sinh liên, trăm lai quần cực kỳ xinh đẹp, vừa nhảy ra, nói, Diệp tiên sinh. Không thiếu tán tu cũng là nghe được Diệp Lạc Nhi bóng người, ngẩng đầu lên, khi thấy đám kia bóng người, một cái trong đó lại là kinh hô thành tiếng, không tốt, người hoàng gia cũng tới. Cái gì? Người hoàng gia? Người hoàng gia, các huynh đệ, động thủ. Trong nháy mắt. Hơn 10 vị ám điện hư vương cảnh cao thủ, trực tiếp vây quanh đi lên. Nhưng là, bọn họ thay đổi ý nghĩ suy nghĩ một chút, dường như không đúng à, những thứ này người hoàng gia như thế cũng vây quanh chúng ta điện chủ à, thật giống như đã thành là chúng ta điện chủ thủ hạ. Diệp tiên sinh, bọn họ là, Diệp Lạc Nhi hỏi, ngây thơ khả ái gò má, để cho Diệp Thần không nhịn được vào tay bóp bóp. Diệp Thần vui vẻ thu tay về tới. Ánh mắt rơi vào Hoàng Chiến Thiên bọn họ trên mình, giải thích, Hoàng Chiến Thiên, Hoàng Ngũ Thương, Hoàn Nhan Phá Quân, cùng với những người khác, bây giờ cũng là ta sử dụng. Cái gì? Hoàng gia hai vị đầu não,
lại có thể thành là điện chủ nô bộc. Lăng Hải Tông chân truyền đại đệ tử, thành là điện chủ đầy tớ. Điều này sao có thể? Còn có cái đó Loạn Thương môn chân truyền đại đệ tử, lại có thể cũng là điện chủ nô lệ. Chu Diễm, Cổ Thiên, Nam Cô đợi một chút, bàn luận sôi nổi, không thể tin nhìn trước mắt hết thảy các thứ này. Hoàng Chiến Thiên à, Hoàng Ngũ Thương, Hoàn Nhan Phá Quân à. Mấy cái này cũng đều là đạo nguyên cảnh tầng 9 tuyệt thế thiên tài à, lại có thể từng cái bị điện chủ ẩn núp, hơn nữa toàn bộ đều thành là điện chủ nô bộc, điện chủ vậy thật lợi hại đi. Chủ nhân, hoàng gia những người khác. Điện chủ, Lăng Hải Tông và Loạn Thương môn những người khác đâu. Diệp Lạc Nhi và Diệp Lăng Thiên trợn to hai mắt, hướng phía sau nhìn, cứng rắn là không thấy được những người khác. Diệp Thần thần sắc bình thản, nói, những người đó, đã bị ta tru diệt. Những người còn lại, ta xem bọn họ tu vi không thấp, không muốn trực tiếp diệt, dứt khoát hãy thu là nô bộc điều khiển, mặc dù vậy thuộc về ám điện bên trong, nhưng là tội nhân thân, người cùng không cần sợ bọn họ tu vi. Bên cạnh, Hàn Thiên nghe được Diệp Thần nói tiếng nói, hù được hai mắt trợn trắng. Ai có thể nghĩ tới, cường giả như vậy cũng là Diệp Thí Thiên nô lệ. Đây chính là tiến vào bí cảnh đạo nguyên cảnh tầng 9, toàn bộ lâm vào là hắn nô bộc. Còn có 7 cái đạo nguyên cảnh tầng 8, cùng hắn một cảnh giới, đây quả thực không cách nào giải thích. Thật may, thật may. Hắn không có mạo hiểm động thủ, nếu không bây giờ cũng là nô bộc một trong. Diệp Thí Thiên, tuyệt đối không thể chọc. Rời đi bí cảnh sau đó nhất định phải lập tức nói cho gia chủ. Một bên Diệp Lăng Thiên nuốt nước miếng một cái. Hưng phấn nói, điện chủ, nhiều như vậy nô lệ, điện chủ, chúng ta ám điện nhất định sẽ ở Côn Lôn hư tách ra sáng lên à. Đó là tự nhiên, Diệp Thần lúc này đem 10 kiện binh khí hình người, giao cho Diệp Lăng Thiên, phân phó nói, những nô lệ này giao cho ngươi, đều là đạo nguyên cảnh 6-7 tầng trời, đủ để ứng đối rất nhiều người, ra huyết linh bí cảnh sau đó, cần ngươi âm thầm vận hành, thuận lợi ngươi mở rộng và hoàn thành ám điện nhiệm vụ. Nhiệm vụ. Diệp Lăng Thiên hỏi, nhiệm vụ gì? Diệp Lăng Thiên chán gian toát ra một cổ nghi ngờ thần sắc. Hắn nhìn về phía bên cạnh đứng Hoàng Chiến Thiên các người, nhỏ giọng hỏi, chẳng lẽ, điện chủ là muốn thủ hạ, vận dụng những người này đi bắt tất cả đại gia tộc những thiên tài sao? Hoặc giả nói là, ám sát tất cả đại gia tộc nhân vật trọng yếu? Không phải, Diệp Thần chán gian thoáng qua một tia vẻ tàn nhẫn. Nói ta hy vọng ngươi âm thầm tra ra đầu dựa vào huyết linh tộc gia tộc và tông phái. Huyết linh tộc chèn ép Côn Lôn hư 3.000 năm. Có thể không đơn thuần có hoàng gia một gia tộc phản bội. Căn cứ Diệp Thần biết, sau lưng còn có rất nhiều gia tộc. Thậm chí có thể so hoàng gia còn đáng sợ hơn. Những thứ này ẩn núp ở trong bóng tối quỷ hút máu, đang một điểm một giọt hút khô Côn Lôn hư máu. Không phải tộc ta, kỳ tâm tất dị. Điện chủ, nói như vậy. Sợ rằng, đầu dựa vào huyết linh tộc tông phái và thế gia không thiếu à? Diệp Lăng Thiên có chút lo âu, nói, dọn dẹp phản bội tiểu tông phái, gia tộc nhỏ tự nhiên không là vấn đề. Nhưng lớn gia tộc, ví dụ như hoàng gia loại có chút khó khăn, nhưng chỉ cần điện chủ lên tiếng, ta tuyệt đối không thể thoái thác. Diệp Thần vỗ một cái Diệp Lăng Thiên bả vai, cười nói, người muốn đi đối phó hoàng gia, vậy ta đối phó ai đi? Cướp sống cũng không phải ngươi như thế cướp, sống lại vượt qua nữ phối. Hắn vẫy tay gọi tới Hoàng Chiến Thiên, hỏi, ngươi hẳn biết, Côn Lôn hư những gia tộc kia, cùng các ngươi hoàng gia như nhau, phản bội Côn Lôn hư liền chứ. Chủ nhân, cái này, ta quả thật không biết, nhưng là những năm gần đây, có chút gia tộc và hoàng gia quan hệ mật thiết, hơn nữa ta từng bất ngờ nghe lén phụ thân và mấy người đối thoại, chính là liên quan tới huyết linh tộc. Những gia tộc này, ta lập tức cho ngài viết xuống. Hoàng Chiến Thiên một mặt thành khẩn, cũng biết Diệp Thần đổ sát đao sẽ đối hướng những thứ khác phản bội gia tộc. Hắn vội vàng biểu quyết thầm nghĩ, ta làm nô phó của chủ nhân để cho ta làm cái gì đều được, bao gồm để cho ta trở về cầm ta hoàng gia lão tổ đập chết đều có thể, chỉ là tễ không tễ được, không nhất định. Hắn trong lòng thầm nghĩ, bây giờ tánh mạng ngay tại chủ nhân nắm trong tay. Ta cũng coi là đứng ở chủ nhân trên chiếc thuyền này, ta nhất định phải hơn lập công. Ta nhất định phải để cho chủ nhân thấy được ta giá trị tồn tại, tranh thủ thắng được chủ nhân hảo cảm. Giao 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 giao.
Hoàng Chiến Thiên lấy ra một cây viết, từ Hàn Thiên cầm trên tay tới một bản giấy nháp, trực tiếp mở viết. Ngươi từ từ viết, buổi tối bàn lại chuyện này. Diệp Thần mang Diệp Lăng Thiên, Diệp Lạc Nhi, Chu Diễm, Cổ Thiên, Nam Cô cùng trước mắt mấy cái ám điện cường giả, đi đến ngoài ra một gian phòng phòng, thiết lập hạ cách âm trận pháp, bắt đầu bí mật họp. Chiến lược tính hội nghị muốn bắt đầu. Lần hội nghị này, vô cùng tương tự Diệp Thần ở Ninh Ba thiết lập tập đoàn Thiên Chính lúc, triệu tập quản lý trở lên nhân viên, thương nghị tóm thâu, từng bước xâm chiếm những công ty khác chiến lược hội nghị. Ám điện, bây giờ chính là Diệp Thần thủ hạ công ty. Những gia tộc khác, tông phái, chính là đối nghịch công ty. Thương trường như chiến trường, bây giờ chiến trường cũng là thương trường. Điện chủ, mọi người đứng dậy, ôm quyền đối với chi. Tất cả ngồi xuống đi. Diệp Thần ngồi ở trước nhất phương chủ vị, nói, lần này triệu tập hội nghị, là quyết định chúng ta ám điện tác chiến phương hướng. Huyết linh tộc sự việc, cùng với Côn Lôn hư tất cả đại tông phái cách cục, tin tưởng Diệp Lăng Thiên cũng cùng các ngươi nói. Cho nên ta nói thẳng bộ phận trọng yếu nhất. Diệp Lăng Thiên, Diệp Lạc Nhi, Cổ Thiên, Nam Cô, Chu Diễm cùng 5 người, vừa nghe một bên nghiêm túc ghi nhớ. Bọn họ rất rõ ràng. Điện chủ nói tiếng nói đem quyết định hết thảy. Vượt qua chi nghiêng thành đích nữ. Thậm chí có thể nói toàn bộ Côn Lôn hư cách cục. Diệp Thần ánh mắt quét nhìn mọi người, mở miệng nói, nguyên bản, ám điện là ẩn giấu dưới đất ám điện, nhưng là bây giờ Côn Lôn hư cách cục và bên ngoài không giống nhau. Ta cố ý đem ám điện chia làm hai, một cái trong đó tiếp tục là ám điện, một cái khác đổi là quang minh điện. Ám điện chức trách, tiếp tục ẩn núp. Là quang minh điện khu trừ bên ngoài hết thảy khó khăn nhân tố. Đồng thời, bao gồm tóm thâu, tiêu diệt đã đầu dựa vào huyết linh tộc tông phái và gia tộc, do Diệp Lăng Thiên dẫn 5 đạo nguyên cảnh tầng 7, 5 đạo nguyên cảnh tầng 8 nô lệ tiến hành, tóm thâu gia tộc và trong tông phái, có cảnh giới cao nguyện ý đầu hàng người, có thể đặt lý do ta 7 nô lệ khế ước, là chúng ta ám điện phục vụ. Còn như quang minh điện, thì ở ngoài sáng. Diệp Thần dừng lại chốc lát. Suy tư một phen, lại nói, còn lại không có đầu dựa vào huyết linh tộc tông phái và gia tộc. Ta sẽ để cho Hàn Vân, Thánh Thảo Điện tương trợ quang minh điện. Bây giờ, có nghi vấn cứ hỏi đi. Chu Diễm cái đầu tiên đứng lên, hỏi, nếu như ám điện phụ trách trong tông phái, có đế tôn cảnh cường giả, nên như thế nào giải quyết đâu? Có thể đi Thánh Thảo Điện thỉnh cầu tiếp viện, nếu như phe địch đế tôn cảnh quá mạnh mẽ, ta sẽ đích thân ra tay. Giống như là lớn nhất hoàng gia, ta sẽ đích thân ra tay làm tan rã bọn họ, ám điện chức trách là đối phó đế tôn cảnh dưới người. Diệp Thần giải thích, cả người tỏa sáng ngất trời kiếm khí, một cổ để cho người không thể nhìn thẳng khí vũ, khá là giống như là cấp trên, lời nói dù cho trời cũng không thể nghịch. Điện chủ, Diệp Lăng Thiên đứng dậy, quanh thân quanh quẩn màu xanh nhạt sáng bóng, hỏi, vậy chúng ta mục tiêu là những tông phái đâu? Cái mục tiêu này. Hoàng Chiến Thiên đã viết xong, Diệp Thần nhận lấy Hoàng Chiến Thiên đưa tới giấy, trong con ngươi tràn ngập khí tức lạnh như băng, bình thản nói, Hoàng Chiến Thiên, ngươi đi xuống đi. Dạ, chủ nhân, Hoàng Chiến Thiên đầu đầy mồ hôi, thẳng cúi đầu, căn bản không dám cùng Diệp Thần đối mặt. Hắn gấp gáp chạy ra ngoài, Diệp Thần vậy cổ làm người ta hít thở khó khăn hơi thở, thật là quá mạnh mẽ. Diệp Thần cầm giấy lên chương nhất xem, hơi kinh ngạc. Trừ đi Hoàng gia gia, lại vẫn bao gồm Thôi gia, Vương gia và Thượng quan gia. Cái này ba gia tộc, Diệp Thần không biết, nhưng là vậy từng nghe nói, ở Côn Lôn hư thế lực cực lớn. Mấu chốt những gia tộc này tuyệt đối không có bề ngoài như thế đơn giản. Không chỉ như vậy, Hoàng Chiến Thiên còn viết xuống 5 tông môn. Cái này 5 nhà tông phái, theo thứ tự là Lăng Hải Tông, Loạn Thương Môn, Thanh Loan Tông, Tuyệt Võ Tông, Hải Thiên Tông. Diệp Thần vốn cho là đầu dựa vào huyết linh tộc tông môn và thế lực chỉ bất quá mấy cái, bây giờ nhìn lại, xa không có đơn giản như vậy. Thậm chí càng hơn. Trong đó, Thanh Loan Tông và Tuyệt Võ Tông chính là Thiên Tuyệt Thành cùng Diệp Thần là địch hai đại tông môn, ban đầu tương trợ kính nước tiên sinh cùng nhau hãm hại Diệp Thần, nếu không phải đan hư tháp lạc gia lạc giao tương trợ, Diệp Thần sợ rằng khó mà thoát đi Thiên Tuyệt Thành. Trừ đi 9 cái thế lực ra. Còn có khác tiểu tông phái và gia tộc nhỏ, ước chừng 21, cũng không có đế tôn cảnh cường giả chấn giữ. Diệp Thần nhìn về phía Diệp Lăng Thiên các người,
nói cùng ra huyết linh bí cảnh sau đó, các ngươi mang 10 đầu hàng nô lệ, từng nhà giết tới cửa đi. Hắn dừng lại chốc lát, nói ta sẽ đi trước Thiên Tuyệt Thành, tìm hai nhà này môn phái phiền toái. Hội nghị liền đến chỗ này giải quyết, Cổ Thiên và Nam Cô, Chu Diễm cùng toàn bộ sắp xếp Quang Minh Điện. Quang Minh Điện vậy lấy Diệp Lạc Nhi cầm đầu, dẫn những thứ khác 13 cái đầu hàng nô lệ, cùng với mới gia nhập các huynh đệ, ở trong tối điện tiêu diệt những thế lực này sau đó, các ngươi tận lực khuếch trương thế lực lớn. Diệp Thần cũng đem xóa đi suy nghĩ 23 cái cường giả, toàn bộ giao cho bọn họ. Điện chủ, ta cùng cáo lui. Chu Diễm, Diệp Lăng Thiên các người lần lượt rời đi. Diệp Thần khẽ nhấp một cái cổ trà, suy tư trước mắt tình huống, hoàng gia địa giới, cũng ở đây Thiên Tuyệt Thành bên trong. Luân hồi mộ địa trong, huyết thất dạ vậy chỉ ra, Bách Kiếm quân chủ trốn cũ, vừa vặn ở Thiên Tuyệt Thành ra, một lần hành động hai được, lấy Bách Kiếm quân chủ thần công đồng thời, tìm kính nước tiên sinh, tính sổ một chút. Ước định chi kỳ cũng đem tới. Bất quá, ở chỗ này trước, ngược lại là phải trước đi một chuyến đan hư tháp. Hình Thiên Đan Tôn, ban đầu khẩn cấp muốn giết mình, bây giờ, thực lực mình tăng nhiều, nên trở về đi tìm vị này Đan Tôn, tính sổ một chút. Huyết linh bí cảnh trong, chỉ còn lại mấy ngày, Thánh Thảo Điện vậy chỉnh hợp tập hợp, đi tới Hàn Gia Thuộc, cùng Quang Minh Điện Chu Diễm, Diệp Lạc Nhi các người liên hiệp chung một chỗ, vừa tu luyện, một bên sau khi thương nghị mặt kế hoạch. Hiện nay, toàn bộ Thánh Thảo Điện chính là Diệp Thần dược phòng. Bị thương, tìm Thánh Thảo Điện. Muốn tăng lên tu vi, tìm Thánh Thảo Điện. Huyết linh bí cảnh ở giữa những thứ khác đế tôn cảnh cường giả, đã sớm bị Hàn Vân cùng chung kêu gọi đi, tựa hồ là đi những địa phương khác. Mấy ngày thời gian thoáng qua rồi biến mất. Cùng lúc đó, Hàn Đạo Sơn canh giữ ở bí cảnh cửa, đứng chắp tay, ngạo nghễ hết thảy. Hắn phất tay một cái nói, bí cảnh thực tập, chắc hẳn vậy sắp kết thúc, để cho các ngươi chuẩn bị người thế nào. Xén Diào phụ, bẩm báo gia chủ, đã chuẩn bị xong. Một cái Hàn gia đệ tử tiến lên báo cáo, 300 đao phủ tay, mỗi cái đều là hư vương cảnh tầng 9 trời, ngoài ra điều một chi đội chấp pháp tới đây, 15 người, toàn bộ đều là đạo nguyên cảnh. Hơn nữa, có 3 vị đế tôn cảnh tầng trời một chấp pháp trưởng lão, vậy đã đến. Được, Hàn Đạo Sơn khóe mắt thoáng qua lãnh lạt vẻ, nói, Diệp Thí Thiên à Diệp Thí Thiên, người tiến vào huyết linh bí cảnh lại còn muốn giết ta. Ngày hôm nay, ta liền canh giữ ở lối ra vây giết ngươi. Nhân thủ nhiều như vậy, đủ đem ngươi tiểu xúc sinh này, lột ra rút gân. Bất quá chỉ mong thằng nhóc này đã chết ở bên trong, nếu không chỉ sẽ thống khổ hơn. Diệp Thí Thiên, coi là cái gì, một cái thương khung bảng tiểu bối mà thôi. Lấy là giết một cái hạng gia đệ tử, dùng quái lực phá vỡ cửa vào, là có thể ngăn cản Hàn gia liền à. Hắn Hàn Đạo Sơn liền nếu không phải là điều động đại đội nhân mã, đem Diệp Thí Thiên chấn động giết tại chỗ. Nói cho tất cả mọi người. Hắn, Hàn Đạo Sơn, không người nào có thể chọc nổi. Gia chủ, 3 vị đế tôn cảnh tầng trời một chấp pháp trưởng lão, lần lượt hướng Hàn Đạo Sơn ôm quyền. Một vị trong đó hồng bào trưởng lão hỏi, không biết, gia chủ điều động chúng ta, liền vì chu diệt một tên tiểu bối à? Vì sao cùng tiểu bối, đáng vận dụng lớn như vậy chiến trận à? Cũng phải à, như vậy đội hình, đối phó mấy vị đế tôn cảnh tầng 2 ngày lão bối nhân vật cũng đủ. Đúng vậy. Còn lại 2 vị chấp pháp trưởng lão vậy rối rít hỏi thăm. Điều các ngươi tới, là đối phó một cái tiểu xúc sinh. Hàn Đạo Sơn thần sắc che lấp, lạnh lùng nói, tên tiểu xúc sinh này, xưa nay kỳ quái, giỏi về ẩn núp. Cho nên, ta cần điều các ngươi tới đây, bày đại trận, để giải quyết hắn, ngoài ra tên tiểu xúc sinh này kêu Diệp Thí Thiên. Diệp Thí Thiên? Chưa từng nghe qua. 3 vị đế tôn cảnh trưởng lão sững sốt một chút, lắc đầu một cái. Bọn họ quanh thân lưu chuyển cổ hao tổn đạo uẩn, nhất cử nhất động bây giờ, giống như tiên nhân vậy. Vẫy tay gian quang hoa sáng chói hiện lên. Một vị áo bào lam trưởng lão nói, một cái chúng ta liền nghe cũng chưa từng nghe qua tiểu bối nhân vật, đáng ra chủ vận dụng như vậy chiến trận. Không khỏi, có chút lãng phí. Ta dĩ nhiên là hy vọng lãng phí, nhưng cũng sẽ không lãng phí, Diệp Thí Thiên cái này nhóc xác rưởi ở trẻ tuổi trong đồng lứa, có chút tên tuổi. Nhưng không coi vào đâu,
một cái hư vương cảnh tiểu bối, nhưng ta như vậy bố trí, khác có tác dụng. Tống đại thần. Hàn Đạo Sơn ánh mắt quét qua ngọn núi xa xa, nhìn xung quanh mấy ngàn tán tu, tựa hồ là đang đợi tiến vào huyết linh bí cảnh đi ra ngoài bạn tốt, ta phải dùng loại chiến trận này, đem tiểu xúc sinh kia miễn cưỡng lột ra rút gân, để cho tất cả mọi người biết, đắc tội ta Hàn ra kết quả. Hắn trong lòng ngầm nói, Diệp Thí Thiên. Tới đúng dịp, người giết hạng ra người. Vừa vặn ta đem ngươi lột ra rút gân, lập uy sau đó mới đưa đi hạng ra, cũng có thể được người tình. Bất quá, người vậy coi là chết được không thua thiệt. Nhiều như vậy hư vương cảnh, đạo nguyên cảnh, cùng với ba vị đế tôn cảnh. Như vậy đội hình, người nếu là còn có thể chạy khỏi, người liền không phải là người. Hô hô! Đang lúc này, huyết linh bí cảnh lối ra, chợt cuồng phong nổi lên. Tất cả mọi người đều biết, đây là cái này một nhóm huyết linh bí cảnh người thực tập, đã hoàn thành thực tập thời gian, sắp đi ra trước dấu hiệu. Hô! Hàn Thiên cái đầu tiên xông tới, nhìn chăm chú chặt một trước mắt trận này chiến đấu, buồn bực nói, phụ thân, các ngươi làm gì à? Ngươi tránh ra, Hàn Đạo Sơn một cái liền cho Hàn Thiên kéo qua một bên, trận này chiến đấu là chuyên môn dùng để đối phó Diệp Thí Thiên vậy nhóc xác rưởi, ta ngày hôm nay phải đem cái này nhóc xác rưởi lột ra rút gân, để tiết mối hận trong lòng. Hắn đẩy Hàn Thiên đi ra ngoài, người mau rời đi đi. Chờ lát, Diệp Thí Thiên, Hàn Thiên cả người sững sốt một chút, lông tơ chợt nổi lên hô, không được. Ta làm việc còn cần ngươi nói chuyện, cút. Hàn Đạo Sơn thanh âm như sấm sét giữa trời quang, đẩy ra Hàn Thiên, nói ta mặc dù không biết bên trong chuyện gì xảy ra, thậm chí có thể ngươi đã là Diệp Thí Thiên bằng hữu, nhưng là Diệp Thí Thiên ban đầu tiến vào lúc uy hiếp Hàn gia, bất kể như thế nào, đều phải chết. Đây là ta Hàn gia tôn nghiêm, ngươi đừng nghĩ là Diệp Thí Thiên nói chuyện. Ta là Diệp Thí Thiên nói chuyện. Ba, có kiện. Thanh âm hơi ngừng. Hàn Thiên còn chưa nói hạ một câu, trực tiếp bị Hàn Đạo Sơn định trụ thân thể, phong điệu thanh âm và tu vi. Đây cũng là Hàn Đạo Sơn cường thế. Hàn Thiên một mặt căm giận, ta nơi nào là Diệp Thí Thiên lo nghĩ à? Ta con mẹ nó rõ ràng là ngươi Hàn Đạo Sơn lo nghĩ à? Ngươi Hàn Đạo Sơn cái trận này cho. Giết Diệp Thí Thiên. Ngươi còn mở quốc tế đùa giỡn đâu? Hư vương cảnh, đạo nguyên cảnh, ba vị đế tôn cảnh. Ngưu bức rất à. Đối với những người khác khẳng định ngưu bức, nhưng ngươi đối với là Diệp Thí Thiên cái này sát thần à. Hàn Thiên bây giờ hoàn toàn gấp xem con kiến trên chảo nóng. Hắn biết Hàn Đạo Sơn làm việc độc đoán. Nhưng là cái này nha hoàn toàn chính là ở chịu chết. Mấu chốt Hàn Vân tổ tiên trước thời hạn ra bí cảnh không có đi và Hàn ra nói Diệp Thí Thiên sự việc sao. Đáng chết. Hắn ánh mắt tỏ ý Hàn Đạo Sơn. Nhưng là người sau căn bản không chú ý Hàn Thiên, ngược lại ánh mắt sát ý cơ hồ ngất trời. Hả hả hả. Hàn Thiên bị đóng chặt im miệng ba, lớn tiếng kêu nửa ngày vậy không người để ý hắn. Hàn Đạo Sơn hai tay chắp sau lưng, hơi thở lan ra. Càng đối với bên người Hàn gia cường giả nói. Các người xem tốt thiếu gia. Thiếu gia không biết tình huống ban đầu, ở bên trong có thể và Diệp Thí Thiên quan hệ không tệ. Cố nhiên như vậy, Diệp Thí Thiên dám can đảm khiêu khích chúng ta Hàn gia, thì nhất định phải được chết. Ngoài ra, để cho thiếu gia đi trước trên núi nghỉ ngơi, ta chém chết Diệp Thí Thiên sau đó, sẽ cân nhắc đem toàn thây để cho thiếu gia các ngươi xử lý. Hô! Nghe nói như vậy. Hàn Thiên thiếu chút nữa xỉu vì tức, sau đó thẳng trừng hai mắt, nhìn về phía Hàn Đạo Sơn. Cầm Diệp Thí Thiên toàn thây cho hắn đưa ra. Hắn sợ đến lúc đó là Diệp Thí Thiên cầm ngươi toàn thây cho ta đưa ra à? Hàn Đạo Sơn không chút nào ý thức được uy hiếp buông xuống. Hắn trong mắt nhìn huyết linh bí cảnh trận pháp kết giới. Lần này huyết linh bí cảnh quá mức cổ quái, đầu tiên là sương mù dày đặc che đậy, căn bản không biết bên trong tình huống. Hơn nữa có nhiều lần bí cảnh bên ngoài đều có cực mạnh chập chờn. Tất nhiên là bộc phát kinh khủng chiến đấu. Nhất kỳ quái chính là, hoàng gia thậm chí còn rất nhiều gia tộc đệ tử, lại có thể chết cực kỳ nhanh. Ngược lại, lần này tán tu nhưng là tổn thất cực kỳ chi thiếu. Bất quá rất nhanh thì phải chân tướng rõ ràng. Hắn đối với chân tướng không quan tâm, hắn chỉ quan tâm, cái đó gọi Diệp Thí Thiên tiểu xúc sinh. Ngay tại lúc này,
một đạo kinh thiên tiếng vang khắp. Thương khung lại là mây đen cuồn cuộn. Vô số đợt khí lăn lộn. Sấm sét hoành xanh, chữ tiết nhảy lên. To lớn huyết linh bí cảnh trận pháp hoàn toàn nứt ra. Hô hô hô. Không gian trong vết rách, đi ra đoàn người. Bất ngờ chính là Diệp Thần, Kỷ Tư Thanh, Diệp Lăng Thiên các người, đồng hành còn có Hoàng Chiến Thiên cùng 27 nô lệ, cộng thêm hơn 100 cái Quang Minh Điện thành viên, một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm toàn bộ đi ra, Hàn gia đệ tử thì theo ở phía sau, từng cái đi ra, Thánh Thảo Điện vẫn còn ở xếp hàng chờ đợi trong. Diệp Thí Thiên, Diệp Thí Thiên, Hàn Đạo Sơn và Áo Bào Lam trưởng lão đồng thời giận quát một tiếng. Hàn Đạo Sơn vẫy tay đánh ra một cái màu băng lam đạo uẩn, câu thông bên ngoài linh khí, đưa tới mấy trăm đạo màu bạc sấm sét rơi xuống, rối rít rơi vào hắn an bài thủ hạ binh khí bên trong, sở trí chỗ truyền ra từng trận sấm sét tiếng. Bày trận, theo ra lệnh một tiếng. Mấy trăm vị hư vương cảnh, 15 vị đạo nguyên cảnh, 3 vị đế tôn cảnh cường giả, tập thể ra tay, mỗi người huy động vũ khí trên câu thông màu bạc sấm sét, nhất thời điện quang lóe lên. Sấm sét bốn chói lọi, thiên địa biến sắc, vô số sét đánh bắn ra bốn phía mây đen bao phủ bầu trời. Một tòa sấm sét trận pháp, bất ngờ tạo thành. Mấy trăm vị hư vương cảnh, tạo thành chu thiên đội ngũ, sắp hàng đông nam tây bắc bốn phương. 15 vị đạo nguyên cảnh, là đội thứ hai liệt, quanh quẩn ở Diệp Thí Thiên các người oải uế phòng tuyến, nhưng ở hư vương cảnh cường giả tạo thành chu thiên đội ngũ bên trong. 3 vị đế tôn cảnh chấp pháp trưởng lão và Hàn Đạo Sơn, tạo thành đội thứ 3 liệt, mỗi người trấn thủ đông nam tây bắc bốn phương. Bọn họ cả người quanh quẩn sấm sét, tay cầm màu bạc sấm sét bao gồm binh khí, cầm giống như thiên binh thiên tướng vậy, thần uy hiển hách, dưới chân lại là tràn ra đạo đạo lôi xà. Hàn Đạo Sơn huy động trường kiếm, chỉ Diệp Thí Thiên, phẫn nộ quát, Diệp Thí Thiên, dám can đảm khiêu khích ta Hàn gia. Người này cùng ngút trời nghịch tặc. Sự phạt đem giết, còn không nhanh chóng tốc buông binh khí xuống, để cho ta tru diệt ngươi. Nếu không, ta đem tìm hiểu cội nguồn, đem tất cả có liên quan người ngươi, hết thảy chém chết hầu như không còn. Ngươi cùng còn không mau mau buông binh khí xuống, còn đợi lúc nào. Thanh âm nếu như sấm sét, lời đồn đãi đến ngoài trăm dặm, kinh được bốn phía mấy ngàn tán tu tay chân luống cuống. Các tán tu nhìn về phía như vậy trận thế. Không khỏi được kinh hồn bạt vía. Đây chính là Hàn gia sấm sét trận à. Trận pháp như thế, tru diệt một vị đế tôn cảnh ba tầng ngày cường giả, cũng đủ à. Các tán tu kinh ngạc, nhưng mà trong trận pháp, Diệp Thí Thiên đoàn người nhưng hoàn toàn không có diễn cảm, một mặt nghi ngờ nhìn Hàn Đạo Sơn, ngược lại là có chút xem ngu si. Ồn ào Trương Bảo Bảo mê tiền mẹ. Diệp Lăng Thiên buồn bực nói, điện chủ, làm sao chúng ta mới vừa đi ra. Liền đụng phải như thế cái người kiến thức nông cạn. Hắn đếm đếm địch nhân ở chung quanh, khinh thường nói, cũng mới như thế điểm à. Hắn coi lại xem mình phía sau, đứng Hoàng Chiến Thiên cùng 27 nô lệ, mỗi cái cũng đều là đạo nguyên cảnh à. Cái này người kiến thức nông cạn ngày hôm nay đi ra, khẳng định chưa ăn thuốc. Chu Diễm Đô cho một câu. Chủ nhân, hàng này ngày hôm nay quất, vẫn là phát điên. Diệp Lạc Nhi nhìn Hàn Đạo Sơn vậy uy nghiêm mạc dạng, không khỏi được cười lớn, ngắm nhìn bốn phía nói, 15 đạo nguyên cảnh. 3 vị đế tôn cảnh tầng trời 1. Nàng nhẹ giọng hô, Hoàng Chiến Thiên, chỉ riêng các ngươi cũng đủ ứng phó đi. Đúng vậy, Lạc Tiểu Thư. Hoàng Chiến Thiên tiến tới Diệp Thần trước mặt, một mặt cười ngây ngô nói, chủ nhân, nếu không các nô tài mang người, trực tiếp cầm bọn họ diệt chứ. Ngài xem ý như thế nào? Những phế vật này. Không cần ngài động thủ à. Đạo nguyên cảnh tầng 9 ngày cường giả. Hoàng Chiến Thiên, Hoàng Mũ Thương, Hoàn Nhan Phá Quân các người, đã khôi phục lại trạng thái tột cùng, hoàn toàn có thể hợp lực vượt cấp chiến 3 cái chấp pháp trưởng lão. Lại phối hợp điểm đạo nguyên cảnh tầng 8, tầng 7 binh khí hình người, chính là đánh Hàn Đạo Sơn loại này tuổi già sức yếu hàng, cũng không là vấn đề. Hàn Đạo Sơn cẩn thận xem Diệp Thần trận này cho, có chút buồn bực. Liền hô, hai vị Hoàng công tử, Hoàn Nhan công tử. Các ngươi vì sao đứng ở tiểu súc sinh này bên người? Hắn vận dụng huyết khí, thanh âm xuyên phá vân tiêu, hô các ngươi như tương trợ ta, chu diệt Diệp Thí Thiên cái này rác rưởi, ta Hàn gia nhất định cảm ơn. Phốc suy, phốc,
Hoàng Chiến Thiên và Diệp Lạc Nhi cũng cười, chưa có xem qua ngu ngốc như vậy hàng, không thấy rõ thế cục cũng không dưới tới tự mình xem, cần phải đứng như vậy cao làm ra vẻ. Hoàn Nhan Phá Quân một mặt buồn bực nói, chủ nhân, cái này Hàn Đạo Sơn đầu quất, chúng ta động thủ đi. Động thủ đi, Diệp Thần thần sắc bình thản, nhìn về phía Hàn Đạo Sơn có chút châm chọc ý, ngay sau đó hạ lệnh, tất cả mọi người nghe lệnh, chu diệt vây khốn bọn ta Hàn ra người, không cần nương tay, những người còn lại cùng không tham dự tác chiến. Cố nhiên Hàn gia và Hàn Vân có chút liên lạc, nhưng là Hàn Vân giả điên giả ngu sau đó, liền lại nữa quản Hàn gia chuyện, nếu không Hàn Đạo Sơn cũng biết bên trong sự việc. Nếu Hàn Vân không quan tâm, Diệp Thần liền sẽ không nương tay. Dù là Hàn Vân quan tâm, thì như thế nào? Tuân lệnh, chủ nhân. Hoàng Ngũ Thương, Hoàng Chiến Thiên, Hoàn Nhan Phá Quân các người, như sói như hổ chạy thẳng tới hướng Hàn gia cường giả. Mà Diệp Thần cũng không nhàn rỗi, tay cầm cửu U Thí Thiên Thương, đang muốn phá lôi đình này trận. Diệp Thần cầm cửu U Thí Thiên Thương, cả người huyết khí lăn lộn nếu như giang hải sóng lớn liên miên không ngừng, đầu thương tách thả ra hào quang, nhất thời bát phương đám mây hội tụ, ngược lại hóa thành vạn cổ xương máu, hắn chợt đâm ra một thương. Nháy mắt tức thì, vạn cổ xương máu hội tụ tại đầu thương, chợt bắn ra, ở vào bầu trời bên trong, hóa thành một cái màu máu giang hải. Cuồng bạo mãnh liệt lực lượng xông lên đoạn vô cùng sấm sét, đem thất luyện bắn ra bốn phía lôi quang chém được tấc nứt từng khúc nứt ra. Một đạo dơ lên trời vang lớn truyền ra. Thất luyện bắn ra bốn phía mây đen tán loạn, vô số sấm sét hóa thành mây đen phiêu tán ra. Lớn như vậy sấm sét trận trên không bể ra. Bình bịch bịch, từng đạo cắn trả lực truyền ra, tại chỗ chấn bạo liền hơn 50 vị hư vương cảnh cường giả. 15 vị đạo nguyên cảnh Hàn gia cường giả, rối rít trào máu thụt lùi, còn chưa tới đạt tới kịp phản ứng lúc, liền bị hoàng gia đệ tử đánh giết, tiếp liền trào máu, còn có 2-3 người bạo thể mà chết. Bọn họ đều là cấp thấp đạo nguyên cảnh, tuyệt đại đa số đều là một tầng, tầng 2 thiên. Cao nhất tu vi cũng bất quá là đạo nguyên cảnh tầng 7 thiên. Đối mặt toàn bộ đều là đạo nguyên cảnh tầng 7 tầng 8 chiến phó, như thế nào ngăn cản được, nhất thời lần lượt tháo chạy. Những thứ này Hàn gia đạo nguyên cảnh, sợ rằng đến chết cũng không biết, những thứ này hoàng gia thiên tài tại sao sẽ nổi điên công kích bọn họ. Lão gia, lão rác rưởi, Hoàng Ngũ Thương và Hoàng Chiến Thiên, chạy thẳng tới Hàn Đạo Sơn đi, đánh ra một vòng băng xương sông dài, một vòng hằng cổ kiếm khí, thể muốn chém Hàn Đạo Sơn. Hàn Đạo Sơn cố nén cắn trả lực, chợt khua kiếm tự vệ, lau một cái quang hoa sáng chói vạch qua thương khung. Tạm thời ngăn trở hai vị đạo nguyên cảnh tầng 9 ngày tuyệt thế thiên tài công kích, không khỏi phải hỏi nói, tại sao? Hai vị là hoàng gia thiên tài đệ tử. Tại sao sẽ trợ giúp Diệp Thí Thiên à? Tại sao à? Lão thất phu, Hoàng Chiến Thiên một kiếm sử dụng, bốn phương vân động, dọc đường chấn động giết Hàn gia 20 hơn vị hư vương cảnh, nói, Diệp Thí Thiên chính là chủ nhân nhà ta, các ngươi dám can đảm khiêu khích chủ nhân ta. Ta thành tựu nô tài, nhất định phải giết các ngươi. Lão thất phu, Hoàng Ngũ Thương sử dụng một thương, suýt nữa xuyên thấu Hàn Đạo Sơn bả vai, lại bị chấn động bay ra ngoài. Hàn Đạo Sơn thần sắc đại biến, lại ngại vì hai người thân phận, không dám chân chính ra tay. Hắn một bên phòng ngự, vừa nói, làm sao sẽ, các ngươi làm sao có thể nhận Diệp Thí Thiên là chủ nhân. Không thể nào à, Hoàng Cân Chi Đông Sơn tái khởi. Có cái gì không thể nào? Làm chủ nhân nô tài, ta bội cảm vinh hạnh. Ngược lại là các ngươi những phế vật này, dám can đảm khiêu khích chủ nhân nhà ta diệt các ngươi. Hoàng Chiến Thiên chiến lực mở hết, mãnh công Hàn Đạo Sơn, thành tựu hoàng gia đại công tử, hắn cũng có thể vượt cấp tác chiến. Hàn Đạo Sơn ngược lại càng đánh càng mộng. Hoàng gia đại công tử. Hoàng gia nhị công tử. Làm sao biết làm liền Diệp Thí Thiên nô tài? Không thể nào à. Đây là càng chuyện không thể nào, nhưng là tình huống trước mắt lại là chân thực. Hàn Đạo Sơn bên này còn khá tốt, Hoàn Nhan Phá Quân các người, giết Hàn ra 3 vị chấp pháp trưởng lão, lại có thể đánh ngang tay. 3 vị chấp pháp trưởng lão, một bên đánh một bên khiếp sợ, muốn động toàn lực lại ngại vì Hoàn Nhan Phá Quân thân phận không dám. Nghe tới hai vị hoàng gia thiên tài, nhận Diệp Thí Thiên làm chủ thời điểm, đều là một năm mơ hồ. Còn dư lại hơn 100 cái hư vương cảnh,
Diệp Thần nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, thu hồi cửu u thí thiên thương, lấy ra Trảm Long Vấn Thiên Kiếm, ngang trời chém ra một kiếm, kiếm quang chiếu sáng thiên địa trên dưới, uy mãnh vô cùng, giống như vậy biển khơi nước, một sóng đi theo một sóng, như có rót ngược cửu trọng thiên khuyết oai, trực tiếp đem hơn 100 vị hư vương cảnh hàn gia thiên tài thâu tóm trong đó. Thương thương thương, tiếng chuông, từng đạo lưỡi mác tiếng truyền ra, vô số kiếm khí qua lại đâm, kiếm quang bốn chói lọi. Từng vị hư vương cảnh thiên mới tiếp liền ngã xuống, toàn thân là kiếm khí xuyên thủng, thần hồn đều bị phai mờ. Không tới một phút, hơn 100 vị hư vương cảnh thiên mới, toàn bộ chết trận ở Diệp Thần trong tay. Chỉ là một chiêu, chu diệt hơn 100 vị hư vương cảnh, chiến lực như vậy, hoàn toàn là thuộc về đế tôn cảnh chiến lực. Xa xa tán tu nhìn cái này xoay ngược lại một màn, kinh được miệng cũng hợp không lên. Cái người khác dụi mắt một cái, kinh ngạc nói, Diệp Thí Thiên. Lại có thể một kiếm diệt nhiều cường giả như vậy. Còn nghĩ hoàng gia đại công tử, nhị công tử, Lăng Hải tông chân truyền đại đệ tử, thu làm nô mới. Trời ạ, cái này Diệp Thí Thiên nơi nào là trẻ tuổi đồng lứa à, hoàn toàn là thế hệ trước tàn nhẫn nhân vật à. Đạo nguyên cảnh tầng 9 ngày tuyệt thế thiên tài, sống lại làm đô thị đại ma vương. Lại có thể cam tâm là Diệp Thí Thiên nô tài, vẫn còn ở mãnh công hàn đạo sơn bọn họ. Thế cục hoàn toàn thay đổi, rốt cuộc ai ở tàn sát ai à? Làm sao có thể? Ta không tin, nhất định là các ngươi kết hội lừa gạt ta. Ta không tin, hàn đạo sơn hoàn toàn bùng nổ, vô cùng sáng bóng hóa thành 18 đạo băng lam quang vòng. Một cổ trấn khai hoàng ngũ thương và hoàng chiến thiên, chạy thẳng tới Diệp Thần lướt đi, cặp mắt dữ tợn, hô, Diệp Thí Thiên, người cái này rác rưởi, lại có thể giết ta hàn ra nhiều người như vậy, ta nhất định phải giết chết ngươi. Diệp Thần cầm chặt Trảm Long Vấn Thiên Kiếm, thân kiếm bắn nhanh ăn gian trăm đạo sáng bóng, huyết long bàn lượn quanh toàn thân. Vô tận sấm sét bọc, uyển như hạ xuống phàm trần lôi đạo chân quân. Tự tìm cái chết, ta tác thành ngươi. Diệp Thần lăng không sử dụng một kiếm, một đạo kiếm quang bắn ra, vị ở giữa không trung tạo thành hình tròn, thật giống như mặt trăng, tiếp nhận trăm ngàn đạo quang trạch tụ vào sau đó, chợt bùng nổ là một chuôi lăng không cự kiếm, giống như một vòng mặt trăng vỡ ra vậy, mạnh mẽ dư âm chấn vỡ chu vi mấy thước đỉnh núi. Lăng không cự kiếm thông suốt xiết ra, một lần hành động đánh tan 18 đạo băng lam quang vòng. Hàn đạo sơn vũ khí trực tiếp vỡ vụn. Tay hắn cánh tay lại là xuất hiện một đạo liệt ngân, rồi sau đó hằng cổ kiếm khí chạy thẳng tới ngoài ra ba vị chấp pháp trưởng lão, không thể địch nổi kiếm khí, phá hủy hết thảy, phai mở vạn vật, chính giữa đánh nát áo bào lam trưởng lão, sau đó truyền ra một đạo tiếng nổ. Một vị đế tôn cảnh tầng trời một chấp pháp trưởng lão. Chính thức chết. Ngoài ra hai vị chấp pháp trưởng lão đều bị đánh vào, chợt trào máu thụt lùi, công lực giảm nhiều. Giữa không trung. Hàn đạo sơn phun ra một ngụm máu tươi, ai có thể nghĩ tới Diệp Thí Thiên thực lực lại đang bên trong tăng trưởng như thế khủng bố. Căn bản không có thể à. Hắn không ngừng lui về phía sau, trong mắt kinh hãi, oán độc nói, Diệp Thí Thiên, ta. Còn chưa hắn nói xong, Diệp Thần đã xuất hiện ở hàn đạo sơn trước mặt, một quyền đánh ra, dày đặc huyết khí trực tiếp xuyên thấu. Ban đầu ngươi để cho ta như vậy chật vật, ta cũng đã nói sau khi đi ra. Ta sẽ trả lại gấp bội. Hôm nay chính là thường lại bắt đầu. Nói xong, Diệp Thần nhìn lại rất nhiều hàn gia đạo nguyên cảnh lúc, nếu như quân lâm thiên hạ vậy, vô cùng khí khái chấn động sóc càn khôn, quát ra một tiếng nói, người cùng nếu không phải hàng, thần hồn câu diệt. Diệp Thần thanh âm vang khắp, uyển như lôi âm cuồn cuộn chấn động. Mấu chốt ai cũng không nghĩ ra hàn đạo sơn lại có thể không địch lại Diệp Thí Thiên. Đây chính là hàn đạo sơn à. Hàn gia nhưng mà gia tộc cao cấp một trong. Hàn đạo sơn thực lực cũng coi là hàn gia thê đội thứ nhất. Đế tôn cảnh à. Diệp Thí Thiên ban đầu thực lực mọi người vậy đều rõ ràng. Cố nhiên thần bí, nhưng là vậy chưa đến nỗi như vậy khủng bố. Một cổ vô hình uy áp tựa như bao phủ tất cả mọi người. Bọn họ tâm thần sợ hãi, trợn mắt hốc mồm, cả thế giới tựa như nửa đêm bãi tha ma vậy. Yên tĩnh đến mức tận cùng. Mọi người lại nhìn về phía hàn đạo sơn, yếu ớt đến mức tận cùng, nào có trước khi cường giả phong độ à. Trọng thương hàn đạo sơn tự nhiên cảm giác được tất cả mọi người đều ở xem mình,
hắn chật vật đứng lên, tràn đầy vô tận lửa giận trong mắt gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Thần. Hắn có lòng không cam lòng. Hắn làm sao có thể bại bởi một cái thằng nhóc chưa dứt sữa. Đây quả thực là sỉ nhục. Nhưng là hắn rất rõ ràng, mình bây giờ căn bản không cách nào chống cự. Hắn muốn biết huyết linh bí cảnh trong rốt cuộc chuyện gì xảy ra, tại sao Diệp Thí Thiên lại đột nhiên gian thay đổi như vậy đáng sợ. Cố nhiên thân thể đau đớn, Hàn Đạo Sơn nuốt vào một búng máu sắc, tức giận nói, tiểu súc sinh, ngươi lại dám để cho ta Hàn gia người quỳ xuống, càng dám đả thương ta. Ngươi có biết ta Hàn gia nội tình, ngươi có biết ta Hàn gia nhưng có một vị thời đại thượng cổ cường giả. Nếu như bị tổ tiên biết, ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Dù là ngươi đế tôn cảnh cũng không có tư cách. Lời còn chưa nói hết, một cái bóng đen lóe lên, Diệp Thần đã xuất hiện ở Hàn Đạo Sơn trước mặt. Bót! Diệp Thần tùy ý một trưởng vỗ ra, Hàn Đạo Sơn thân thể ngay tức thì truyền ra rắc rắc tiếng, xương đều phải bị chấn vỡ. Trong mắt hắn trợn to, căn bản không nghĩ tới mình uy hiếp như vậy đều không cách nào ngăn cản trước mặt thanh niên. Ngươi còn dám động ta, ta thề. Nhưng mà, Diệp Thần năm ngón tay đã giữ lại Hàn Đạo Sơn cổ. Hắn ánh mắt cực kỳ lãnh đạm. Thanh âm lạnh như băng lại là chậm rãi rơi xuống, không cần thề, ngươi không giết được ta. Cuối cùng hít thở một cái không khí mới mẽ đi, dù là ngươi là Hàn Vân con cháu, ta cũng không sẽ nương tay. Đúng rồi, lại nói cho ngươi một cái bí mật, Hàn Vân là người ta, đừng nói ta giết ngươi, coi như là ta diệt toàn bộ Côn Lôn hư Hàn gia, Hàn Vân cũng không có tư cách nói gì. Lời này vừa nói ra, Hàn Đạo Sơn tròng mắt trợn to. Hắn theo bản năng không tin Diệp Thần nói tiếng nói, nhưng là khi thấy Diệp Thần tròng mắt kiên định và không câu chấp, hắn kinh nghiệm nhiều năm nói cho hắn, hết thảy các thứ này là thật. Diệp Thí Thiên lại biết Hàn Vân tổ tiên. Mấu chốt Hàn Vân bây giờ vẫn là Diệp Thí Thiên người. Làm sao có thể? Hàn Đạo Sơn con người đều là tia máu, hắn há hốc mồm, mới vừa muốn nói chuyện, Diệp Thần năm ngón tay lực lượng ngưng tụ. Ma khí xuyên thấu. Huyết long lại là lao ra, trực tiếp quấn quanh ở Hàn Đạo Sơn. Đụng. Vô tận lực ầm ầm bùng nổ, Hàn Đạo Sơn đầu lâu ngay tức thì bị tháo xuống. Thân thể lại là không chịu nổi ma khí và huyết long hai đạo lực lượng giáp công. Trực tiếp hóa là xương máu. Diệp Thần nhìn một cái lòng bàn tay đầu lâu dữ tợn, cười lạnh một tiếng, tiện tay đem Hàn Đạo Sơn đầu lâu ném cho những cái kia Hàn gia đạo nguyên cảnh cường giả. Một giây kế tiếp, đùng đùng, tiếng chuông, còn sót lại bảy vị đạo nguyên cảnh cường giả, trực tiếp ném vũ khí, hướng Diệp Thí Thiên quỳ xuống hô, ta cùng đầu hàng, nguyện ý phụng tiên sinh làm chủ, suốt đời phục vụ. Đem bọn họ bắt giữ đứng lên, Diệp Thần nói, được, điện chủ, Diệp Lăng Thiên mang Chu Diễm bọn họ liền đi lên, lớn xích sắt vèo vèo cho bảy cái đạo nguyên cảnh trói lại, cũng kéo đi sang một bên. Bây giờ, chỉ còn lại hai vị đế tôn cảnh chấp pháp trưởng lão, vẫn còn ở thua ngoan cố kháng cự. Bọn họ nguyên bổn đã bị Diệp Thần kiếm khí đánh cho bị thương, lại đối mặt đạo nguyên cảnh tầng 9 ngày tuyệt thế thiên tài vây công, hơn nữa người này đều có vượt cấp ngăn cản đế tôn cảnh một tầng cường giả chiến lực, bốn người hợp lực vây công cái này hai người, tiếp tục đánh xuống, hai người hẳn phải chết. Bịch bịch, vòng chiến bên trong, các loại ánh sáng rực rỡ lóe lên. Mấy đạo thân ảnh di động cực nhanh, khi thì quyền cước làm bạn, khi thì binh khí va chạm, đánh được dị thường kịch liệt. Không nhiều gặp, hồng bào chấp pháp trưởng lão dẫn đầu bị Hoàng Chiến Thiên tháo xuống một cái tay. Hoàng Chiến Thiên cười to nói, người lão già này, dám can đảm vây giết chủ nhân nhà ta, thật là ăn tim gấu gan báo. Chủ nhân nhà ta không cần động thủ, chúng ta những thứ này nô tài đều đủ để đánh chết ngươi. Ngươi cùng còn không đầu hàng. Đơn giản là tự tìm cái chết. Vị trưởng lão này lời còn chưa nói hết, Diệp Thần sử dụng một kiếm, dẫn được thiên địa biến sắc, vô số thất luyện bắn ra bốn phía kiếm khí liều chết xung phong, miễn cưỡng đem hắn đâm thành tổ ong vỏ vẽ, thần hồn cũng nháy mắt tức thì bị Diệp Thần xóa bỏ. Diệp Thần giờ phút này tu vi mặc dù không cao, nhưng là chiến lực tuyệt đối là tại chỗ cao nhất. Cho dù là đế tôn cảnh ba tầng thiên đến, vậy không bắt được Diệp Thần. Huống chi là hai cái tầng trời một chấp pháp trưởng lão. Phịch, vị trưởng lão này thân xác lăng không vỡ ra. Không lâu lắm,
Hoàng Chiến Thiên chém chết một vị trưởng lão khác, xách đầu lâu đi tới Diệp Thần trước người, quỳ một chân trên đất, ôm quyền nói, chủ nhân, nô tài đã đem người này lão ra đầu người cắt tới, còn xin chủ nhân quyết định. Diệp Thần uy nghiêm ánh mắt quét qua xa xa, từ từ nói, hắn Hàn gia cảm thấy uy nghiêm không thể xúc phạm. Ta uy nghiêm cũng không thể xúc phạm, thông chi một chút đi, nếu như còn có người muốn giết ta Diệp Thí Thiên, ta ở chỗ này chờ. Còn nữa, xem ở Hàn Vân mặt mũi, ta không động thủ nữa, nhưng là phải để cho Hàn gia có thể người nói chuyện tự mình nói xin lỗi, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Diệp Thần rất rõ ràng, từ huyết linh bí cảnh sau khi ra, như phải có tư cách ứng đối một năm rưỡi sau sự việc, phải lập uy. Chỉ có lập uy, mới có thể ở Côn Lôn Hư có tuyệt đối quyền phát biểu. Nếu không phải xem ở Hàn Vân mặt mũi, cái này Hàn gia diệt định. Hô hô, tất cả tán tu khi đến một hớp khí lạnh, không nghĩ tới Diệp Thí Thiên lại có thể mạnh như vậy thịnh. Hàn gia à, Côn Lôn Hư gia tộc cao cấp một trong, cũng không phải là những cái kia gia tộc nhỏ à, lại có thể để cho Hàn gia người nói chuyện tự mình tới nói xin lỗi, Diệp Thí Thiên tuyệt đối không thể chọc à. Xa xa, Hàn Thiên lắc đầu một cái này sẽ những thứ khác Hàn gia người cho hắn giải trừ phong ấn. Hắn than thở một tiếng, bất đắc dĩ nói ai, lần này, thật sự là hắn lão hồ đồ, càng muốn đi đắc tội sát thần. Nếu như không phong điệu ta hết thảy, có thể nghe ta nói nhiều một câu, có lẽ hết thảy còn có chuyển cơ. Đáng tiếc, thiếu chủ, ngài không phải mới vừa muốn bảo toàn Diệp Thí Thiên à. Bên cạnh, một cái đế tôn cảnh tầng 4 ngày ông già hỏi. Bảo toàn Diệp Thí Thiên. Hàn Thiên sững sốt một chút, tự diễu nói, thành bá, người cảm thấy ta có năng lực này. Người có lẽ không biết, lão tổ đã cùng Diệp Thí Thiên đạt thành hiệp nghị, nếu không ngươi lấy là ta gấp như vậy làm gì à? Thành bá vừa nghe, vội vàng cùng Hàn Thiên hỏi huyết linh bí cảnh ở giữa sự việc, rất nhanh rõ ràng liền nguyên ủy chuyện. Hắn nhẹ sờ râu, thở dài một tiếng nói, Diệp Thí Thiên có thể tru diệt huyết linh tộc 6 người, phần này công lực quá mạnh mẽ, thật may ta mới vừa rồi ta không có lên, nếu không cái này sẽ ta cũng là đầy đất tử thi. Thành bá hỏi tiếp, thiếu gia, nên làm gì bây giờ? Về nhà, Diệp Thí Thiên phía sau phải cùng lão tổ còn có kế hoạch, chúng ta liền đừng để ý, về nhà đi. Hàn Thiên thương tiếc không thôi, nói, đúng rồi, thông chi một chút đi, Hàn gia trên dưới dù sao cũng đừng đi tìm Diệp Thí Thiên phiền toái. Thành bá nhanh chóng truyền lệnh những thứ khác Hàn gia người. Cùng lúc đó, huyết linh bí cảnh cửa vào. Những thiên tài khác và thánh thảo điện người đi ra. Vô số đạo ánh mắt không hẹn mà cùng bắn về phía thánh thảo điện đệ tử phương hướng. Mấu chốt thánh thảo điện nữ đệ tử chân thực quá bắt mắt. Trọng yếu hơn là, các nàng quần áo trên người hình vẽ, vô cùng rõ ràng. Đây là trong cổ tịch truyền thuyết dấu vết. Thánh thảo điện đi ra ngoài nháy mắt tức thì, cả thế giới đột nhiên yên tĩnh lại. Kinh được các tán tu trợn to hai mắt, thánh thảo điện à. Những nữ đệ tử này chúng ta chưa bao giờ gặp qua, khẳng định không phải từ Côn Lôn Hư đi vào. Còn có quần áo các nàng, thật chẳng lẽ là Thánh Thảo Điện? Một mực lánh đời, trong truyền thuyết Thánh Thảo Điện, lại có thể ra huyết linh bí cảnh à? Hơn nữa, vẫn cùng Diệp Thí Thiên đi tới một khối. Trời ạ, Diệp Thí Thiên cái này thế lực vậy quá mạnh mẽ đi. Mấu chốt tất cả mọi người tại chỗ cũng có thể phát hiện thánh thảo điện những cường giả kia ánh mắt cũng một mực chú ý một người đàn ông. Diệp Thí Thiên. Trong chốc lát, Diệp Thí Thiên ở trong lòng mọi người thay đổi kinh khủng hơn. Thánh thảo điện Nhược Tông chủ thấy được tình huống trước mắt, liền hỏi Diệp Thần nói, có cần hay không ta giúp ngươi giải quyết cái gì? Diệp Thần nhìn mọi người một cái, lắc lắc đầu nói, không cần, chúng ta rời đi nơi này, đi trước một chỗ. Đem chuyện về sau xác định được đi. Được, Nhược Tông chủ dẫn Thánh Thảo Điện ngàn người, người đi theo Diệp Thần người cùng nhau rời đi. Một ngày sau, Côn Lôn Hư một nơi dãy núi bên trong. Diệp Thần ở Hàn Gia chi địa vùng lân cận tìm được một nơi núi không người mạch, tạm thời đem Thánh Thảo Điện Quang Minh Điện, Ám Điện tất cả mọi người đều an trí ở chỗ này. Hơn nữa, hắn đã đem đầu hàng 7 cái đạo nguyên cảnh Hàn Gia cường giả, khế ước thuật. Nhét vào ám điện bên trong. Dưới mắt Diệp Thần thực lực đã đủ. Chí ít ở Côn Lôn Hư có nhất định quyền phát biểu. Diệp Thần đứng ở đỉnh núi, ánh mắt ngưng mắt nhìn chân núi phong cảnh.
Hắn rất rõ ràng, bây giờ uy hiếp lớn nhất thủy chung là một năm rưỡi sau sự việc. Những huyết linh tộc này cường giả bị hắn chém chết, ắt phải sẽ để cho huyết linh tộc những cường giả kia biết. Sợ rằng Côn Lôn hư chống đỡ không tới một năm rưỡi. Hắn bây giờ chỉ bất quá đạo nguyên cảnh, mặc dù có đế tôn cảnh lực, nhưng là đối mặt huyết linh tộc cường giả còn chưa đủ. Dưới mắt phải mau sớm tăng lên thực lực. Còn nữa, cũng nên đi một chuyến TQ. Không biết Hạ Nhược Tuyết và những người bạn kia như thế nào. Hắn gần đây luôn có chút dự cảm xấu, thông qua một ít thuật pháp, cái này dự cảm xấu liền là tới từ Hoa Hạ. Sợ rằng nơi đó muốn xảy ra chuyện. Bất kể như thế nào, đều phải mau sớm lên đường. Bất quá ở đi Hoa Hạ trước, còn có hai đạo uy hiếp phải giải quyết. Một cái chính là Đan Hư Tháp hình thiên đan tôn, một cái khác chính là Kính Nước tiên sinh. Mình đã không phải là phản hư cảnh tiểu tử, bây giờ bước vào đạo nguyên cảnh, có đầy đủ tư cách đối mặt những cường giả này. Có chút nợ cũng nên coi một cái. Diệp Thần không nghĩ nhiều nữa, và Diệp Lăng Thiên phân phó mấy tiếng, sau đó chính là mang Hoàng Chiến Thiên, Hoàng Ngũ Thương các người, bước ra một bước, trực tiếp từ đỉnh núi nhảy xuống. Lại là hóa là đạo đạo tàn ảnh hướng dưới núi lao đi. Chạy thẳng tới Trấn Đan Hư. Từ trước mắt tin tức xem, Trấn Đan Hư không chỉ có hình thiên đan tôn một nơi uy hiếp, còn có một cái Thôi Gia. Thôi Gia đứng sau lưng cũng là huyết linh tộc. Trong đó, Hoàng Chiến Thiên các người mỗi người mang theo mặt nạ ra người, thay đổi hơi thở, hóa thành ngoài ra bốn người. Ước chừng nửa ngày thời gian, mọi người chính là gặp được một cái nóc nhà cao lầu san sát. Hoàng Chiến Thiên ôm quyền đối với Diệp Thần cung kính nói, chủ nhân, Trấn Đan Hư đã đến. Thôi ra tình huống cụ thể, nô tài ở trên đường đã đi trước tra xét xong. Ngoài ra, hình thiên đan tôn thế lực ta cũng tra xét xong, chúng ta là trước đối phó cái nào. Hình thiên đan tôn, Diệp Thần chán gian toát ra lạnh như băng thần sắc, nói trước đối phó hình thiên đan tôn, hắn và ta ân oán giữa cũng nên giải quyết, ban đầu như vậy chật vật. Cũng nên để cho hắn liền vốn lẫn lời ói ra, cùng hình thiên đan tôn sự việc giải quyết, lại đi đối phó Thôi ra. Trên đường phố, đếm chiếc xe ngựa vội vã đi, trong xe ngồi một cái xinh đẹp mỹ nhân, đang một mặt sầu bi nhìn phía trước, đô la ầm lên, Diệp Thần tên này, uổng phí ta vất vả cứu hắn trở về, không nghĩ tới thời gian đảo mắt hắn liền chạy mất dạng. Thật không biết hắn tránh đi nơi nào, an toàn hay không đây? Lạc Giao. Diệp Thần một mắt liền nhìn thấu trong xe ngựa Lạc Giao, nhưng mình giờ phút này là Diệp Thí Thiên thân phận, cho nên Lạc Giao cũng không nhận ra hắn. Phịch! Đột nhiên, một đạo vang lớn truyền ra. Lạc Giao xe ngựa giống như mất khống chế vậy, trực tiếp đụng vào một mặt trên vách tường, vô số đá vụn phân bay. Bên cạnh xe ngựa, một cái bắp thịt bạo bằng người đàn ông đang căm tức nhìn Lạc Giao, trên gương mặt đao sẹo nhìn như hết sức dữ tợn, hắn huy động trường đao. Chỉ Lạc Giao hỏi, không có mắt hà. À, ngại quá. Vị tiên sinh này, ngươi nói đi, ta bồi thường ngươi. Lạc Giao một mặt áy náy đi xuống xe, làm nàng thấy rõ ràng người trước mắt này lúc, vội vàng kêu lên một tiếng, à. Thôi Vĩnh, ngươi làm sao biến thành bộ dáng này à? Mặt ngươi. Lạc Giao ở Trấn Đan Hư địa vị không thấp, Lạc Giao vậy biết không ít người. Mà người trước mắt chính là Thôi Vĩnh. Nàng trong trí nhớ Thôi Vĩnh, không phải rất đẹp trai, nhưng cũng là vóc người trung đẳng, phổ thông tướng mạo. Trước mắt người này, trừ mặt hòa khí tức là Thôi Vĩnh, thân thể thật là giống như là đổi như nhau. Trước sau chênh lệch, giống như đứa nhỏ và người trưởng thành như nhau. Trước kia là 1m78 vóc người, bây giờ kém không nhiều 2m chi hơn. Ta, cái này cũng bái hình thiên đan tôn ban tặng. Thôi Vĩnh thần sắc dữ tợn. Dần dần điên cuồng, phẫn nộ quát, đều là bởi vì ngươi người nữ nhân hạ tiện này, đem đáng chết kia Diệp Thần mang về, chọc giận hình thiên đan tôn, nếu không ta đi lấy đan lúc, làm sao sẽ bị đả thương. Hình thiên đan tôn ngoài mặt là ta chữa trị, nhưng cho ta dùng không biết đan dược gì. Đều do ngươi, ngươi cái này còn đê tiện. Hắn tiến một bước, cao hơn 2 mét thân thể, giống như là một cái thịt tăng tựa như, hù được người chung quanh chạy tứ tán. Mỗi đi về trước một bước, trên người lực lượng khổng lồ đều đưa mặt đất bước ra từng cái trong cái hố sâu, kèm theo vết nứt lan truyền, tựa như trước động đất vậy. Lạc Giao à! Lần này Lạc Gia không có cường giả canh giữ ở bên người ngươi,
vừa vặn ta vậy không muốn sống, ta không có tư cách tìm Hình Thiên Đan Tôn trả thù, càng không tìm được Diệp Thần tiểu xúc sinh kia, cho nên ta hôm nay chỉ có thể giết ngươi, cho hả giận. Thôi Vĩnh chợt bước ra một bước, thân hình bay vút ra, một đao lực phách, cuồng bạo đao cương có chừng mấy trượng lớn nhỏ, thẳng đem ngăn ở Lạc Giao trước người người làm bổ làm hai, máu tươi phún ra ngoài, hắn tắm máu tươi, nhưng hơn nữa điên cuồng, thẳng truy đuổi Lạc Giao đi. Lạc Giao một lòng luyện đan, võ đạo tu vi không hề coi là cao. Đối mặt trước mắt Thôi Vĩnh tự nhiên không có ngăn trở tư cách. Nàng hôm nay chỉ bất quá chuẩn bị đi một chuyến bên ngoài làm việc, ở trấn đan hư ai biết nhúc nhích nàng. Lại không nghĩ rằng hôm nay lại đụng gặp nổi điên Thôi Vĩnh. Má của nàng tái nhợt, vội vàng ăn vào đan dược, dự định thi triển thuật pháp thoát đi. Nhưng là còn chưa thi triển thuật pháp, liền bị vô tình cắt đứt. Giờ khắc này, Lạc Giao chân thực quá mức chật vật. Diệp Thần thấy một màn này, bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Xem ra trận chiến ấy sau đó, trấn đan hư cách cục sớm liền biến, nếu không thả ở lúc trước, Lạc Giao làm sao có thể bị như vậy người động thủ. Lạc Giao à Lạc Giao, ngày hôm nay nên ta cứu ngươi. Diệp Thần trêu ghẹo một tiếng, phất tay nói, Hoàng Chiến Thiên. Động thủ. Thôi Vĩnh cái này cùng hư vương cảnh người, Diệp Thần cũng không cần tự mình động thủ, nếu không rất thân phận. Tuân lệnh, chủ nhân, Hoàng Chiến Thiên thân hình nhảy một cái, mau như tia chớp, trường chỉ nhọn lưu chuyển màu băng lam sáng bóng, hóa thành một chuôi trường thương, trên không đâm ra một thương, thương cương răng khắp nơi ra, tạo thành một đạo thương lưới. Thương lưới gào thét ra, không có dấu hiệu nào liền đem Thôi Vĩnh úp xuống trên đất. Lôi xà bốn chói lọi, không ngừng cắn xé lôi kéo Thôi Vĩnh thân xác, đem bên trong lực lượng cuồng bạo và huyết khí từng bước một chiếm đoạt. À! Ai? Người nào cản ngăn cản ta, đi ra! Thôi dùng nhúc nhích không được, nhưng là mở ra miệng một cái sức lực lớn tiếng kêu. Nghe được thanh âm, Lạc Giao cũng dừng lại, xoay người thấy được Hoàng Chiến Thiên, khá là có chút kinh ngạc, hỏi, ngươi là? Chủ nhân, ta đã đem người này bắt lại. Hoàng Chiến Thiên cầm thương nửa quỳ, hướng Diệp Thần thi lễ, nói, người này tu vi quá yếu, sợ rằng chống cự không được ta thương lưới quá lâu. Chủ nhân, Lạc Giao ngạc nhiên sững sốt một chút, trong lòng ngầm nói, như vậy trẻ tuổi, lớn mạnh như vậy tu vi, lại gọi trước mắt người nọ là chủ nhân. Chẳng lẽ, loại này đạo nguyên cảnh thiên tài, cũng chỉ phối làm nô. Vậy hắn chủ nhân, được mạnh bao nhiêu à? Cường đại như vậy trẻ tuổi tuấn tài, lại có thể tự mình lên tiếng cứu ta. Lạc Giao có loại cảm giác tráng váng. Không ngại, Diệp Thần chậm rãi đi tới. Quanh thân quanh quẩn ánh sáng nhàn nhạt chạch, nhìn như thanh niên hình dáng, lại có thật giống như vĩnh viễn vậy nhìn không thấu tựa như. Lạc Giao đưa mắt nhìn Diệp Thần, trong lòng cảm giác quái dị, cái này bị trẻ tuổi tuấn tài thành là chủ nhân người, ta thật giống như không nhìn thấu hắn. Hắn rõ ràng gần trong gang tấc. Nhưng là, ta như thế cảm giác hắn lại thích tựa như xa ở tinh không bờ bên kia, vĩnh viễn vậy chạm đến không tới hắn đâu. Loại khí chất này tu vi, không khỏi vậy quá mạnh mẽ đi. Rốt cuộc là nhà nào tuyệt thế thiên tài à? Người tốt, ta kêu Lạc Giao. Lạc Giao vẫn là mạnh lấy dũng khí, khá là mắc cỡ tiến lên, hướng Diệp Thần cúi đầu một cái, nhàn nhạt mỉm cười nói, đa tạ tiên sinh ngày hôm nay cứu ta, không biết tiên sinh xưng hô như thế nào à? Diệp Thí Thiên. Diệp Thần cưỡng ép nín cười cho. Diệp Thí Thiên. Thương khung bảng Diệp Thí Thiên. Lạc Giao tâm thần chấn động một cái, nói, ngươi lại là vị kia Diệp Thí Thiên đại nhân. Nàng bỗng nhiên mừng rỡ, đầy mắt đốm sáng nhỏ, nói, ngươi chính là đánh chết hạng anh kiệt Diệp Thí Thiên. Không phải nghe nói, ngươi tiến vào huyết linh bí cảnh liền à. Huyết linh bí cảnh thực tập, đã kết thúc. Bây giờ, ta đi ra. Diệp Thần lời nói bình thản, hỏi, ngươi có thể biết Hình Thiên Đan Tôn ở nơi nào? Ngươi muốn tìm Hình Thiên Đan Tôn luyện chế đan dược à? Lạc Giao dừng lại chốc lát, nói sau nói, Diệp tiên sinh bây giờ tìm Hình Thiên Đan Tôn cũng không tốt, cái này Thôi Vĩnh chính là ở Hình Thiên Đan Tôn tâm tình không tốt thời điểm đi lấy Thôi ra đan dược. Nàng nói, kết quả bị biến thành như vậy. Có thể ngài tu vi rất cao, nhưng Hình Thiên Đan Tôn là đế tôn cảnh cường giả, ngài hay là đi tìm Linh Nhất Đan Tôn đi. Hơn nữa, ba ngày sau, chúng ta trấn đan hư sẽ cử hành một tràng, đan dược luyện chế đại hội,
đến lúc đó sẽ hơn nữa thuận lợi. Đan dược đại hội, Diệp Thần hỏi, chấn đan hư mấy vị đan tôn, cũng sẽ tham dự sao? Đúng vậy, Lạc Giao nghiêm túc nói, đan dược đại hội vốn là 10 năm sau cử hành. Nhưng là Thôi Gia và Vương Gia, cùng với hình thiên đan tôn, của một đan tôn nói lên trước thời hạn cử hành, hơn nữa thuyết phục mấy vị khác đan tôn và gia tộc. Cho nên là ở 3 ngày sau cử hành. Chủ yếu là khảo nghiệm mới luyện đan sư, đồng thời mấy vị đan tôn vậy sẽ đích thân ra tay, luyện chế thượng phẩm đan dược, nghe nói đế tôn cảnh cường giả ăn liền sau đó, có thể vô căn cứ gia tăng một cái cảnh giới nhỏ. Đến lúc đó, Diệp tiên sinh ngươi có thể đi đan dược đại hội, đi lấy chút như vậy đan dược. Lạc Giao thật nghiêm túc nói xong, dừng lại chút, lại mỉm cười nói, nguyên lấy là Diệp tiên sinh ngài là một mình một người. Nàng thò đầu nhìn xem Hoàng Chiến Thiên các người, liền nói, không nghĩ tới, ngài là xuất lĩnh nhiều năm như vậy nhẹ cao thủ, chắc hẳn ngài tu vi, đã đến đế tôn cảnh đi, tại sao không đi tranh Côn Lôn hư 10 đại thiên tài đâu. Ta cảm thấy lấy ngài tu vi và chiến lực, tuyệt đối có thể ổn định Côn Lôn hư 10 đại thiên tài. Diệp Thần cười một tiếng, 5 năm sau mình cũng không biết vực ngoại vậy một chỗ, còn tranh cái gì 10 đại thiên tài. Hắn đối với Côn Lôn hư hạng cũng không để bụng. Côn Lôn hư chẳng qua là vừa mới bắt đầu mà thôi. Chân chính quan tâm là luân hồi mộ địa. Dứt khoát ta không đi cùng bọn họ tranh đoạt, ta mấy cái này người làm, có lẽ còn có thể tranh lần trước tranh. Hô! Lời này vừa nói ra, Lạc Giao ngược lại hít một hơi khí lạnh, kinh ngạc nhìn về phía trước mặt thanh niên. Trời ạ, Diệp Thí Thiên để cho mình người làm đi tranh, hắn bản thân tu vi và tầm mắt, há chẳng phải là đã vượt xa ra trẻ tuổi đồng lứa liền à. Đừng xem chủ nhân và người làm, đều là trẻ tuổi đồng lứa. Như vậy trẻ tuổi cường đại thủ hạ, nơi thần phục chủ nhân, nhất định là tu vi vượt qua xa bọn họ, nếu không quyết sẽ không chọn thần phục. Nhưng rõ ràng mấy cái này thủ hạ, đối với Diệp Thí Thiên như vậy kính trọng, Diệp Thí Thiên tu vi nhất định rất cao. Có lẽ, Diệp Thí Thiên tất nhiên đã sớm dòm ngó ngồi báu đế tôn cảnh, khó trách coi thường Côn Lôn hư 10 đại thiên tài bảng danh sách. Bỗng nhiên lúc này, Lạc Giao nghĩ tới điều gì, liền khẩn trương nói, Diệp tiên sinh, ngươi cứu ta, không bằng và ta hồi Lạc Gia đi, ta muốn bày tiệc rượu tự mình đáp ơn ngươi, chúng ta Lạc Gia sẽ trùng trùng báo đáp. Nàng rất rõ ràng, Thôi Vĩnh xảy ra chuyện, tất nhiên sẽ dẫn động Thôi Gia, đến lúc đó như là tìm tới nơi này, tuyệt đối phiền toái. Được, Diệp Thần vậy không muốn đáp ứng, trưởng chỉ nhọn bung ra một đoàn lửa cháy mạnh, ngay tức thì đem Thôi Vĩnh thiêu hủy thành cho tàn. Diệp tiên sinh mời, Lạc Giao tự mình dẫn đường, đi đi, nhưng là có chút lo âu nói, Thôi Gia đệ tử, ở trong gia tộc cũng bày có lệnh bài, Thôi Vĩnh chết, Thôi Gia tất nhiên biết. Tiên sinh mau sớm đi chúng ta Lạc Gia đi. Không cần. Một cái nho nhỏ Thôi Gia, không đáng giá một đề ra. Diệp Thần lời nói bình thản, thỉnh thoảng nói, Lạc Giao, ta nghe nói các ngươi Lạc Gia lấy luyện đan làm chủ, nhưng ngươi quả thật đi tu luyện một đường, là tại sao hả? Lạc Giao hơi cúi đầu, hơi có chút ngượng ngùng nói, ta cũng muốn ngự kiếm bay lên trời, ngồi gió vạn dặm mà, càng không muốn cả đời đều ở đây hát trong phòng luyện đan. Nhưng là thiên phú quyết định hết thảy, tu luyện đối với ta Lạc Gia mà nói quá mức xa xôi. Lạc Giao lời còn chưa nói hết, hai đạo tiếng hét phẫn nộ, như sấm sét giữa trời quang vậy, truyền vào mọi người bên tai. To gan tặc tử, dám can đảm giết ta Thôi Gia đệ tử, còn không mau mau cút ra đây nhận lấy cái chết. 6. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 52.